Chương 1039 Là ta sai rồi sao? Nguồn Mê truyện audio.com Nghe được tô hàng lời này, Ninh Nhất Hải sững sờ, mặt khác nhất đao cung đệ tử, cũng đều là tại lúc này sửng sốt một chút. Ninh Nhất Hải có thể như thế kịp thời ra tay, hiển nhiên là cũng sớm đã xuất hiện ở nơi này, chẳng qua là không có hiện thân thôi, trước đó Nam Hồng nói cái gì, hắn tự nhiên đều nghe được. Chỉ là, Ninh Nhất Hải không biết tô hàng là có ý gì, càng không biết. Tô Hàng theo như lời Nam Hồng trước đó lời nói, đến cùng là thế nào một câu. Sở dĩ sửng sốt, để nhất liền là điểm này, thứ hai, thì là bởi vì Tô Hàng thái độ. Mà này, cũng là nhất đao cung rất nhiều đệ tử chỗ sửng sốt nguyên nhân. Ninh Nhất Hải mặc dù cũng là nhất đao cung đệ tử, nhưng Tu Vi, chính là thật sự long hoàn cảnh cường giả, mạnh hơn Nam Hồng không biết bao nhiêu, căn bản không thể dùng đối đãi nhất đao cung đệ tử tầm mắt đến đối đãi Ninh Nhất Hải, như thế một vị long hoàn cảnh ra mặt, nhưng Tô Hàng dừng tay, vô luận là nhất đao cung đệ tử vẫn là ninh nhất hại bản thân, đều cảm thấy Tô Hàng hẳn là cho hắn mặt mũi này mới là. Có thế Tô Hàng vô luận là theo biểu lộ, vẫn là theo lời nói, cũng hoặc là là động tác nhìn lại, có vẻ như đều không có ý định cho hắn mặt mũi này. Nói Tô Hàng có thể quét ngang long thần cảnh, bọn hắn tin tưởng, dù sao Tô Hàng đã thành danh rất lâu, tại không có bị vây giết trước đó, liền danh xưng long thần cảnh vô địch, vô luận là quý gia vị kia quý phong vân, vẫn là vương gia mặt tổ, đều là long hoàng phía dưới, đại danh đỉnh đỉnh cao thủ, có thể một cái thua ở tô hàng trong tay, một cái chết tại tô hàng trong tay, đây đều là ví dụ. Nhưng muốn nói tô hàng tại long hoàng cảnh trong đó cũng có thể vô địch, bọn hắn tuyệt đối không tin. Chẳng những không tin, càng không tin tô hàng đã đến bỏ qua long hoàng cảnh mức độ. Cho dù là tô hàng thiên tư mạnh hơn, tư chất mạnh hơn, tại cái kia yêu tiên thánh vực làm ở bên trong lấy được tạo hóa quá mạnh, khả thi ở giữa quá ngắn. Tô Hàng tuyệt không có khả năng tại ngắn ngủi trong thời gian 2 năm, theo mới đầu trong tay Long Hoàng Cảnh liền chạy trốn đều khó có khả năng, đi đến bỏ qua Long Hoàng Cảnh cường giả trình độ. Dù cho Ninh Nhất Hải là Long Hoàng Cảnh sơ kỳ, cũng không có khả năng. Cũng chính là bởi vậy, tại Nam Hồng đột phá thời điểm, mới có thể có thật nhiều đệ tử làm Tô Hàng thấy lo lắng, dù sao Nam Hồng một khi đột phá, liền là Long Hoàng Cảnh, đến lúc đó Tô Hàng là không phải là đối thủ thật hai chuyện. Nhưng bây giờ, Tô Hàng thần thái, thật để bọn hắn cảm nhận được Tô Hàng một cái khác đại biểu từ. Cung vọng. Vô hạn cung vọng, vô hạn phách lối đây là tại nhất đao cung bên trong ninh nhất hải càng là nhất đao cung đại đệ tử long hoàng cảnh cường giả đủ loại này thân phận đều có thể nghiền ép tô hàng dù cho tô hàng có nhất đao cung thiếu cung lệnh nhưng tại long hoàng cảnh cường giả trước mặt này thiếu cung lệnh căn bản là không làm được người khác có lẽ muốn quan tâm thiếu cung lệnh nhưng long hoàng cảnh cường giả căn bản không cần cái này là chân chính thiếu cung cùng vẻn vẹn nắm giữ thiếu cung lệnh khác biệt tô hàng nắm giữ thiếu cung lệnh nhìn cùng nam cung ngọc ngồi ngang hàng nhưng trên thực tế chênh lệch vẫn còn cực lớn hết thảy nói rất dài dòng kỳ thực vô luận là những đệ tử này ý nghĩ vẫn là ninh nhất hải ý nghĩ đều là phát sinh ở trong chớp mắt có đệ tử sinh ra lửa giận trên mặt lộ ra tức giận thậm chí trực tiếp phát ra hừ lạnh nhìn thấy long hoàn cảnh cường giả chẳng những không bái còn như thế cùng vọng người khác thật không có nói sai ngươi còn thật sự cho rằng ai cũng phải nhường ngươi rồi dù cho ngươi có được thiếu cung lệnh nhưng ở lòng hoàn cảnh trước mặt cũng phải tất cung tất kính liền đại sư huynh đều không để vào mắt, hẳn là ngươi cho rằng, chính ngươi cũng là long hoàng cảnh hay sao? Đối với nhất đao cung rất nhiều đệ tử tới nói, Ninh Nhất Hải địa vị, giống như là tô hàng tại Phượng Hoàng Tông trong đó địa vị một dạng. Mặc dù Ninh Nhất Hải không phải nhất đao cung cung chủ, nhưng nhất đao cung đệ tử thật sự là nhiều lắm, trọn vẹn ba ngàn vạn, mà năm cung đoạn trần càng là không thường thường lộ diện, cũng là Ninh Nhất Hải, lúc thường xuất hiện tại những đệ tử này trước mặt. Là một cái long hoàn cảnh, Ninh Nhất Hải lại không có chút nào kiêu ngạo, có đôi khi gặp được đệ tử, bị truy vấn võ đạo, thường xuyên hội ngừng chân vì đó nói rõ lý do, có rất nhiều đệ tử đều đã từng bởi vì Ninh Nhất Hải nói rõ lý do mà đốn ngộ đột phá, dần dà, dạ, những đệ tử này đối Ninh Nhất Hải đều là có lòng cảm kích. Thậm chí, đối với Nam Cung Đoạn Trần, đều không có đối với Ninh Nhất Hải tình cảm thâm hậu. Cho nên, tại nhìn thấy Tô Hàng như vậy về sau, những đệ tử kia lập tức liền nổi giận, nhìn về phía Tô Hàng tầm mắt trong đó đều là bất mãn, có không ít đều trực tiếp mở miệng quát lớn. Trái lại Ninh Nhất Hải bản thân, cũng là cũng không nổi giận, mà chỉ nói: Hắn nói cái gì, có quan hệ sao? Xem ra ngươi là không nghe thấy, hoặc là nói, ngươi căn bản là không có nghe vào. Tô Hàng thản nhiên nói: Ta đây liền cho ngươi lặp lại lần nữa, hắn mới vừa nói, một khi hắn đột phá, liền muốn đem tu vi của ta phế bỏ đi, chỉ dựa vào một câu nói kia, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua hắn sao? Ninh Nhất Hải Long mày liền nhăn lại, nói: Ta nhớ được, là ngươi trước muốn đem hắn phế bỏ đi, hắn làm như thế, tự hồ cũng không sai a. À đúng tô tông chủ cũng là bá khí chỉ cho phép ngươi phế bỏ người khác mà không cho phép người khác phế bỏ ngươi hai hước tình nguyện ta phụ người trong thiên hạ không thể người trong thiên hạ phụ ta như thế lý luận đơn giản hai hước đại sư huynh đã ra mặt tô tông chủ ngươi vẫn là mau chóng rời đi đệ tử sơn đi một khi nam hồng sư huynh thật đột phá sợ là đến lúc đó lại không dễ thu thập có không ít đệ tử cũng là tùy theo ồn ào bọn hắn đối ninh nhất hải có một loại như mê cuồng nhiệt tựa hồ ninh nhất hải nói cái gì bọn hắn đều sẽ theo sát nhưng đầu não tỉnh táo chi người vẫn phải có, những người này đều là nhíu mày, nhìn những cái kia ồn ào đệ tử, không biết suy nghĩ cái gì. Mặc dù bọn hắn cảm thấy sai lầm tại Nam Hồng bên này, giờ phút này cũng không dám mở miệng, dù sao bọn hắn bản thân liền là nhất đao cung đệ tử, lại như thế nào, cũng không thể làm ninh nhất hải vị này long hoàn cảnh trước mặt, đối Nam Hồng tiến hành khen chê. Ý của ngươi là, ta sai rồi. Tô Hàng hít mắt lại, căn bản không quản đệ tử khác nói, mà chỉ nói. Ta đây liền từ đầu cho ngươi tới chạy vuốt một thoáng, là ngươi vị sư đệ này, Nam Thanh, tại yêu tiên thánh vực bên trong, đối ta cùng ngôn tăng theo cấp số cộng, càng là ý vào tại yêu tiên thánh vực trong đó phụ thân người thực lực, đối ta thẳng tiếp nhận tử thủ, có lẽ các ngươi không biết, nhưng ta có khả năng nói cho ngươi, một khi tại yêu tiên thánh vực bên trong chết rồi, cái kia chính là thật đã chết rồi, cũng không còn cách nào trở về. Cho nên, ta tới gây sự với Nam Thanh, là ta sai rồi sao? Ninh Nhất Hải yên lặng không nói, những đệ tử kia cũng không lên tiếng nữa, dù sao Tô Hàng hôm nay đến đây nguyên nhân, ai đều hiểu. Ta tới, Nam Thành không phải là đối thủ của ta, ca ca hắn Nam Hồng ra mặt, không từng có chút nào khuyên giải, trực tiếp liền giật dây nhất đao cùng rất nhiều đệ tử đối ta tiến hành ngăn cản, cho đến tất cả mọi người không địch lại, liền này Nam Hồng tự thân đều không địch lại, mới chịu bỏ qua. Ta đã cảnh cáo hắn, chỉ cần hắn không động thủ lần nữa, chỉ cần nhường nói ra nhận thua hai chữ, ta có khả năng không phế tu vi của hắn. Nhưng hắn chẳng những không cảm kích, càng là muốn sau khi đột phá, đem ta phế bỏ. Cho nên, ta động thủ với hắn dù sao ta sợ hắn trở thành long hoàn cảnh, ta sợ hắn muốn đem ta phế bỏ, là ta sai rồi sao? Cầu vốt 9.10 ở cuối chương. Chương 1040. Đối chiến long hoàn cảnh. Nguồn. Mê truyện audio.com Ninh Nhất Hải trầm mặt như trước, những đệ tử kia một dạng yên lặng, tô hàng theo như lời này chút, đều là phát sinh ở dưới mí mắt bọn hắn, mảy may không sai, bọn hắn tự nhiên muốn yên lặng, bởi vì bọn hắn căn bản cũng không có biện pháp phản bác. Ngươi tới nói cho ta biết, đến cùng phải hay không ta sai rồi. Tô Hàng lần nữa chất vấn. Ninh Nhất Hải không nói, lại là có đệ tử nói. Được rồi, không dùng đến lý không tha người, lớn ý của sư huynh cũng không phải là đang nói các ngươi đến cùng ai đúng ai sai, Nam Hồng sư huynh đã thua, chúng ta tận mắt nhìn thấy, ngươi cũng không cần không phải truy cứu tới cùng, phế đi tu vi của hắn. Tô Hàng tầm mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên nhìn về phía người này, quỷ dị cười một tiếng. Người tên là gì? Người này là một tên nam tử trẻ tuổi, trước kia châu mày giống như là có thể chấp chưởng toàn cục giờ phút này thấy tô hàng xem ra thân thể rung lên có ý không trả lời nhưng trước mặt nhiều người như vậy vẫn là cắn răng nói tại hạ mạnh lệnh nam nhất đao cung long hoàn cảnh cường giả phiền lâm phàn trưởng lão thân truyền đệ tử oanh hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt tô hàng thân ảnh chính là bỗng nhiên biến mất lại xuất hiện thời điểm đã đi tới mạnh lệnh nam trước mặt tô tông chủ ngươi muốn làm gì nhìn thấy một màn này mạnh lệnh nam sắc mặt đại biến bốn phía đám người lập tức lui lại, sợ bị liên lụy. Này trong cả sân, liền ngươi nhiều nhất. Tô Hàng bình thản thanh âm truyền đến. Ngươi không là ưa thích nói sao? Ngươi không là ưa thích ủng hộ ngươi vị đại sư này huynh sao? Ta đây liền cắt đầu lưỡi của ngươi, nhưng ngươi biết, lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Hắn dứt lời thời điểm, Tô Hàng bàn tay lớn vô một cái về phía mạnh lệnh nam. Tô Bác Lưu, ta chính là phàn trưởng lão thân truyền đệ tử, ngươi dám. Mạnh lệnh nam trong mắt đều muốn trận lội ra, hoàn toàn không nghĩ tới tô hàng vậy mà lại ra tay với mình, nhiều như vậy đệ tử mới vừa đều mở miệng, hắn vì sao không đối với người khác đồng thủ, hết lần này tới lần khác muốn nhắm vào mình. Đồng thời, mạnh lệnh nam trong lòng cực kỳ hối hận, sớm biết như thế, mới vừa làm gì miệng tiện, nhất định phải đi nhiều lời một câu kia làm gì. Nhưng bây giờ hối hận, căn bản vô dụng. Xoa. Tô hàng bàn tay lớn chọc tới, không có chút nào để ý tới mạnh lệnh nam uy hiếp, cái sau toàn thân run rẩy như hãm hầm băng. Liền Nam Hồng đều không phải là đối thủ của Tô Hàng, bị tô hàng bẻ gãy nghiền nát đánh bại chớ nói chi là hắn hắn biết mình tuyệt đối không phải là tô hàng đối thủ cho nên tại đây trong lúc ngàn cân treo sợi tóc vội vàng hướng ninh nhất hải hô đại sư huynh cứu ta ninh nhất hải hiển nhiên là sớm đã có tính toán ra tay cho nên mạnh lệnh nam dứt lời trong nháy mắt hắn thân ảnh liền là xuất hiện ở mạnh lệnh nam trước mặt ngươi dám tô hàng động tác dừng lại nhìn chằm chằm ninh nhất hải mặt mũi tràn đầy hàng băng ninh nhất hải mới vừa ngươi ra tay ngăn cản bản tông bản tông cũng không truy cứu, đã cho ngươi mặt mũi này, chớ có cho là bản tông tính tình thật cứ như vậy tốt, ngươi hôm nay như lại dám ra tay, bản tông không ngại, liền ngươi cùng một chỗ phế bỏ. Xoa. Lời ấy hạ xuống, toàn bộ đệ tử sơn bên trong, trong nháy mắt nhất lên náo động. Tô Hàng. Muốn đem ninh nhất hải phế bỏ đi. Muốn đem một tên long hoàng cảnh cường giả phế bỏ đi. Giỏng dạc, cùng vọng đến cực điểm. Thật sự là khẩu khí thật lớn, trách không được nhiều người như vậy đều nói tô bác lưu cùng vọng, ta hôm nay tính là chân chính thấy được. Đây cũng không phải là cùng vọng, căn bản chính là thiên lão đại, hắn lão nhị. Tô Tôn dám nói lời, cơ hồ đều đã làm được, mặc dù lúc đương thời nhiều người như vậy không tin, nhưng hắn vẫn như cũ làm được, ta cảm thấy, hắn không phải đang nổ. Im miệng. Ngươi chính là ta nhất đau cung đệ tử, việc đã đến nước này, lại vẫn khuynh hướng hắn. Đây không phải lệch không khuynh hướng vấn đề, ta chẳng qua là hướng phía sự tình nói thật thôi. Vậy ngươi liền trừng lớn con mắt của ngươi xem thật kỹ một chút, trong tay đại sư huynh hắn tô bác lưu đến cùng còn có thể hay không phách lối như vậy rất nhiều nghị luận truyền ra có không thể tin được có giận quá thành cười cũng có bình tĩnh suy nghĩ bất quá bình tĩnh suy nghĩ người dù sao tại số ít thanh âm của bọn hắn rất nhanh liền bị hắn thanh âm của hắn cho trùng xuống mà tại những người này phẫn nộ quát lớn thời điểm ninh nhất hải nơi đó cũng là hơi sững sờ hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tô hàng hồi lâu sau mới nói ngươi nói ngươi muốn phế đi ta hồ Tô Hàng hít một hơi thật sâu, sau đó đem bên trong trọc khí phun ra, không cần phải nhiều lời nữa, lần nữa hướng phía mạnh lệnh nam mà đi. Hắn biết, nhiều nói nhảm, hoàn toàn liền là tại lãng phí thời gian, chỉ có trên tay lực lượng, mới có thể để cho này chút ít ngồi đấy giếng đem miệng cho nhắm lại. Cúc về. Thấy Tô Hàng vẫn như cũ vọt tới, Ninh Nhất Hải tự hồ bởi vì Tô Hàng lời nói, cũng đã không còn trước đó khách khí, hắn hừ lạnh trong đó. Long Hoàng cảnh khí tức phát ra, một chưởng hướng phía Tô Hàng đánh tới. Oanh. Long Hoàng cảnh cường giả, tự thân liền mang theo hoàng uy cho dù là không có mở ra hoàng vực nhưng cũng vẫn như củ bá khí hết sức một trưởng này phía dưới dường như trời thần chi thủ trực tiếp cuốn lên tầng mây từ bên trên hạ xuống nằm cái to lớn ngón tay hoành ép một phương dường như muốn đem tô hàng cho sinh sinh trấn áp tô hàng ngước mắt nhìn cái kia kinh người trưởng mang tiến đến hắn đôi mắt nheo lại bỗng nhiên phát ra cười to oanh to lớn cười bên trong thân ảnh không còn phóng tới mạnh lệnh nam mà là tập hợp toàn bộ lực lượng một quyền hướng phía ninh nhất hải chưởng mang đánh tới sau một khắc cả hai trực tiếp tiếp xúc phốc tại tiếp xúc nháy mắt tô hàng một ngụm máu tươi bắn ra hắn thân ảnh chợt bay ngược ra đến chỉ cảm thấy cánh tay rung lên dường như muốn chấn vỡ quả nhiên chỉ bằng ngươi không quan trọng một cái long thần cảnh cũng muốn cùng long hoàn cảnh đối kháng muốn chết thôi ha ha đại sư huynh vô địch liền để hắn nhìn một chút ta nhất đau cung cường giả chân chính đến cùng phải hay không hắn có khả năng tùy ý vũ nhục thấy tô hàng ói máu bay ngược lập tức có người truyền đến cười trên nỗi đau của người khác thanh âm theo bọn hắn nghĩ, tô hàng ói máu bay ngược là tất nhiên, long thần cảnh cùng long hoàng cảnh ở giữa cách nhau một trời một vực, long hoàng cảnh nếu thật là đồng sát tâm, chớ nói một chưởng, vẹn vẹn một ngón tay, liền có thể lệnh long thần cảnh chết không có chỗ chôn. Mà bọn hắn cười trên nỗi đau của người khác, nên nhất hải nơi đó lại là nhíu mày. Mới vừa một chưởng kia, hắn dù chưa dùng toàn lực, nhưng cũng là dùng 8 phần 10 lực lượng. Nhưng ở cả hai va chạm một cái chớp mắt, Ninh Nhất Hải rõ ràng cảm thấy, Tô Hàng nắm đấm bên trong, mang theo một cổ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng, tại lực lượng kia phía dưới, liền liền bàn tay của hắn đều là xuất hiện rung lên cảm giác. Càng là tại Tô Hàng ói máu bay ngược thời điểm, hắn phát ra to lớn chưởng mang, trực tiếp quanh một tiếng, sụp đổ tại giữa hư không. Ninh Nhất Hải vô cùng rõ ràng, Tô Hàng thể xác nếu là cường hãn nữa một chút, tuyệt đối có tư cách rung chuyển long hoàng cảnh sơ kỳ thực lực. Mà giờ khắc này, Ninh Nhất Hải cũng hiểu rõ, mới vừa một kích kia, Tô Hàng bất quá là thử nghiệm thôi, thật sự là hắn ói máu bay ngược, nhưng căn bản chưa từng có chút thương thế, lại mới vừa công kích, Ninh Nhất Hải cảm thụ rõ ràng, chẳng qua là tô hàng thể xác thôi, hắn võ đạo, ma pháp của hắn, hắn chân nguyên, đều chưa từng xuất hiện. Cầu vốt 9.10 ở cuối chương. Chương 1041. Diệp gia. Nguồn. Mê truyện audio com Tô Hàng cùng Bạch Lăng hai người đến, cũng không có dẫn tới Diệp gia những người kia chú ý, bọn hắn lực chú ý, tự hồ toàn bộ đều tập trung ở đào quán bên trên, nhìn rất là cố gắng dáng vẻ, nghe nói này chút con em của đại gia tộc, cũng không phải là bức bách tính đi ra đào quán, mà là tự nguyện, bất quá cùng ngoại giới tán tu một dạng, hội căn cứ đào quán nhiều ít mà thu được thù lao. Bạch Lăng nói, Tô Hàng gật đầu, hắn cũng là nghe nói qua việc này, nghĩ đến này chút dịp gia hậu bối đều là nghĩ đến nhiều đào một chút khoáng thạch, cũng có thể nhiều thu hoạch được một ít linh thạch thù lao. Đối với cái này, Tô Hàng cũng là không có cảm giác gì, hắn cũng không phải thiên vương lão tử, không phải để cho người khác nhìn thấy chính mình thời điểm hành lễ, còn không có hư vinh đến loại trình độ kia chúng ta đi diệt gia nhìn một chút đi. Tô Hàng nói, ta lần này đi ra, nhiều nhất chỉ có nửa năm thời gian, bây giờ đã qua mấy tháng, người đến Phượng Hoàng Tông về sau, còn muốn hơi thói quen một thoáng, không thể lãng phí thời gian. Được. Bạch Lăng gật đầu. Ngay tại hai người dự định đi tới diệt gia thành bảo thời điểm, một vệt kim quang bỗng nhiên từ đằng xa bay tới, Tô Hàng cùng Bạch Lăng đều là ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy cái kia kim quang là một đạo trường kiếm, mà tại đây trên trường kiếm mặt, đang đứng hai bóng người. Khi thấy này hai bóng người thời điểm, Tô Hàng liền lộ ra nụ cười. Cũng là không cần chúng ta đi, hai người này đã tới. Trường kiếm kia phía trên chỗ đứng yên hai bóng người, đúng là Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần. Hai người cũng là không có chú ý tới Tô Hàng, tầm mắt một mực tại đầu kia to lớn khoáng mạch phía trên, đến về sau, trực tiếp rơi xuống đất, cùng quản lý nơi đây Diệp Gia Cao tầng đang nói cái gì. Tô Hàng mỉm cười, mang theo Bạch Lăng đi tới. Hai vị thiếu chủ, cái này là tháng này giấy tờ. Một người đàn ông tuổi trung niên đứng tại Diệp Long Hách hai huynh đệ trước mặt, báo cáo. Tháng này hết thảy sản xuất khoáng thạch 368 loại, cụ thể chủng loại hai vị thiếu chủ có khả năng tự kiểm tra, tổng cộng đổi lấy linh thạch ước chừng có hơn 12 triệu, so hướng tháng muốn ít đi rất nhiều, bất quá đây là bởi vì không có mở ra mới khoáng mạch nguyên nhân, phía dưới có người báo cáo nói vừa tìm được ba đầu mới khoáng mạch, đều thuộc về trung đẳng cấp độ, một khi khai phá, vậy chúng ta thu nhập liền hội tăng lên mấy lần. Ừm. Diệp Long Hách cùng Diệp Long Thần hai người nhìn một chút giấy tờ, cũng chính là đại khái lực qua, kỳ thật trong lòng bọn họ đều nắm chắc. Diệp Long Hách đang muốn nói chuyện lại là bỗng nhiên nhướng mày, bỗng nhiên hướng phía tô hàng nơi này nhìn tới. Này xem xét, hắn liền ngẩn người. Thấy hắn như thế, dịp long thần cũng là xem ra, khi nhìn đến tô hàng thời điểm, một dạng là có chút ngẩn người. Cứ thế cái gì? Tô hàng cười cười, nói. Chính là ta, các ngươi không có nhìn lầm. Tô. Tô tôn. Dịp long hách dụi dụi con mắt, có chút không dám tin tưởng. Hắn vốn là theo thói quen liền muốn gọi tô hàng, có thế vừa nghĩ tới tô Hàng bây giờ thân phận địa vị lại là tranh thủ thời gian mở miệng kêu một tiếng tô tôn cái gì tô tôn không tô tôn các ngươi như cũng là như thế này ta muốn phải đi tô hàng giả bộ bất mãn nói ha ha hai người nhất thời cười ha hả đồng thời đi tới tô hàng trước mặt nhìn thấy bạch lăng thời điểm hai người không khỏi hướng tô hàng nháy mắt ra hiệu một phen toàn tức nói đây không phải bạch lăng đại mỹ nữ sao làm sao cùng ngươi làm đến cùng đi sẽ không phải là Nghe vậy, Bạch Lăng hơi đỏ mặt, lập tức lường hai người một cái. Mà Tô Hàng thì là ho nhẹ âm thanh, quát lớn. Chớ có nói hưu nói vượng, đây chính là hiên viên vô tình tên kia nữ nhân, cùng ta không có quan hệ gì, chúng ta chỉ là bằng hữu. Như thế a à? Hai người lộ ra thần sắc thất vọng, loại kia bộ dáng, thật giống như vô cùng hy vọng Bạch Lăng là Tô Hàng nữ nhân giống như. Tô Hàng thật sự là không hiểu rõ trong lòng bọn họ suy nghĩ, Bạch Lăng thì là hướng bọn họ huy vũ một thoáng đáng yêu nắm tay nhỏ. Sao ngươi lại tới đây? Diệp Long hách oán giận nói. Tới cũng không nói cho chúng ta biết trước một tiếng, này bắt hoang có thế không phải là các ngươi đông thiên cảnh vực, như vậy và bình an ổn, nếu là đã xảy ra chuyện gì, ta làm sao cùng Phượng Hoàng Tông người bàn giao. Ca, nói cái gì đó, dùng tô hàng đại ca bây giờ tu vi, tại đây Long võ đại lục còn không phải đi ngang. Diệp Long thần nói, tuổi của hắn so Diệp Long hách nhỏ, mà tô hàng cùng Diệp Long hách không chênh lệch nhiều, tự nhiên là phải gọi tô hàng một tiếng đại ca. Đúng. Diệp Long hách vỗ đầu một cái ta ngược lại thật ra quên chuyện này lão nhân gia ngại bây giờ thế nhưng là tô tôn không lúc trước tô hàng ta nói đối không xéo đi tô hàng trận trắng mắt nghe trước khi nói bởi vì thất vực thần sơn sự tình ngươi bị phụ thân ngươi phạt cấm đoán làm sao nhanh như vậy liền đi ra rồi liền ngươi này miệng nên nhiều phạt ngươi cái tám mươi một trăm năm ngươi quên đi thôi ngươi còn tám mươi một trăm năm cái kia không được đem ta cho nín chết a à? diệp long hách ủy khuất nói ngươi xem một chút Thu thiệt vẫn là ta vì giúp ngươi, mới bị phụ thân phạt đóng chặt, ngươi ngược lại tốt rồi, không cảm tạ ta, an ủi ta thì cũng thôi đi, lại còn không trông mong ta điểm tốt. Tô Hàng không khỏi cười ra tiếng, hắn bất quá liền chỉ nói là nói đi, Diệp Long Hách tự nhiên cũng là đang nói đùa. Lần này đến đây, cảm tạ ngươi Diệp Gia, liền là một trong những mục đích. Tô Hàng nghiêm mặt nói, Diệp Gia đến cùng là nghĩ như thế nào, ta không biết, nhưng các ngươi hai cái, chung quy là giúp ta không ít, dĩ vãng không có thời gian, giờ phút này mới đổ ra một điểm nhàn rỗi, còn nhìn các ngươi không cần chê ta tới chậm mới là. Lời này cũng có chút quá mức. Diệp Long hách nhíu mày. Cái gì cảm tạ không cảm tạ? Giữa chúng ta còn cần như vậy khách khí. Huynh đệ chúng ta hai người lúc trước trợ giúp ngươi, có thể không phải là vì nhường ngươi cảm tạ. Ta biết. Tô Hàng gật đầu, trong lòng dân lên có rất ít qua cảm động. Diệp Long hách cùng Diệp Long thần trợ giúp, thật là không cầu hội báo, tuy nói là Tô Hàng tại cái kia trục lọc chi môn bên trong, trợ giúp Diệp Long Hách trước đây, có thể cả hai so sánh, không thể nghi ngờ Diệp Long Hách trả giá là lớn nhất. Đừng nói những thứ này. Tô Hàng phất phất tay, sau đó nói. Ta thật xa theo đông thiên cảnh vực chạy tới, các ngươi đều không mời ta đi Diệp gia ngồi một chút. Đúng đúng đúng, chúng ta đều quên. Diệp Long thần vỗ đầu một cái, có chút xấu hổ cười nói. Tô Tôn Đại Giá quan Lâm, chúng ta vậy mà chỉ làm cho ngươi đứng ở chỗ này nói thoại, cũng là lộ ra cho chúng ta có chút chậm trễ. Ngươi đi chết đi. Ha ha ha. Diệp Gia, thành bảo nhóm trong đó. Nơi đây linh khí, tại Tô Hàng cùng Bạch Lăng một đường đi qua địa phương bên trong, tính là phi thường nồng đậm. Bất quá, so sánh với đông thiên cảnh vực, vẫn là kém không ít. Diệp Gia cũng không có người ra nghênh tiếp, không biết là bởi vì không biết Tô Hàng tới nguyên nhân, vẫn là biết hắn tới, lại không nguyện ý ra nghênh tiếp. Dù sao lúc trước bởi vì trợ giúp Tô Hàng, Diệp Long thần tự tiện mở ra thất vực thần sơn, thẳng đến bây giờ, Diệp Gia đều tại bởi vì thất vực thần sơn sự tình mà thấy phiền não, đem tô hàng cùng bạch lăng mang vào trong đó một tòa thành bảo diệp long hách cho tô hàng rót chén trà toàn tức nói ngươi trước ở chỗ này chờ một thoáng phụ thân ta vừa mới biết ngươi đã tới chẳng mấy chốc sẽ tới được tô hàng mắt sáng lên cầu vốt chín 10 một không ở cuối chương chương một nghìn bốn mươi hai thực lực chân chính nguồn mê truyện audio com quả nhiên bằng vào ta bây giờ lực lượng cơ thể vẫn như cũ không cách nào rung chuyển long hoàn cảnh dù cho chỉ là một cái không có mở ra hoàng vực long hoàn cảnh sơ kỳ, cũng vẫn như cũ không được. Tô Hàng âm thầm lắc đầu, hắn căn bản cũng không e ngại này ninh nhất hải, từ yêu tiên thánh vực trong đó đi sau khi đi ra, hắn cũng sớm đã không còn là đã từng Tô Hàng, ở trên người hắn, kinh khủng vật phẩm thật sự là rất rất nhiều, tỉ như loại kia liệt tử, chỉ cần thời khắc này Tô Hàng uống một ngụm, hắn thể xác tu vi, liền sẽ lập tức đi đến long thần cảnh sơ kỳ. Long thần cảnh sơ kỳ thể tu, đối với võ đạo đi đến long thần cảnh sơ kỳ người, hoàn toàn liền là nghiền ép cái kia căn bản liền không cùng một đẳng cấp. Ba phút, đối với Tô Hàng tới nói, đủ để cho hắn đem Ninh Nhất Hải cho đánh bại, thậm chí phế đi Ninh Nhất Hải. Bất quá, Tô Hàng đây là từ yêu tiên thánh vực xuất hiện về sau, lần thứ nhất cùng Long Hoàng cảnh đối chiến, cho nên, hắn tạm thời không có ý định uống cái kia liệt tử, mà là muốn thông qua Ninh Nhất Hải, đến xem bây giờ chính mình, đến cùng mạnh đến trình độ nào. Võ đạo, tan. Trong lòng thầm quát một tiếng, Tô Hàng đệ nhất bản tôn tu vi võ đạo, tại lúc này cùng đệ nhất bản tôn thân thể, Trực tiếp bắt đầu dung hợp cả hai trước đó tuy nói chỗ và một thân nhưng thể tu cùng pháp tu chính là hai cấp độ có thể nói võ đạo là một loại tu vi thể xác lại là một loại khác tu vi đây là tách đi ra nhưng giờ phút này dung hợp phía dưới cả hai liền sẽ trực tiếp thành làm một loại tu vi tô hàng thực lực tổng hợp cũng sẽ ở loại dung hợp này phía dưới xuất hiện tăng vọt oanh quả nhiên tại cả hai dung hợp nháy mắt tô hàng khí tức chính là như đằng trời diệu nhật trực tiếp bắt đầu tăng vọt này loại tăng vọt cũng không là tu vi tăng vọt tu vi của hắn vẫn như cũ là long thần cảnh trung kỳ ai đều có thể cảm thụ được có thế khí tức của hắn liền là tại tăng vọt quỷ dị tăng vọt không hiểu thấu tăng vọt sở dĩ nói không hiểu thấu là bởi vì những đệ tử này căn bản cũng không biết tô hàng khí tức tăng vọt đến cùng là tăng vọt ở nơi đó theo bọn hắn nghĩ tu vi liền đại biểu thực lực chỉ có tu vi tăng vọt thực lực mới có thể tăng vọt khí tức cũng sẽ tùy theo tăng vọt nhưng giờ phút này tô hàng tu vi bất động nhưng khí tức lại là tăng vọt đây rốt cuộc là vì sao? Chỉ có Ninh Nhất Hải, tựa hồ mơ hồ ở giữa nhìn ra một điểm gì đó, hắn đồng tử co vào phía dưới, bỗng nhiên nói. Không hổ là được xưng là tuyệt thế yêu nghiệt người, người nắm giữ này chút thuộc pháp, người khác đều khó mà với tới. Mặc dù nghe lời này là khiếp sợ, nhưng Ninh Nhất Hải khẩu khí, vẫn như cũ là loại kia nắm giữ toàn cục, thường vị giả khẩu khí. Lúc mới bắt đầu nhất, Tô Hàng còn tưởng rằng Ninh Nhất Hải người này không giống với những người khác, cho dù là ra tay ngăn cản, cũng là bởi vì hắn chính là nhất đau cung người nguyên nhân nhưng giờ phút này nghe đến mấy câu này, Tô Hàng không khỏi khẽ lắc đầu, thầm nghĩ người này, cùng Nam Hồng đám người, cũng không có gì khác biệt. Long Hoàng Cảnh đối mặt Long Thần Cảnh, thật liền vô địch sao? Không, ít nhất tại Tô Hàng nơi này, không phải vô địch. Tô Hàng không có mở miệng, hắn khí tức bạo đã tăng tới trình độ nhất định, chợt lần nữa bay lên không, lại là một quyền hướng phía Ninh Nhất Hải oanh kích tới. Ninh Nhất Hải một dạng là không nói gì, hắn bàn tay lần nữa vung ra, chỉ bất quá, lần này dùng chính thành lực lượng vô số người đều đang ngó chừng hư không, tại cái kia rất nhiều dưới ánh mắt, thao thiên tiếng vang, chợt truyền ra. Oanh! Này tiếng vang truyền ra nháy mắt, không gian bị xé nứt, một đường to lớn sóng xung kích, như là thực chất, chợt đang nhìn tháng núi bốn phía tản ra. Toàn bộ trăng rằm núi, tại lúc này chấn động mạnh mẽ một thoáng, vô tận bụi mù tại lúc này nhấc lên, càng có muôn vàng đá tảng bắt đầu lăn xuống. Bất quá, cũng chính là tại đây một cái chớp mắt, một đạo quan mang bỗng nhiên xuất hiện, dường như đem trọn tòa trăng rằm núi đều cho bao vây lại, những cái kia nguyên bản muốn lăn xuống đá tảng, vậy mà lại là chậm rãi rơi vào ban đầu địa phương, mà cái kia nhấc lên vô tận bụi đất, cũng là tại quan mang này bên trong, dần dần tan hết. Hết sức hiển nhiên, đây là nhất đao cùng bố trí xuống hộ tông lòng ánh sáng. Vẹn vẹn này hộ tông lòng ánh sáng xuất hiện, liền để cho bốn phía vô số đệ tử đều hít vào một nguồn khí lạnh, không ai từng nghĩ tới, tô hàng này khí tức tăng lên phía dưới, lại mạnh đến trình độ như vậy, cùng ninh nhất hải đối oanh, đều đưa tới hộ tông lòng ánh sáng xuất hiện mà càng để bọn hắn hít vào khí lạnh chính là Ninh Nhất Hải cái kia to lớn trưởng mang sụp đổ. Nhưng thấy Tô Hàng nắm đấm hạ xuống thời điểm, Ninh Nhất Hải trưởng mang mạnh mẽ chấn động, chợt quanh một tiếng tán tại giữa hư không, mà Tô Hàng thân ảnh lần nữa rút lui mà quay về, nhưng lần này, hắn cũng không ói máu, cũng không phải bay ngược, chẳng qua là bởi vì cái kia lực phản chấn tự động rút lui, mà không phải bị ép buộc. Bọn hắn khiếp sợ, Ninh Nhất Hải càng là khiếp sợ. Trước đó 8 phần 10 lực lượng, nhưng Tô Hàng ói máu bay ngược, thời khắc này chính thành lực lượng lại là trực tiếp yên diệt tại tô hàng dưới nắm tay đây là bao lớn chênh lệch mới vừa cái kia trong thời gian thật ngắn tô hàng thực lực đến cùng tăng lên nhiều ít đây cũng là đáng sợ đến bực nào một loại thuật pháp người đây là cái gì thuật pháp ninh nhất hải không khỏi mở miệng nói ngươi còn không có tư cách biết tô hàng thản nhiên nói làm người liền muốn có làm người dáng vẻ người chính là nhất đao cung đệ tử ta chính là Phượng Hoàng Tông Tông Chủ, luận cấp bậc, ngươi cùng ta căn bản cũng không phải là một cái phương diện, mà ngươi, đối ta lại không có chút nào tôn kính, mượn dùng ngươi những sư đệ này nhóm một câu, thật sự cho rằng Long Hoàng Cảnh đối mặt Long Thần Cảnh, liền vô địch sao? Giọng giạc. Ninh Nhất Hải hừ lạnh, hắn cứ việc điều thấp, nhưng không có nghĩa là hắn có khả năng mặc người phỉ bán. Ngươi đã tin tưởng như vậy, vậy liền nhường ngươi xem thật kỹ một chút, Long Thần Cảnh cùng Long Hoàng Cảnh chi ở giữa chênh lệch. Theo dứt lời, Ninh Nhất Hải thân bên trên oanh một tiếng, Long Hoàng cảnh khí tức bùng nổ tới được đỉnh phong, hiển nhiên là tại nói cho Tô Hàn, mới vừa, hắn căn bản là chưa từng tận toàn lực. Mà Tô Hàn thì là cười nhạt một tiếng, hắn tầm mắt lấp lánh bên trong, bỗng nhiên quát. Đệ nhị bản tôn, tan. Xoa. Một bóng người bỗng nhiên xuất hiện tại Tô Hàn trước mặt, thân ảnh này nhìn cực là hư ảo, cũng không phải là thực chất, đúng là Tô Hàn cái kia còn không có ngưng tụ thân thể đệ nhị bản tôn. Đệ nhị bản tôn vẻ mặt lạnh lùng, không có chút nào biểu lộ, xuất hiện về sau, quay đầu nhìn Ninh Nhất Hải liếc mắt, chợt không tiếp tục để ý, mà là một bước phía dưới, trực tiếp dung nhập Tô Hàng trong cơ thể. Oanh! Tại loại dung hợp này phía dưới, Tô Hàng khí tức, không ngờ là xuất hiện tăng lên dữ dội. Cái gì? Lần này, liền liền Ninh Nhất Hải đều lộ ra khiếp sợ. Trước đó Tô Hàng, đã có thể cùng thi triển chính thành lực lượng hắn chỗ chống lại, giờ phút này khí tức lại tăng, hẳn là thật sự có thể đánh vỡ truyền thuyết, dùng long thần cảnh tu vi, cùng long hoàng cảnh chống lại hay sao? Tô Hàng dung hợp đệ nhị bản tôn về sau, khí tức tăng lên, lòng tin cũng là tăng lên dữ dội. Đây là hắn từ khi có được đệ nhị bản tôn về sau, lần thứ nhất đúng nghĩa dung hợp. Tới. Tô Hàng sợi tóc tung bay, bàn tay duỗi ra, hướng phía Ninh Nhất Hải khiêu khích ngoắc ngoắc. Nhưng bản tông nhìn một chút, người này cái gọi là Long Hoàng Cảnh, đến cùng mạnh ở nơi đó. Cầu vốt 9.10 ở cuối chương. Chương 1043. Không biết tự lượng sức mình. Nguồn mê truyện audio com lời này có thể nói là cực kỳ bá khí một tên long thần cảnh vậy mà hướng phía một tên long hoàn cảnh nói muốn xem xem thực lực của đối phương đến cùng mạnh ở nơi đó này tại tô hàng trước đó chưa bao giờ xuất hiện qua có thể xưng xưa nay chưa từng có có lẽ cũng là sau này không còn ai mà giờ này khác này cái kia rất nhiều nhất đao cung đệ tử trước kia khinh thường mỉa mai khinh bỉ lời nói cũng đều chậm rãi trầm mặt xuống mới vừa một kích kia bọn hắn đã gặp được cho dù là lại đối ninh nhất hải cùng nhiệt nhưng bọn hắn cuối cùng không phải người ngu vô luận là theo mới vừa một kíp kia vẫn là qua nét mặt của ninh nhất hải phía trên đều có thể nhìn ra tô hàn không phải là đang nói khoác lác chớ có lãng phí thời gian bản tông không có thời gian cùng ngươi tại đây bên trong nhàn hao tổn tô hàn thấy ninh nhất hải bất động lại là quát nhanh lên ngươi không phải muốn ngăn cản bản tông sao vậy liền nhường bản tông xem xem thực lực của ngươi hừ Ninh Nhất Hải dù sao cũng là Long Hoàng cảnh cường giả, hắn mặc dù vẫn luôn tại cường điệu, chính mình không quan tâm cái gọi là hư vinh, nhưng những đệ tử kia đối đãi ánh mắt của hắn, vẫn là để hắn vô cùng có cảm giác thành công. Tô Hàng hết thảy lời nói, hết thảy biểu lộ, hết thảy động tác, đối với Ninh Nhất Hải tới nói, đều là vũ nhục. Ngươi muốn nhìn, cái kia Ninh mổ liền để ngươi xem một chút. Ninh Nhất Hải dứt lời thời điểm, hắn thân ảnh oanh một tiếng lao ra, mười thành lực lượng toàn bộ bày ra, trưởng mang hoành không, hướng phía Tô Hàng trấn áp. Quá yếu, còn chưa anh kích tô hàng tiếng nói liền đã truyền đến dường như chỉ cảm nhận được loại khí tức kia hắn liền đã biết ninh nhất hải tuyệt đối không phải là đối thủ của mình mà sự thật cũng đúng là như thế hắn lần nữa oanh ra một quyền đây là hắn cùng ninh nhất hải khai chiến về sau oanh ra quyền thứ ba này quyền thứ ba phía dưới ninh nhất hải trưởng mang oanh một tiếng tiêu tán dường như giấy mỏng căn bản là không chịu đựng nổi tô hàng oanh kích mà tô hàng nắm đấm tại xua nát ninh nhất hải trưởng mang về sau lại là như thế không kiệt không chút do dự hướng phía Ninh Nhất Hải bản thân đánh tới. Chuyện này. Nhìn một màn này, tất cả mọi người là trận mắt hốc mồm Trận này Long Thần Cảnh cùng Long Hoàng Cảnh ở giữa chiến đấu, từ đầu đến giờ, liền phát sinh ở mí mắt của bọn hắn dưới đấy. Thẳng đến bây giờ, cả hai hết thảy đánh ra ba lần công kích. Lần thứ nhất, Tô Hàng ói máu bay ngược, Ninh Nhất Hải trưởng mang tiêu tán. Lần thứ hai, Tô Hàng mảy may không việc gì, Ninh Nhất Hải trưởng mang sụp đổ. Lần thứ ba, Ninh Nhất Hải này tăng lên tới đỉnh phong trưởng mang như là sâu kiến, trực tiếp bị Tô hàng nắm đấm chấn vỡ, mà Tô hàng nắm đấm thì là cũng không tiêu tán, thẳng đến Ninh Nhất Hải mà đi. Ngắn mũi không đến 10 hơi thời gian, Tô hàng theo ói máu bay ngược, cho tới bây giờ giống như là có thể đối Ninh Nhất Hải hình thành áp chế, loại thực lực này tăng lên, đơn giản có thể nói là kinh khủng. Cái này sao có thể? Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Hắn không phải chỉ có Long thần cảnh sao? Đại sư huynh. Thế nhưng là Long hoàng cảnh a? không phải như vậy, không phải như thế. Vô số đệ tử tự lẩm bẩm, vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy run sợ. Đến bây giờ, bọn hắn đã không phải không nguyện ý tin tưởng, mà là không thể tin được. Long thần cảnh, lại có thể đối long hoàn cảnh hình thành áp chế, này tại dĩ vãng, căn bản là chưa từng xuất hiện, tại vô số tu sĩ trong lòng, cũng là tuyệt đối không có khả năng xuất hiện sự tình. Nếu có thể dễ như trở bàn tay làm đến, cái kia long hoàn cảnh, cũng sẽ không có bây giờ địa vị, càng sẽ không tại đây long võ đại lục bên trên, như trời tồn tại tiếp lấy tới. Tại vô số nhất đao cung đệ tử khiếp sợ thời điểm, Tô Hàng mở miệng lần nữa, đồng thời thân ảnh chấp động, quyền kia đầu không chút do dự hướng phía Ninh Nhất Hải đánh tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, cơ hồ là tại Ninh Nhất Hải trưởng mang sụp đổ trong nháy mắt, quyền này đầu liền đi tới Ninh Nhất Hải trước mặt. Mà Ninh Nhất Hải nơi này, hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình mười thành lực lượng trưởng mang, vậy mà lại yếu ớt như vậy, tại Tô Hàng trong tay, liền chớp mắt thời gian đều không kiên trì được. Liền như là những đệ tử kia một dạng, chính hắn cũng là không thể tin được, phải biết hắn nhưng là long hoàn cảnh a à, lúc nào một cái long hoàn cảnh vậy mà tại long thần cảnh trong tay như vậy yếu đuối cúc ninh nhất hải trong lòng biệt khuất gào thét lên tiếng hắn tiến gầm hướng phía bốn phía tán đi cuốn lên tầng mây chạy về phía bát phương mà hắn tự thân thì là tay phải chật hướng phía sau lưng tìm kiếm có tiếng đau ngâm truyền đến nhưng thấy giữa thiên địa lóe lên một vệt ánh sáng cái kia ánh sáng dường như che đậy nhật nguyệt ánh sáng khiến cho này giữa đất trời chỉ còn lại có đạo ánh sáng này mang này ánh sáng, đúng là đau mang. Rút đau thuật. Ninh Nhất Hải không hề có chút che giấu nào, trực tiếp mở miệng hét to, hắn tay phải vung xuống thời điểm, cái kia đạo ánh sáng đi ngang qua hư không, thẳng đến tô hàng nắm đấm bổ tới. Xoa. Cả hai tiếp xúc, tô hàng cái kia to lớn hư ảo nắm đấm trực tiếp hóa thành hai nửa. Nhưng tô hàng lại là lơ đỉnh, hắn nhìn thấy đau mang đánh xuống, trên mặt không có chút nào e ngại chi ý, ngược lại cười lạnh nói. Cái này là long hoàng cảnh. Yếu. Quá yếu, cực kỳ yếu. Xoạt. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàng đồng dạng là bàn tay vung lên, có hào quang màu tím sẫm xuất hiện. Đây là một thanh trường đao, toàn thân tím đậm, nhưng ở này tím đậm phía dưới lại là lộ ra một cổ đen kịch mùi vị. Hết sức hiển nhiên, đao này chính là địa minh cấp vũ khí. Cùng là địa minh cấp vũ khí, liền để bản tông đến xem, là ngươi mạnh, vẫn là bản tông mạnh. Tô Hàng cười lớn một tiếng, một đao đánh xuống, nhất thời, có vạn trượng đao mang bay ngang qua bầu trời, những đệ tử kia ánh mắt có khả năng thấy địa phương, đã hoàn toàn bị này hai đạo đao mang cho chiếm hết. Thời gian giống như là quá khứ một cái chớp mắt, lại như là quá khứ một vạn năm lâu. Cái kia hai đạo đao mang trong hư không tiếp xúc, phát ra một loại cực kỳ âm thanh chói tai, dù cho phía dưới thân truyền đệ tử núi bên trong, toàn bộ đều là long thần cảnh đệ tử, giờ này khắc này, nhưng cũng xuất hiện ù tai, thậm chí, bên tai trực tiếp tràn ra máu tươi, lộ ra vẻ mặt thống khổ. Theo thanh âm kia tiêu tán, vô số người thấy, Ninh Nhất Hải đau mang, lại tại lúc này, bị sinh sinh trấn áp xuống. Không có tiêu tán, không có sụp đổ, nhưng ở cùng Tô Hàng đau mang tiếp xúc trong nháy mắt, cứ như vậy bị trấn áp xuống. Như là lực lượng không đủ, lại như là đã mất đi khí thế, tóm lại, đám người có khả năng thấy, chỉ có cái kia bị trấn áp xuống đau mang, cùng với Ninh Nhất Hải bỗng nhiên trắng bệch khuôn mặt. Cái này là ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo thực lực. Cái này là ngươi dùng cái này tới ngăn cản ta chính từ. Cái này là ngươi làm long hoàn cảnh, được vạn người ngưỡng mộ tu vi tô hàng thanh âm tại lúc này truyền khắp chân trời như cùng lâu kiến không từ lượng lực hai câu nói tám chữ lại là từng chữ từng chữ theo tô hàng trong miệng phun ra câu câu chói tai chữ chữ châu tâm này một cái chớp mắt trong cả sân đã hoàn toàn trầm mặt xuống người ngu đi nữa chỉ cần dài liếc trong mắt cũng có thể nhìn ra bọn hắn cái kia vì đó tự hào vì đó kiêu ngạo đại sư huynh căn bản liền không phải là đối thủ của tô hàng cầu vốt 9.10 ở cuối chương. Chương 1044 Nam Hồng đột phá Nguồn Mê truyện audio.com Nhất đao cung, nào đó tòa trong cung điện. Nam cung đoạn trần ngồi tại chủ vị mặt, trừ hắn ra, chỉnh tòa trong cung điện, chỉ có ba người tồn tại. Ba người này, đúng là Nam cung đoạn trần thân huynh đệ, nhất đao cung mặt khác ba vị cung chủ. Ở trước mặt bọn họ, đang có một đạo hư ảo mạng bạc, tại cái kia mạng bạc bên trong, đúng là tô hàng cùng ninh nhất hải đối chiến tình cảnh ngắn ngủi hai năm không thấy hắn lại mạnh như thế nam cung thần phong hít một hơi thật sâu mặc dù hắn là long hoàn cảnh cường giả nhưng cũng không có chút nào che giấu trên mặt trung động lão nhị ngươi cùng kẻ này bất quá là gặp mặt một lần thôi nhưng ta cùng hắn lại là gặp mấy lần nam cung thần phong nhìn về phía nam cung đoạn trần nói mỗi một lần gặp mặt kẻ này thực lực đều sẽ có cực mạnh tăng lên ta nguyên lai tưởng rằng lần này hắn tuy có tăng lên nhưng cũng nhiều lắm thì có thể tại long hoàn cảnh phía dưới vô địch cho dù là mạnh hơn cũng liền có thể tại long hoàn cảnh trong tay chạy trốn, không còn là như đã từng loại kia bị nói dết liền dết cục diện, có thể hiện tại xem ra. Nói đến chỗ này, Nam Cung Thần Phong hơi hơi dừng lại, chợt lại thở dài nói. Hiện tại xem ra, kẻ này tăng lên, đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của ta, này đối không có mở ra hoàn vực long hoàn cảnh sơ kỳ, hoàn toàn liền là nghiền FA. Hắn còn không có thi triển ra truyền thuyết kia bên trong ma pháp, cùng với tu chân tu vi. Nam Cung Hoa Lâm nói bổ sung. Không thể nói như vậy nam cung thất hải khẽ lắc đầu mà pháp tu vi tu chân tu vi cái kia đều không cùng một đẳng cấp đồ vật nếu là có thể toàn bộ dung hợp hoàn toàn chính xác kinh khủng nhưng ta cảm thấy mong muốn toàn bộ dung hợp căn bản cũng không khả năng ít nhất hiện tại tô hàng còn không có đi đến loại trình độ kia mà dung hợp không được cũng chỉ có thể tách đi ra nói dù cho hắn có lại nhiều phương thức tu luyện tu vi cũng chung quy là hạn chế tại cái kia điểm không có khả năng nổi bật quá nhiều đúng nam cung thần phong cũng là gật đầu chợt Nam cung thần phong lại nói. Bất quá, lại không nói ma pháp tu vi cùng tu chân tu vi, vẹn vẹn dùng tô hàng thời khắc này thực lực, liền có thể nghiền ép những cái kia không có mở ra hoàng vực long hoàn cảnh sơ kỳ, cũng không biết loại trạng thái này, hắn có thể kiên trì bao lâu, càng không biết này loại tăng thực lực lên thuộc pháp, đến cùng có hay không di chứng. Kiên trì bao lâu? Di chứng. Nằm cung thất hải hướng màn ảnh trong đó tô hàng nhìn thoáng qua, chợt thở dài nói. Lão tứ A, à, ta nhìn ngươi cái này liền không cần lo lắng, xem tên tiểu tử này vẽ mặt, tự hồ nếu là hắn nguyện ý, cả một đời đều có thể. Ha ha ha. Nam cung thần phong liền cười ha hả. Đừng cười. Nam cung đoạn trần khẽ nhíu mày. Một biển thế nhưng là ta nhất đau cung người, càng là ta thân truyền đệ tử, các ngươi ngược lại tốt, giờ phút này không giúp một biển nói chuyện, ngược lại ca ngợi lên tiểu gia hỏa này tới. Lão nhị, thôi đừng chém gió. Nam cung hoa lâm lường nam cung đoạn trần liếc mắt, hừ hừ nói. Ai còn không biết ngươi? Tên tiểu tử này, tương lai rất có thể là con rể của ngươi, ta xem giờ phút này cao hứng nhất liền là ngươi đi. Đừng kéo căng lấy cái mặt, nơi này không có người ngoài, ngươi chính là khuynh hướng ngươi cái này con rể tương lai, chúng ta cũng sẽ không có ý kiến. Đại ca, ngươi sao có thể nói như vậy? Nam cung đoạn trần nhìn về phía ba người, thấy ba người đều tại nhìn mình chầm chầm, cũng nhìn không được nữa, rốt cục vẫn là lộ ra một vệt nụ cười. Gặp hắn cười, họ nam cung hoa hải ba người đều là cười lên ha hả. Con rể sự tình, tạm thời khác nói, Nam Cung Đoạn Trần nói. Tô Hàng có như thế thiên tư, cũng là ta nhất đao cung chuyện may mắn, vô luận là lúc trước hắn bị đuổi giết, ta nhất đao cung ra tay giúp đỡ, vẫn là hôm nay hắn muốn gây sự với Nam Thanh, chúng ta cũng không ngăn cản, đều không ngoại lệ đều là đang cho hắn mặt mũi, ngày sau hắn trưởng thành, không nên quên ta nhất đao cung mới là. Hắn không phải loại người như vậy. Nam Cung Thần Phong lắc đầu nói. Hắn tại đệ tử Sơn trong đó theo như lời nói, các ngươi cũng đều nghe được, dùng tính cách của hắn, nếu là tại địa phương khác, Nam Thanh cùng Nam Hồng dám như thế cùng hắn nói chuyện, hắn sợ là sớm liền hạ xuống tử thủ, nhưng ở nơi này, hắn từ đầu tới đuôi, đều không có nói qua chặn đánh giết bọn hắn, nhiều lắm là, cũng chỉ là phế bỏ tu vi của bọn hắn mà thôi. Hắn có thể nói như vậy, hiển nhiên liền là nhớ ân người, cũng là tại nói cho chúng ta biết, hắn tô hàng, nhớ kỹ ân tình của chúng ta. Ừm. Nam Cung Hoa Lâm gật đầu nói. Lời ấy cực kỳ, dù cho hắn muốn phế đi Nam Thanh tu vi, đó cũng là có thể lý giải, hắn dù sao cũng là Phượng Hoàng Tông tông chủ, một lời một hành động của hắn, đại biểu là Phượng Hoàng Tông. Hôm nay, hắn như thế khí thế hung hăng đi tới đệ tử Sơn, như nằm thanh bình yên vô sự, truyền đi, đối chính hắn sẽ cực kỳ bất lợi, thay đổi là ta, ta cũng sẽ làm như vậy. Vậy chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn. Một biển rõ ràng không phải là đối thủ của hắn, như lại tiếp tục như thế. Tiểu tử này sợ là thật hồi phế đi một biển A. Nam Cung Thất Hải lộ ra lo lắng. Như vậy sao được? Nam cung đoạn trần liền vừa trừng mắt. Nam thanh có khả năng, nhưng một biển tuyệt đối không được, Long hoàn cảnh không biết bao nhiêu năm mới ra một cái, làm sao có thể tha cho hắn làm ẩu. Để sau hãy nói vậy. Nam cung thần phong cười khổ nói. Bọn hắn thương nghị thời điểm, tô hàng cùng ninh nhất hải, lại là tiến hành không xuống 10 lần giao thủ. Giữa sân hoàn toàn yên lặng, những đệ tử kia nhìn rõ ràng, cơ hồ là mỗi một lần, tô hàng đều sẽ đem ninh nhất hải công kích cho oanh vỡ nát. Liền như là là trước kia đối chiến Nam Hồng, dù cho Ninh Nhất Hải là Long Hoàng Cảnh, nhưng tại Tô Hàng trong tay, vẫn như cũ là bị nghiền ép. Yếu đến không thể yếu hơn nữa. Tô Hàng tiếng hừ lạnh truyền khắp chân trời, nhưng Ninh Nhất Hải cái kia vốn là liền tái nhật khuôn mặt, lộ ra thật sâu xanh mét. Ngươi loại thực lực này, căn bản cũng không phối xưng là Long Hoàng Cảnh. Tô Hàng mở miệng lần nữa. Giờ phút này lăn qua một bên, xem ở cung chủ trên mặt mũi, ta coi như trước ngươi ra tay, chỉ là thả cái rắm, ngươi như còn dám động thủ, cái kia bản tông cũng sẽ không lại nhân từ như vậy. Ninh Nhất Hải vẻ mặt âm trầm, hắn đã đã nhìn ra, mình đích thật không phải là đối thủ của Tô Hàng. Nguyên bản hắn thấy, Tô Hàng này loại tăng thực lực lên thuật pháp tuyệt đối sẽ không lâu dài, mà lại rất có thể có cực lớn di chứng, hắn là muốn kéo tới này loại thuật pháp thời gian đến, Tô Hàng thực lực giảm xuống, sau đó nhất cử đem Tô Hàng cho đánh bại. Nhưng Tô Hàng cái kia nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ. Căn bản cũng không giống như là không kiên trì được bao lâu. Tô Bác Lưu, ngươi. Ninh Nhất Hải thở sâu, đang muốn mở miệng, nhưng vào thời khắc này, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một đạo nổ vang. Tại đây nổ vang phía dưới, kinh thiên khí tức chợt dâng lên, tất cả mọi người tầm mắt lập tức nhìn lại, nhìn thấy này khí tức chủ nhân. Đúng là Nam Hồng. Thời khắc này Nam Hồng, đôi mắt đã mở ra, hắn mở ra trước tiên, chính là nhìn về phía Tô Hàng. Mới vừa thời gian bên trong, hắn nhắm mắt phong tai, đối với ngoại giới hết thảy chẳng quan tâm, xảy ra chuyện gì, hắn căn bản cũng không biết, càng không quan tâm, chỉ cầu đột phá. Nguyên bản Long thần cảnh đột phá đến Long hoàn cảnh, cần ngắn thì mấy ngày, lâu là mấy tháng thời gian, nhưng Nam Hồng hiển nhiên không muốn làm trễ nải thời gian lâu như vậy, hắn vẹn vẹn trong khoảng thời gian ngắn đột phá, mặc dù đã đi đến Long hoàn cảnh, lại căng cơ bất ổn. Nhưng đối với này chút, Nam Hồng không quan tâm. Hắn chỉ muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá, sau đó phế bỏ Tô Hàng, cho hắn biết, không nên tới trêu chọc chính mình. Đến mức căng cơ, cùng lắm thì ngày sau lại ổn định chính là, ngược lại đối tự thân, sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Giải thích một chút 1064 chương sự tình. Một chương này, là Nam Sơn sai lầm, là viết, nhưng không hài lòng, nghĩ loại bỏ, lại không biết thế nào, không cẩn thận đã upolak, ra ngoài. Đại gia không cần nhìn một chương này, về sau sẽ có mới 1064 chương, thật có lỗi, thật có lỗi. Cầu vốt 9.10 ở cuối chương. Chương 1045 Mơ mơ màng màng Nguồn Mê truyện audio.com Mới vừa thời gian bên trong, hắn nhắm mắt phong tai, đối với ngoại giới hết thảy chẳng quan tâm, xảy ra chuyện gì hắn căn bản cũng không biết càng không quan tâm chỉ cầu đột phá thời khắc này nam hồng đôi mắt đã mở ra hắn mở ra trước tiên chính là nhìn về phía tô hàn tô Bác lưu ngươi lại nhìn một chút ta bây giờ là cảnh giới gì mang theo cảm giác thành tựu tự hào thanh âm từ nam hồng trong miệng truyền ra hắn trên mặt biểu lộ cực kỳ phức tạp có hưng phấn có tin mừng ý càng có hận ý hưng phấn cùng ý mừng tự nhiên là bởi vì hắn đột phá đến long hoàn cảnh nói thật Trước lúc này, mặc dù Nam Hồng đối tại thiên tư của mình cực kỳ tự tin, nhưng thật đến đột phá một khắc này, hắn vẫn là cực kỳ thấp thỏm, bằng không, cũng sẽ không kéo đến bây giờ, bị Tô Hàng bức bách mới đi đột phá. Đến mức hận ý, dĩ nhiên chính là bởi vì Tô Hàng. Ngươi không phải muốn phế đi ta sao? Nam Hồng đứng dậy, cười to lên. Đối đãi ta đột phá long hoàn cảnh về sau, ngươi lại nhìn một chút, đến cùng là ai phế bỏ ai. Thoại âm rơi xuống, Nam Hồng tầm mắt lại là hướng nhìn bốn phía. Này xem xét, Nam Hồng liền sững sờ. Trong tưởng tượng náo động cũng chưa từng xuất hiện, theo lý mà nói, chính mình đột phá, trở thành toàn bộ nhất đao cung đệ tử Sơn, ba ngàn vạn đệ tử bên trong, cái thứ hai Long Hoàng Cảnh, này trăng rằm núi, hẳn là trong nháy mắt sôi trào mới là, dù sao đây chính là Long Hoàng Cảnh, cùng Long Thần Cảnh ở giữa, một cái là trời, một cái là đất. Nhưng mà, làm Nam Hồng thấy bốn phía thời điểm, chỉ thấy những đệ tử kia trên mặt vẻ mặt một mảnh cổ quái, còn có người không ngừng hướng chính mình nháy mắt giống như phải nhắc nhở chính mình cái gì, nhưng có chỗ sợ hãi, không dám mở miệng một dạng. Một màn này, không khỏi làm Nam Hồng cau mày. Bất quá bởi vì vừa mới đột phá, khí tức đang ở tăng lên, lại thực lực cũng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, Nam Thanh hưng phấn phía dưới, căn bản cũng không có nghĩ quá nhiều, chỉ muốn tranh thủ thời gian vượt qua Long Hoàng Kiếp, ngay trước những đệ tử này trước mặt, phế bỏ Tô Hàng, dẫm lên Tô Hàng cái kia Tô Tôn, tên tuổi, để cho mình khiếp sợ thiên hạ. Ông hư không tại lúc này truyền đến vụ vù, vù cái kia nguyên bản hướng phía hai bên tán đi mây mù, tại lúc này lại là nhanh chóng bao trùm tới. Chỉ bất quá, hiện tại mây mù không còn là trước đó thuần bạch sắc, mà là một loại ô ép một chút cảm giác, này tầng mây càng ngày càng dày, trong đó có lôi điện phun trào, càng có nổ vang thanh âm từ tầng mây trong đó truyền ra. Long hoàng kiếp. Nhưng phàm là đột phá đến long hoàng cảnh người, có 90% trở lên đều sẽ có long hoàng kiếp buông xuống, mà thiên tư càng mạnh, tăng lên thực lực càng nhiều, long hoàng kiếp cũng liền càng mạnh. Từ long võ đại lục xuất hiện tu sĩ bắt đầu này Long Hoàng Kiếp, chính là lúc thường xuất hiện, mà Long Hoàng Kiếp, cũng căn cứ đột phá người thực lực, có sự khác biệt cấp độ buông xuống. Trong đó thấp nhất tầng thứ, xưng là Tam Thập Tam Thiên Long Hoàng Kiếp, trung đẳng cấp độ, thì là Lục Thập Lục Thiên Long Hoàng Kiếp, thượng đẳng cấp độ, chính là Cửu Thập Cửu Thiên Long Hoàng Kiếp. Cửu Thập Cửu Thiên Long Hoàng Kiếp, chính là toàn bộ Long Võ Đại Lục phía trên, chỗ buông xuống mạnh nhất Long Hoàng Kiếp, mà tại trong truyền thuyết, còn có tầng thứ cao hơn Long Hoàng Kiếp, này loại Long Hoàng Kiếp, được xưng là đỉnh tiêm cấp độ Long Hoàng Kiếp, lại xưng ngũ thải chí tôn long hoàng kiếp có thể dẫn động ngũ thải chí tôn long hoàng kiếp buông xuống người hắn thiên tư tuyệt đối yêu nghiệt mà loại người này một khi vượt qua long hoàng kiếp đem sẽ lập tức mở ra hoàng vực càng là có thể tại cung cấp bậc bên trong trực tiếp ở vào vô địch trạng thái thậm chí có thể vượt cấp mà chiến đánh giết càng cao tu vi long hoàng cảnh như thế yêu nghiệt trong ức vạn người không một cho dù là lúc trước long võ đại lục đệ nhất chiến thần cũng chẳng qua là dẫn động cửu thập cửu thiên long hoàng kiếp buông xuống mà thôi giờ phút này, theo tầng mây kia phun trào, Nam Hồng trên mặt ý mừng cùng hưng phấn cũng là dần dần thu vào. Ai đều có thể cảm nhận được, từ tầng mây kia bên trong, có một cổ không cách nào hình dung đáng sợ uy áp đang ở chậm rãi truyền ra, này uy áp phía dưới, Nam Hồng cái kia như mặt trời ban trưa khí thế trực tiếp bị đè ép xuống, một cổ khó nén cảm giác từ trong lòng mọi người dâng lên, giống như là có cùng một chỗ tảng đá lớn ép ở trong lòng, khiến cho người không thở nổi. Răng rắc. Tầng mây bỗng nhiên nổ vang, muôn vạn lôi điện xuyên qua mà qua, từng đạo ngân xà, mang theo hào quang màu lam đậm, như là thùng nước độ lớn, không ngừng xen kẽ tại tầng mây trong đó. Khi thấy này chút ngân xà thời điểm, Nam Hồng vẻ mặt không khỏi biến đổi, khó nhìn lên. Cái kia mỗi một đạo ngân xà, đều đủ để đem một tên đỉnh phong long thần cảnh oanh thành hư vô, cho dù là Nam Hồng cái này vừa mới đột phá long hoàng cảnh, cũng không dám ngạnh bính. Đều nói long hoàng kiếp rất khó vượt qua, giờ phút này nhìn tới. Đích thật là thật. Chật chật, long hoàng kiếp A, có thể vượt qua long hoàng kiếp, mới thật sự là long hoàn cảnh, như không độ được chỉ có thể khuất tại ngụy hoàng định sống lâu thêm một ngàn năm nam hồng sư huynh muốn phiền toái kỳ thật cùng so sánh này long hoàng kiếp còn không phải phiền toái gì hắn phiền toái lớn nhất hẳn là tô tôn mới là có đệ tử mở miệng nghị luận âm ỉ dứt lời thời điểm tất cả mọi người là hướng phía tô hàng nhìn sang mà nam hồng cũng là nghe được này loại nghị luận lông mày của hắn nhíu càng sâu trong lòng có chút nghi hoặc chẳng lẽ này tô hàng còn có thể cùng long hoàng kiếp so sánh hay sao mới vừa hắn một lòng đột phá, phong bế thần niệm, đối với chuyện ngoại giới phát sinh tình hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên là không biết, làm Long Hoàng Cảnh Ninh Nhất Hải đều bị Tô Hàng đè đánh. Chớ nói hắn giờ phút này còn không có vượt qua Long Hoàng Kiếp, cho dù là hắn vượt qua, cũng tuyệt đối so với bất quá tại Long Hoàng Cảnh Sơ Kỳ trong đó chìm đắm nhiều năm Ninh Nhất Hải, chớ nói chi là đè ép Ninh Nhất Hải đánh tên biến thái kia Tô Hàng. Người không biết dũng cảm. Nam Hồng không biết những chuyện này, hắn đương nhiên sẽ không e ngại Tô Hàng. Mắt thấy Long Hoàng Kiếp sắp hình thành, Nam Hồng lại là hướng Tô Hàng quát lạnh nói. Tô Bác Lưu, ngươi vẫn luôn là như thế càng rỡ, chưa bao giờ thu lại qua, đợi năm mổ vượt qua này Long Hoàng kiếp về sau, liền thay cha mẹ của ngươi, thật tốt giáo huấn ngươi một chút. Giáo huấn ta. Tô Hàng khóe miệng mà hiện ra một vệt ý cười, vậy thì tốt, ta chờ. Lời ấy hạ xuống, bốn phía những đệ tử kia lại một lần nữa cổ quái nhìn về phía Nam Hồng, đối với loại ánh mắt này, Nam Hồng vô cùng phản cảm, giống như là người khác đều biết chuyện gì xảy ra, chỉ có chính mình mơ mơ màng màng một dạng hắn hừ lạnh một tiếng nhìn về phía nam thanh mà cái sau cũng đang hé miệng hướng nam hồng đạo đại ca mới vừa tô tám tô tôn cùng đại sư huynh giao chiến đại sư huynh cũng không phải là ngươi dám hắn lời còn chưa dứt tô hàng quát lạnh tiếng bỗng nhiên truyền đến cùng lúc đó tô hàng tầm mắt băng lãnh trực tiếp quét vào nam hồng thân bên trên nam hồng như rơi vào hầm băng toàn thân phát lạnh cũng không biết thật là không còn dám mở miệng vẫn là bị tô hàng dùng lực lượng vô hình trói buộc không cách nào mở miệng tóm lại hắn không còn có lên tiếng cũng không phải gì đó. Nam Hồng nhìn xem Nam Thanh, muốn biết cái sau đoạn dưới, có thể Nam Thanh giờ này khắc này, căn bản một chữ đều nói không nên lời. Không có gì. Tô Hàng mỉm cười, nói. Ngươi cứ việc độ kiếp, bản tông vẫn chờ ngươi vượt qua Long Hoàng kiếp về sau, thật tốt giáo huấn một thoáng bản tông đây. Cầu vốt 9.10 ở cuối chương. Chương 1046. Ngươi dám sao? Nguồn. Mê truyện audio.com Vậy ngươi liền hảo hảo chờ lấy. Nam Hồng nghiến răng nghiến lợi, hắn vô cùng chán ghét loại cảm giác này, người xung quanh rõ ràng đều biết thứ gì, lại vẫn cứ không nói với chính mình, Nam Thanh muốn nói cho chính mình, nhưng lại không cách nào mở miệng. Trong đầu mấy lần suy nghĩ mới vừa Nam Thanh lời đã nói ra, nào đó một cái chớp mắt, Nam Hồng bỗng nhiên sửng sốt một chút. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn lộ ra không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía Tô Hàng, vừa nhìn về phía Ninh Nhất Hải. Nhìn thấy Tô Hàng trên mặt ý cười càng đậm, mà Ninh Nhất Hải thì là sắc mặt tái nhật, hô hấp dồn dập, ngực không ngừng chập trùng, thật giống như giống như mới vừa cùng tô hàng một trận chiến, hao hết toàn lực, lại vẫn không có nịnh nọt. Còn muốn lên nam thanh mới vừa theo như lời nói, hắn rõ ràng là muốn nói, tô bác lưu, có thể nam thanh giống như là tại kiên kỵ cái gì, cái kia cuối cùng chảy, chữ cũng không nói ra, mà là xưng là. Tô tôn. Phía nam thanh đối tô hàng cưu hận, há có thể gọi hắn là tô tôn. Điều này nói rõ cái gì? Nam hồng cơ hồ là trong nháy mắt liền hiểu được, lại thêm ninh nhất hại cái kia tái nhợt sắc mặt, nam thanh trong lòng lập bập một tiếng, hoàn toàn lạnh lẽo đại sư huynh. Thua ở này tô bác lưu trong tay. Không có khả năng. Nghĩ tới đây, Nam Hồng rốt cục nhìn không được, sắc mặt đại biến. Những đệ tử kia nhìn về phía mình cổ quái vẻ mặt, chính mình đột phá, vốn nên vang lên náo động lại chưa từng xuất hiện, nên nhất hại cái kia tái nhật sắc mặt, Nam Thanh đối với tô hàng xưng hô. Đủ loại này hết thảy, không một không tại cho thấy, chính mình. Muốn phiền toái. Âm âm. Không đợi Nam Hồng suy nghĩ nhiều, hư không bên trên lần nữa truyền đến kinh thiên lôi minh, Tầng mây kia nổ tung về sau, lại là tại lúc này một lần nữa ngưng tụ. Có một vệt ánh sáng trực tiếp phá vỡ tầng mây, từ giữa đất trời xuất hiện. Nhìn một cái, quang mang này chiếu rọi bát phương, giống như là liền mặt trời đều cho che đậy, xuyên thấu qua tầng mây kia, khiến cho người thấy chói mắt. Ngày đầu tiên, vô số đệ tử kinh hô, ai đều hiểu, đây là Long Hoàng Kiếp ngày thứ nhất xuất hiện. Giờ này khắc này, toàn bộ vòng Nguyệt Sơn, cũng hoặc là nói, là toàn bộ nhất Đao cung bên trong, đang có vô số tầm mắt đang nhìn chăm chú nơi này. Long hoàng kiếp quá mức kinh khủng, cho dù là bình thường nhất Tam thập Tam thiên long hoàng kiếp, cũng chấn động thiên địa. Không riêng gì nhất Đao cung nơi này, tại nhất Đao cung phương viên trăm trong vòng vạn dặm, hết thảy sinh linh đều có thể cảm nhận được cái kia cổ không cách nào hình dung kinh khủng uy áp, càng là có thể thấy ngày thứ nhất xuất hiện. Xoạt. So. Theo sát ngày thứ nhất xuất hiện, lại là một đạo quang mang, phá vỡ tầng mây, xuất hiện tại cái kia ngày đầu tiên phía trên. Ngày thứ hai. Lại có kinh hô truyền đến, ngày thứ hai xuất hiện về sau, cái kia uy áp mạnh lại là tăng lên tiếp cận gấp đôi. Sau một khắc, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu. Từng đạo ánh sáng, như vần quanh tinh cầu hào quang, vừa giống như là bao phủ tinh cầu thần hà, tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cấp tốc xuất hiện. Cho đến thứ 33 đạo quang mang xuất hiện về sau, tầng mây kia oanh một tiếng biến mất, giờ phút này lại ngẩng đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy cái kia giữa đất trời, có 33 đạo quang mang tồn tại, một đạo tiếp lấy một đạo, tự như cầu thang, từ đuôi đến đầu, càng ngày càng dài, cái kia cuối cùng thứ 33 nói, giống là có thể đem trọn cái long võ đại lục đều cho bao bọc, không thể nhìn thấy phần cuối. 33 tầng trời mở long hoàng kiếp. Rốt cục tạo thành, chỉ có 33 tầng trời sao. Cũng là đáng tiếc, phía nam cầu vòng sư huynh thiên tư, vậy mà cũng chỉ là dẫn động tam thập tam thiên long hoàng kiếp xuất hiện, chúng ta. Sợ là liền long hoàng kiếp đều không thể dẫn động a. À. Đáng tiếc cái gì? Tuy nói long hoàng kiếp càng mạnh, gia tăng thực lực thì càng nhiều, nhưng ngươi phải hiểu được, long hoàng kiếp càng mạnh, Tử vong tỷ lệ thì càng nhiều. Hoàn toàn chính xác, tam thập tam thiên long hoàng kiếp, không độ được, vẫn là có rất lớn có thể trở thành ngụy hoàn cảnh, nhưng lục thập lục thiên long hoàng kiếp, như không độ được, rất có thể sẽ chết tại long hoàng kiếp phía dưới, hợp thành làm ngụy hoàn cảnh khả năng đều rất nhỏ, đến mức cửu thập cửu thiên long hoàng kiếp, như không độ được. Có 99% trở lên tỷ lệ hình thần câu diệt. Bất kể như thế nào, có thể dẫn động long hoàng kiếp buông xuống, đủ để chứng minh nam hồng sư huynh tư chất mạnh, dù sao toàn bộ long võ đại lục bên trên có bao nhiêu người có thể đủ dẫn động 66 trời, cùng với cửu thập cửu thiên long hoàng kiếp. Mà dẫn động về sau, lại có bao nhiêu người có thể đủ an toàn còn sống sót. Tam thập tam thiên long hoàng kiếp, có thể làm nam hồng sư huynh mang tới thực lực tăng lên cũng là to lớn, nếu có thể vượt qua, phía nam cầu vòng sư huynh tư chất, mở ra hoàng vực đều không nhất định. Quá sức, trong truyền thuyết, liền dẫn động lục thập lục thiên long hoàng kiếp người, đều chỉ có rất nhỏ tỷ lệ tại sau khi độ kiếp liền mở ra hoàng vực. Bất quá liền xem như giờ phút này mở không ra, chỉ cần có thể thành công vượt qua, phía nam cầu vòng tư chất, ngày sau mở ra hoàng vực cũng là tất nhiên. Rất nhiều đệ tử đối Nam Hồng đều là cực kỳ hâm mộ, nhưng ở này hâm mộ phía dưới, lại là mơ hồ vì hắn thấy lo lắng. Đây chính là Long Hoàng Kiếp. Long Hoàng Kiếp quy lực, không thể so với một tên mở ra hoàng vực Long Hoàng Cảnh Sơ kỳ kém, thậm chí còn mạnh hơn nhiều. Mà Nam Hồng, bất quá là vừa mới đột phá Long Hoàng Cảnh thôi, càng là chỉ dùng như vậy ngắn ngủi thời gian tới đột phá, căn cơ bất ổn, Long Hoàng Cảnh thực lực còn chưa triệt để ổn định, đối mặt long hoàn cảnh mong muốn vượt qua có thể nói là cực kỳ gian nan bất quá thời khắc này nam hồng nhất lo lắng cũng không phải là long Hoàng kiếp mà là tô hàn ninh nhất hải tại long hoàn cảnh trong đó đắm chìm thời gian lâu như vậy đối với long hoàn cảnh sơ kỳ hết thảy đều đã toàn bộ nắm giữ lại cực kỳ thuần thục nhưng chính là như vậy đều thua ở tô hàn trong tay chính mình cho dù là vượt qua này long Hoàng kiếp lại có thể là tô hàn đối thủ sao chỉ có một cái biện pháp có lẽ có thể chiến thắng tô hàn cái kia chính là mở ra hoàng vực. Có thể mở ra hoàng vực, khó khăn cỡ nào? Ninh Nhất Hải tư chất, không thể so với chính mình kém, lúc trước cũng là dẫn động tam thập tam thiên long hoàng kiếp, lại hắn tại long hoàng cảnh bên trong, ít nhất đã 300 năm, có thể cho tới bây giờ đều không có mở ra hoàng vực. Khốn nạn! Nam Hồng âm thầm nắm chặt lại nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi. Tô Hàng nói rõ là không thể nào cùng chính mình từ bỏ ý đồ, có thể chính mình. Căn bản liền không phải là đối thủ của Tô Hàng. Còn có một cái khả năng, nam hồng đôi mắt bỗng nhiên sáng lên đúng ta nếu có thể vượt qua long hoàng kiếp cái kia chính là long hoàng cảnh lại là cung chủ thân truyền đệ tử nhất đao cung không có khả năng bỏ mặt không quan tâm nghĩ tới đây nam hồng trong lòng bỗng nhiên dâng lên hy vọng hắn bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía ninh nhất hải lớn tiếng nói đại sư huynh đối đãi ta vượt qua long hoàng kiếp về sau ngươi ta cùng nhau hợp lại như thế nào nghe thấy lời ấy ninh nhất hải sửng sốt một chút chợt nhìn về phía tô hàng Ngươi thật đúng là không đến hoàng hà chưa từ bỏ ý định a. À. Nhìn thấy tô hàng con mắt hiếp hiếp, hướng ninh nhất hải tự tiếu phi tiếu nói. Ngươi dám sao? Ngươi có khả năng cùng hắn hợp lại thử một chút, chỉ cần ngươi dám, ta liền có thể phế bỏ ngươi, ngàn vạn đừng cho là ta đang nói đùa, cũng tuyệt đối đừng coi là đây là tại nhất đao cung, ta liền không thể bắt ngươi như thế nào, tin tưởng lời của ta, chỉ cần ngươi dám, ngươi liền nhất định sẽ chết rất thê thảm. Cầu vốt 9.10 ở cuối chương Chương 1047 thiếu ngươi một cái xin lỗi. Nguồn Mê truyện audio com Ninh Nhất Hải vẻ mặt cực kỳ khó coi, nếu là tại cùng Tô Hàng giao thủ trước đó, Tô Hàng nói như vậy, hắn nhất định sẽ không lưỡng lự, thậm chí đều sẽ không chờ Nam Hồng vượt qua Long Hoàng Kiếp, liền lập tức nhường Tô Hàng biết, như thế cùng vọng hậu quả. Dù sao hắn là Long Hoàng Cảnh, Long Hoàng làm trời, không thể làm nhục, không thể chịu nhục. Nhưng giờ phút này, là hắn tại cùng Tô Hàng sau khi giao thủ mặc dù ninh nhất hải bản thân cũng không nhận được cái gì thương thế nghiêm trọng, nhưng hắn lòng dạ biết rõ, đó là tô hàng lưu thủ. mặc dù trước khi nói tô hàng hung ác thoại nói không sai, nhưng này dù sao cũng là tại nhất đao cung bên trong, ninh nhất hải lại là năm cung đoạn trần đại đệ tử, càng là nhất đao cung ba ngàn vạn đệ tử bên trong, một cái duy nhất long hoàn cảnh. hắn tại những đệ tử này bên trong, thì tương đương với một loại tín ngưỡng, một loại tấm gương, ninh nhất hải vô cùng rõ ràng, chính là bởi vì điểm này, tô hàng mới có thể lưu thủ. cũng chính bởi vì rõ ràng. Ninh Nhất Hải mới biết được, Tô Hàng không có khả năng hết lần này đến lần khác bỏ mặt chính mình, dùng Tô Hàng tính cách, trước đó có thể đối với mình lưu thủ, cái kia đã là mọi loại khai ân, như chính mình lại không biết tốt xấu, cố gắng cùng Nam Hồng hợp lại, tới đánh bại Tô Hàng, cái kia Tô Hàng mới vừa theo như lời nói. Thật hội biến thành sự thật. Hô! Nghĩ tới đây, Ninh Nhất Hải nhẹ thở vào một cái, hướng Nam Hồng nói. Này vốn là ngươi cùng Tô Tôn ở giữa ân oán, ta không nên nhúng tay, trước đó giúp ngươi, là bởi vì ngươi ở vào đột phá bên trong, giờ phút này ngươi đã đột phá hoàn tất, lại Tô Tôn sẽ không lại ra tay quấy rầy ngươi độ kiếp, cái kia độ kiếp chuyện sau đó, ngươi liền chính mình tới xử lý đi. Thoại âm rơi xuống, Ninh Nhất Hải thân ảnh trở nên hư ảo, lập tức biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy một màn này, hết thảy nhất đao cung đệ tử đều là sửng sốt một chút, chợt trong lòng phát ra thở dài. Liền Long hoàn cảnh đại sư huynh, đều như thế e ngại Tô Tôn rồi hả? Ai cũng sẽ không ngốc đến thật tin tưởng Ninh Nhất Hải, chỉ cần có có ý nghĩa người đều hiểu, Ninh Nhất Hải, sợ hãi Tô Hàng uy hiếp. Nhất đao cung đệ tử thở dài, cũng không phải là Ninh Nhất Hải e sợ Tô Hàng, mà là trước mặt nam tử mặc áo trắng này, thật đã theo lúc trước cái kia bị vây dết về sau, đám người kính nể phía dưới, mới xưng là Tô Tôn, biến thành dùng thực lực phục chúng, khiến cho Long hoàn cảnh đều không thể không tránh lui. Chân chính Tô Tôn, mà Nam Hồng nơi đó, vẻ mặt càng thêm khó coi, thậm chí có loại muốn ói máu xúc động. Hắn mong muốn cùng Ninh Nhất Hải hợp lại, này vốn là một loại đánh bạc, như Ninh Nhất Hải đáp ứng, cái kia hai người bọn họ cùng nhau ra tay với Tô Hàng, dù cho không thắng được, có thể ít nhất cũng hẳn là sẽ không thua với Tô Hàng. Nhưng Ninh Nhất Hải, vậy mà cự tuyệt chính mình. Trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp từ bỏ làm long Hoàng cảnh tôn nghiêm, cự tuyệt chính mình. Kể từ đó, chính mình lời mới rồi, không thể nghi ngờ trở thành dây dẫn nổ, nhưng Tô Hàng đối với mình, càng thêm chán ghét, càng thêm cừu hận. Ha ha ha, cái này là Long Hoàng, này liền là đại sư huynh của chúng ta. Nam Hồng giận quá thành cười các ngươi thấy được, liền một trận chiến dũng khí đều không có, còn có tư cách gì làm ta nhất đau cung đại sư huynh? đám người yên lặng, ngoài miệng không nói, trong lòng lại đều cảm thấy nam hồng liền là cái kẻ ngu, cái gọi là kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, người biết rất rõ ràng đánh không lại, hết lần này tới lần khác còn muốn đi đánh, không là muốn chết là cái gì? đầu óc tú đậu mới không sai biệt lắm. hưu hưu hưu, cũng vào thời khắc này, từng đạo thân ảnh từ nhìn dương núi làm bên trong bay ra, hết thảy sáu bóng người, tốc độ cực nhanh, thoáng qua ở giữa chính là hiện lên ở vòng nguyệt sơn giữa không trung. Khi thấy sáu người này thời điểm, Tô Hàng nhướng mày, chợt trong lòng thầm thở dài âm thanh, ôm quyền hành lễ nói. Tô Hàng, gặp qua chư vị tiền bối. Sáu người này, trong đó trên thân hai người ăn mặc nhất đao cung đại địa tế tự quần áo, mà bốn người khác, một tên nam tử đầu trọc, một người đàn ông tuổi trung niên, một lão giả, một nữ tử. Toàn bộ đều là lúc trước Tô Hàng bị vây giết thời điểm, hiện thân trợ giúp qua Tô Hàng người. Cái kia nam tử đầu trọc, là nhất đao cung đồ long giả, đến mức lão giả kia, nam tử trung niên, cùng với nữ tử thân phận, Tô Hàng không biết, nhưng ba người này, đều không ngoại lệ đều là Long Hoàng Cảnh. Tô Hàng bị vây giết thời điểm, nhất đao cung cùng sở hữu bảy tên Long Hoàng Cảnh hiện thân, ngoại trừ sáu người này bên ngoài, còn có năm cung thần phong. Hết thảy đã từng trợ giúp qua Tô Hàng người, Tô Hàng đều nhớ tin tường, mà hắn cũng vô cùng hiểu rõ, vì sao xuất hiện không là người khác, mà là bọn hắn. Nhất đao cung chắc chắn biết, chính mình là một cái nhớ ân người, những người này xuất hiện, nhìn như là vì trợ giúp Nam Hồng vượt qua Long Hoàng Kiếp, nhưng trên thực tế, lại là vì mà nói tình. Hết sức hiển nhiên, Nhất Đao Cung không có khả năng thật nhìn xem một cái Long Hoàng Cảnh bị Tô Hàng phế bỏ mà chẳng quan tâm, như Nam Hồng không có đột phá, cũng hoặc là nói không có đột phá thành công, có lẽ việc này Nhất Đao Cung thật không sẽ quản, dù cho Nam Hồng là Nam Cung đoạn trần thân truyền đệ tử, Nhất Đao Cung cũng cứ như vậy mở một con mắt nhắm một con mắt đi qua. Có thể Nam Hồng đột phá, mà lại thành công, hắn đã tấn cấp đến Long Hoàng Cảnh, chỉ cần vượt qua Long Hoàng Kiếp, liền là một cái chân chính Long Hoàng Cảnh. Nhân vật bậc này sẽ là Nhất Đao Cung một sự giúp đỡ lớn, Nhất Đao Cung cuối cùng vẫn là ra mặt. Cho nên, Tô Hàng mới có thể nhíu mày, cho nên, Tô Hàng mới có thể thở dài. Ha ha, không nghĩ tới Tô Tôn còn có thể nhớ đến chúng ta mấy lão già. Cái kia nam tử đầu trọc mở miệng cười to, ngày đó hắn ra tay thời điểm, Tô Hàng mượn hắn tay giết lâm phản, hắn lúc đó còn có chút không thích, giờ phút này xem ra, những cái kia không thích đều đã tiêu tán. Chư vị tiền bối đối Tô Hàng đều có đại ân, làm sao có thể quên? Tô Hàng cười khổ lắc đầu. Tại chư vị tiền bối trước mặt, này, Tô Tôn tên, vẫn là không cần nói tới, tiền bối đám người gọi ta Tô Hàng liền tốt. Không được. Tên lão giả kia cười nói. Dù cho không thể gọi ngươi Tô Tôn, cũng phải gọi ngươi một tiếng Tô Tông chủ, dùng ngươi thời khắc này thực lực, có tư cách gánh chịu nổi danh xưng như thế này. Tô Hàng lần nữa cười khổ lắc đầu, lại cũng không nói thêm gì nữa. Chúng ta lần này đến đây, thứ nhất là vì trợ giúp nam hồng vượt qua long hoàng kiếp thứ hai lão giả hơi hơi dừng lại chợt lại nói nghĩ đến chúng ta không nói ngươi cũng hiểu rõ là chuyện gì như một biển nói tìm chỗ khoan dung mà độ lượng nên có được ngươi đều đã được đến nên đòi lại ngươi cũng đều đã đòi lại không bằng liền cho ta chờ một cái chút tình mọn như vậy bỏ qua như thế nào được tô hàng không có chút gì do dự trực tiếp đáp ứng thống khoái nhường lão giả kia chờ sáu người đều sửng sốt một chút tiền bối đám người ra mặt Tô Hàng không thể cự tuyệt, như vậy cáo từ. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàng lần nữa ôm quyền, hướng sáu người thi lễ một cái, lúc này liền muốn ly khai. Chờ một chút. Lão giả kia liền vội mở miệng đạo, này tam thập tam thiên long hoàng kiếp, ngươi không nhìn một chút rồi. Đối tương lai ngươi độ kiếp cũng có chỗ tốt. Không nhìn. Tô Hàng mỉm cười lắc đầu. Vậy ngươi cũng không thể đi. Lão giả trầm giọng mở miệng, nhìn về phía Nam Thanh cùng Nam Hồng, âm thanh lạnh lùng nói. Bọn hắn còn thiếu ngươi một cái xin lỗi cầu vốt 9.10 ở cuối chương. Chương 1048 Đi tới Vân Gia Nguồn Mê truyện audio com Nghe thấy lời ấy, Tô Hàng sửng sốt một chút, muốn ly khai động tác cũng là dừng lại. Mà Nam Hồng cùng Nam Thanh thì là sắc mặt biến hóa, yên lặng không nói. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng việc này cứ tính như vậy, trong lòng đang cao hứng lắm, không nghĩ tới lão giả lại lên tiếng như vậy. Thế nào, không nguyện ý. Lão giả kia nhìn về phía Nam Hồng cùng Nam Thanh, âm thanh lạnh lùng nói. Huynh đệ các ngươi hai người, người thiên tư cao sát thực không giả, nhưng ta nhất đau cung, luôn luôn lấy đức phục người, theo không vô duyên vô cớ gây phiền toái, người có khả năng ghen ghét người khác, Ngươi có khả năng cùng người khác tranh đoạt, nhưng người không thể cùng vọng, phách lối, không biết tự lượng sức mình. Tô Tông chủ hôm nay tại sao lại đến, chúng ta đều biết, trong lòng các ngươi cũng hiểu rõ. Xem ở tại chúng ta trên mặt mũi, Tô Tông chủ buông tha các ngươi một lần, nhưng hắn không thể đến không. Lão giả ngữ khí dừng lại, chợt lại nói, xin lỗi. Nam Hồng trầm mặt như trước, mà Nam Thanh thấy ca ca không ra, hắn cũng ngậm chặt miệng, hiển nhiên không nghĩ nói xin lỗi bộ dáng. Cũng không nguyện ý. Tô Hàng con mắt hiếp hiếp, chợt cười nói. Tiền bối, bọn hắn không nguyện ý coi như xong, việc này ta liền làm chưa từng xảy ra, như vậy cáo từ. Nói xong, Tô Hàng liền định rời đi. Lão giả cho mày, hừ lạnh nói. Được, các ngươi không nguyện ý, vậy cũng không cần nói xin lỗi, bất quá tô tông chủ tính cách các ngươi là biết đến, lại dùng tô tông chủ tư chất, ngày sau tất sẽ trở thành long võ đại lục bên trên đỉnh cao cường giả, ta nhất đau cung giờ phút này có thể giữ được các ngươi, ngày sau coi như nói không chừng. Tô tôn chờ chút. Vào thời khắc này, Nam Hồng bỗng nhiên mở miệng, thấy tô hàng dừng lại, hắn hít một hơi thật sâu, cúi đầu cung kính nói. Hôm nay phát sinh hết thảy, đều là huynh để chúng ta sai, tô tôn có thể bỏ qua, là chúng ta may mắn, cũng là tô tôn đại nhân hữu đại lượng. Nam mộ ở đây, hướng Tô Tôn xin lỗi, trước đó từng đã đáp ứng Tô Tôn, cũng nhất định sẽ làm đến. Thấy Nam Hồng mở miệng, Nam Thanh vội vàng nói. Đại ca nói cực phải, ban đầu ở yêu tiên thánh vực, là ta có mắt không trồng, ma quỷ ám ảnh, mới vô duyên vô cớ trêu chọc Tô Tôn, ngày sau gặp lại Tô Tôn, nhất định dập đầu hành lễ, tránh lui ba phần. Bọn hắn đến cùng là thật tâm hay là giả dối, Tô Hàng mặc kệ, cũng không cần quan tâm, tóm lại, bọn họ nói xin lỗi. Chỉ này một lần, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Tô Hàng nhàn nhạt nói một câu, chợt lại hướng lão giả đám người ông quyền, cuối cùng lại hướng vọng Nguyệt Sơn phương hướng ông quyền. Nam cung cung chủ, cởi ra thủy nguyệt thần đao phong ấn, ta đều đã ghi lại ở tinh thạch này phía trên, nhưng bằng vào ta bây giờ tu vi, cũng chỉ có thể khắc họa ra cởi ra đạo thứ nhất phong ấn phương pháp, này thủy nguyệt thần đao phía trên, nhất đao cung có thất đạo phong ấn, mong muốn phát huy ra toàn bộ thực lực, chỉ có đem thất đạo phong ấn toàn bộ cởi ra mới được. Dĩ nhiên, cho dù là cởi ra đạo thứ nhất phong ấn, cũng có thể hơi hiện ra này thủy nguyệt thần đao một chút quy lực, mặc dù không nhiều nhưng để ở long võ đại lục bên trên đã đủ rồi tô mổ hôm nay tới đây mọi chuyện đều đã xử lý hoàn tất liền không ở chỗ này ở lâu cáo từ theo thanh âm hạ xuống tô hàng thân ảnh lấp lánh ở giữa tại vô số đệ tử nhìn chăm chú phía dưới dần dần biến mất nhìn tô hàng rời đi lão giả kia chờ sáu người đều là liếc mắt nhìn nhau lộ ra cười khổ phát ra thở dài sở dĩ không nên ép vội vã nam hồng cùng nam thanh xin lỗi nguyên nhân lớn nhất tự nhiên hay là bởi vì cởi ra thủy nguyệt thần đao phong ấn mà trên thực tế, như Nam Hồng cùng Nam Thanh thật không nói xin lỗi, cái kia tô hàng, hoàn toàn chính xác sẽ không đem này mở ra phong ấn phương pháp vô ích đưa cho nhất đao cung, dù cho nhất đao cung lúc trước trợ giúp qua chính mình, vậy cũng không được. Thủy Nguyệt Thần đau mạnh đến mức nào, tô hàng rõ ràng nhất, chỉ muốn mở ra này đạo thứ nhất phong ấn, một đao kia cung thực lực tổng hợp, liền hội tăng lên gấp đôi, như Nam Hồng cùng Nam Thanh không nói xin lỗi, tô hàng tương lai hội theo địa phương khác. Còn lúc trước nhất đao cung trợ giúp ân tình của mình, nhưng này giải phong chi pháp, hắn là tuyệt đối sẽ không lấy ra hư không bên trên bóng người gào thét mà qua bởi vì tốc độ quá nhanh dẫn tới thanh âm xé gió khiến cho phía dưới vô số người chú mục rời đi vọng nguyệt sơn về sau tô hàng liền hướng phía nơi xa mà đi một đường chỗ qua vô số nhất đao cung đệ tử trong mắt đều là lộ ra cùng nhiệt hướng phía tô hàng âm quyền không người hành lễ vọng nguyệt sơn trong đó phát sinh mọi chuyện bọn hắn cũng sớm đã biết được, vô luận là tại lúc mới bắt đầu nghiền ép Nam Hồng, vẫn là tại về sau nghiền ép Long Hoàng Cảnh Ninh Nhất Hải, lại hoặc là sinh sinh bức bách đã đột phá, trở thành Long Hoàng Cảnh Nam Hồng hai người huynh để xin lỗi. Hết thảy tất cả, không một không tại chứng minh, Tô Tôn, thật biến thành Tô Tôn. Nhất đao cung quá nhiều người nhiều lắm, không có khả năng phong bế tất cả mọi người miệng, hôm nay hết thảy, chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, đến lúc đó, Tô Tôn thanh danh, đem lần nữa vang vọng Long Võ Đại Lục. Theo tốc độ tăng tốc, cái kia hai ngọn núi lớn càng ngày càng xa, mà cái kia vô số thân ảnh cũng là dần dần biến thành điểm đen, sau cùng hoàn toàn biến mất tại giữa tầm mắt. Rời đi nhất đau cung về sau, tô hàng liền muốn đi tới một cái mục đích, mà mục đích này địa phương là vân gia. thập tam gia tộc bên trong có tiếp gần một nửa đều tại trung vực, vân gia liền là bên trong một cái, mà lại khoảng cách nhất đau cung gần nhất, ước chừng 10 ngày thời gian liền có thể đến. Không biết vân thiên thiên bây giờ thế nào, tô hàng nhẹ giọng nỉ non. đáng tiếc a. À. Sau 10 ngày, Vân Gia xuất hiện ở giữa tầm mắt, vạn bảo các làm toàn bộ Long Võ Đại Lục có tiền nhất thế lực một trong, hắn tài phú kinh người, tuyệt đối là người khác không cách nào tưởng tượng. Mà Vân Gia, làm vạn bảo các phía sau màn chưởng khống người, gia tộc kia trụ sở, tự nhiên xa hoa không cách nào hình dung. Tô Hàng đứng tại rất xa chỗ, liền có thể thấy hai cái to lớn chữ hoành lập hư không, Vân Gia. Hai chữ này, hoàn toàn là dùng nồng đậm linh vụ hình thành, mà mong muốn hình thành này chủng linh sương mù, ít nhất cũng cần bên trên ngàn vạn linh thạch lại mong muốn vẫn luôn như vậy duy trì, cần thường xuyên cầm linh thạch đến bổ sung. Vẹn vẹn hai cái chữ to này, hàng năm tiêu hao linh thạch, liền ít nhất phải mấy ngàn vạn nhiều. Mà ngoại trừ hai cái chữ to này bên ngoài, toàn bộ vân gia trụ sở vùng trời, hoàn toàn bị một đạo quan mang chỗ phong tỏa, tại quan mang này bên trong, khó có thể tưởng tượng linh khí nồng nặc tràn ngập, tô hàng khoảng cách cực xa, đều có thể thấy cái kia linh khí nồng đậm đều hóa thành sương mù, thậm chí có địa phương cũng bắt đầu nhỏ xuống chất lỏng. Như vậy mức độ đậm đặc, so nhất đao cung còn phải mạnh hơn mấy lần vân gia có như thế nồng hậu dày đặc tài nguyên, khiến cho hậu bối lâu dài ở vào như thế thượng giai tu luyện không gian bên trong, hết lần này đến lần khác không có tư chất quá mức xuất chúng hậu bối xuất hiện. Tô Hàng tối thầm thở dài nói, quả nhiên là ứng câu nói kia, thường thiên cho ngươi khổng lồ như vậy của cải, lại tước đoạt ngươi vân gia rất nhiều hậu bối thiên tư. Ai đều hiểu, như vạn bảo các này loại thế lực, nắm giữ tại 10 đại siêu cấp tông môn này loại thế lực trong tay, cái kia nhưng phạm nắm giữ thế lực, tất nhiên sẽ thực lực tăng lên dữ dội. Có thế vân gia lại không nóng không lạnh, chỉ có thể khuất tại thập tam gia tộc, cũng là bôi nhọ vạn bảo các đưa cho cho tài nguyên. Cầu vốt 9.10 ở cuối chương. Chương 1048. Đến. Nguồn. Mê truyện audio com Ước chừng 10 phút sau, Tô Hàng đi tới vân gia trụ sở trước đó. Vân gia trụ sở ở vào bình nguyên phía trên, liền như là là phượng hoàng tông trụ sở, lấy cực cao tường thành đem trọn cái trụ sở cho vần quanh lên, tại đây tường thành đông tây nam bắc bốn phương, đều có một đạo vàng song lộng lẫy cửa chính, chỉ là đại môn kia, liền có khoảng 30 mét cao độ, liếc nhìn lại, cực kỳ trung động. Giờ phút này, Tô Hàng chính là đứng tại vân gia cửa năm nơi này. Có vân gia tử đệ tại cửa năm nơi này thủ vệ, tầng tầng bày ra, ít nhất hơn trăm người, bất quá so sánh với nhất đao cung, những này tử đệ tu vi lại là phải kém rất nhiều. Nhất đao cung nơi đó, trong coi cổng cơ hồ đều là long thần cảnh, thấp nhất cũng là long đan cảnh, có thể vân gia nơi này, chỉ có một vị long thần cảnh nam tử trung niên ngồi xếp bằng, những người còn lại, lòng đang cảnh có hơn 10 vị, thậm chí còn có long linh cảnh chỗ vào trong đó. Đối với này chút thế lực lớn tới nói, trong coi tông môn trụ sở, là một kiện chuyện vô cùng vinh dự, bọn hắn đại biểu cái thế lực này bề ngoài, cũng không phải là có ít người nói, chó giữ nhà, loại kia thuyết pháp. Dùng vân gia loại cấp bậc này thế lực, theo lý mà nói không nên chỉ có chút tu vi ấy người đến trong giữ cửa nam, cho dù là vân gia lại kém, có thể ở vào thập tam gia tộc một trong, còn có vạn bảo các loại kia khổng lồ của cải chống đỡ, vân gia nội tình tuyệt đối không tầm thường, sở dĩ như vậy, cái kia cũng chỉ có một nói rõ lý do. Điều thấp. Liên tưởng đến từ khi biết Vân Gia, một cho tới hôm nay, Vân Gia làm mọi chuyện, Tô Hàng đều cảm thấy, Vân Gia hoàn toàn chính xác điều thấp. Bất quá, này loại điều thấp, tự hồ có chút quá mức. Vân Gia điều thấp, lại không biết nên như thế nào điều thấp, rõ ràng nên ra mặt thời điểm, lại chưa từng ra mặt, đây cũng không phải là điều thấp, mà là... Nhu nhược. Tô Hàng lắc đầu, nhẹ giọng tự nói. Hắn một bước bước ra, thân ảnh từ tầng mây trong đó dần hiện ra đến, vân gia trong coi cửa nam tử đệ lập tức ngẩng đầu, liền muốn lên tiếng hét to. Nhưng mà, khi nhìn rõ tô hàng thời điểm, những này tử đệ đều là hơi run run, trung niên nam tử kia càng là bỗng nhiên mở mắt ra, trực tiếp đứng dậy, ông quyền không người, cung kính nói. Vân gia mây thanh, gặp qua tô tôn. Vân gia tử đệ, bái kiến tô tôn. Những người khác cũng là liền vội vàng hành lễ, có tử đệ cũng không nhận ra tô hàng, này còn là lần đầu tiên nhìn thấy, tò mò, có lòng muốn muốn ngẩng đầu dò xét một phen, nhưng chung quy là không có dũng khí đó đối với này chúc vân gia tử đệ tới nói tô hàng liền phản phất là một cái truyền kỳ tuổi của hắn cùng này chúc vân gia tử đệ không chênh lệch nhiều thậm chí so trong đó rất nhiều đều muốn nhỏ hơn không ít nhưng so sánh với tô hàng này chúc vân gia tử đệ lại là như là sáng dưới ánh trăng đông đóm căn bản là không cách nào cùng tô hàng tranh nhau phát sáng đứng lên đi tô hàng thản nhiên nói vâng trung niên nam tử kia mây thanh đầu tiên ứng thanh chợt bốn phía những cái kia tử đệ cũng là chậm rãi đứng thẳng người giờ này khắc này, bọn hắn mới dám xem Tô Hàng. Nhìn thấy Tô Hàng toàn thân áo trắng, thân ảnh có chút gầy gò, lại là thẳng tắp, mái tóc màu đen theo gió tung bay, cái kia cũng không tính anh tuấn khuôn mặt, lại là cực kỳ thanh tú. Nói thật, Tô Hàng lớn lên không nói cỡ nào tuấn giật, nhưng ít ra, tại loại này thanh tú phía dưới, làm người thấy hắn lần đầu tiên liền có thể có chút hảo cảm. Tô Tôn hôm nay đến đây, thế nhưng là tìm nhị tiểu thư. Mây Thanh mở miệng hỏi thăm. Hắn hết sức thông minh, Tô Hàng cùng Vân Gia ở giữa sự tình, hắn tự nhiên là nghe nói không ít, bây giờ này toàn bộ vân gia, từ hồ chỉ có vân thiên thiên, mới đáng giá tô hàng tự mình đến tìm. Xem như thế đi. Tô hàng nhìn hắn một cái, lại nói. Cũng không hoàn toàn là, hôm nay tới đây, chủ yếu vẫn là tìm gia chủ của các ngươi. Gia chủ. Mây thanh khẽ giật mình, vân gia gia chủ vân thiên lâm, long hoàn cảnh cường giả, chấp trưởng toàn bộ vân gia cùng vạn bảo cát, cho dù là đặt ở long võ đại lục, đó cũng là cường giả số một, thân phận địa vị đều là cực cao. Theo lý mà nói, Tô Hàng dù cho thật tìm đến Vân Thiên Lâm, cũng nên tìm người dẫn tiếng mới là. Nói câu không dễ nghe, tại rất nhiều Vân gia tử đệ trong lòng, Tô Hàng còn không có tư cách nói với Vân Thiên Lâm gặp liền gặp. Bọn hắn mặc dù nhìn cung kính hết sức, xưng hô Tô Hàng làm Tô tôn, có thế cái kia cũng chỉ là mặt ngoài, Tô Hàng làm mọi chuyện, đều không có quan hệ gì với bọn họ, bọn hắn căn bản trải nghiệm không đến, Tô Hàng bây giờ tại Long Võ Đại Lục, rốt cuộc mạnh cỡ nào lực ảnh hưởng. Bất quá Mây Thanh không ngốc, lại hoàn toàn chính xác hết sức thông minh, liền nói ngay: Trước đó vài ngày gia tộc truyền ra tin tức, giống như gia chủ đang lúc bế quan, mong rằng Tô Tôn trước theo vãn bối đi đón khách sảnh, đợi vãn bối đem việc này bẩm báo lên trên, lại cáo tri Tô Tôn. Được. Tô Hàng nhìn thật sâu người này liếc mắt, gật đầu đáp ứng. Theo hai người tiến vào vân gia trụ sở, sau lưng những vân gia tử đệ đó đều là từ từ nghị luận. Cái này là Tô Tôn. Có vẻ như cũng không có mạnh đến mức nào mà. Ngươi biết cái đếch gì, vừa rồi hắn xuất hiện thời điểm, mặc dù khí tức thu lại, nhưng này vô hình trong đó uy áp, đều làm ta không thở nổi, cũng liền như ngươi loại này cái gì cũng không biết gia hỏa, mới phát giác được không sợ hãi. Hoàn toàn chính xác, Tô Tôn Tên không phải không có lửa thì sao có khói, hắn bây giờ trở về, toàn bộ Long Võ Đại Lục đều biết, vì sao năm đại siêu cấp tông môn người đều chưa từng lần nữa đối với hắn tiến hành truy sát. Điều này hiển nhiên là có nguyên nhân. Là bởi vì nhất đao cung, còn có hiên viên gia tộc, cùng với đông tổ cùng bắt tổ đám người A chỉ dựa vào chính hắn, chỉ sợ còn không có chống lại năm đại siêu cấp tông môn thực lực lời này đơn giản hài hước, ngươi làm sao không suy nghĩ, vì sao nhất đao cung nhóm thế lực hội như vậy trợ giúp hắn, che chở hắn. Tô Tôn, vẫn là có Tô Tôn bản lãnh. Yêu, rất nhiều vân gia tử đệ đang tranh luận kịch liệt thời điểm, một đạo bén nhọn hí lên bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Bọn họ đều là ngẩng đầu, chỉ thấy một vệt bóng đen đang từ đằng xa hư không bên trên, hướng nơi này cấp tốc mà đến. Là linh khắc. Xem này màu sắc, hẳn là số 7 linh khắc A. Đích thật là số 7, không có gặp Vân Hải tên kia đang đứng ở phía trên sao linh khắc là vân gia nuôi dưỡng một loại yêu thú này loại yêu thú phẩm cấp không cao thực lực thậm chí có thể nói là rất thấp nhưng tốc độ phi hành cực nhanh bị rất nhiều thế lực đều dùng tới truyền lại tình báo sử dụng cái kia linh khắc rất nhanh liền bay đến cửa năm nơi này trên đó có một đạo tuổi trẻ thân ảnh đứng thẳng đúng là này chút vân gia tử đệ theo như lời vân hải lại có cái gì tình báo nhìn ngươi này lấy bộ dáng gấp gáp có vẻ như tình báo này rất không tệ a à, ha ha nói nhanh một chút chúng ta đều đã đợi không kịp Vân Hải rơi xuống linh khắc, những vân gia tử đệ đó vội vàng vây lại. Đây cũng là chuyện thường, dưới tình huống bình thường, một chút không quan trọng tình báo truyền lúc trở lại, vẫn là này chút tại bên ngoài trong coi đệ tử đầu biết tiên tri, mà không phải vân gia cao tầng. Tránh hết ra. Vân Hải vẻ mặt có chút nóng nảy, chừng bốn phía vân gia tử đệ liếc mắt, một bên bước nhanh đi lại, một bên lên tiếng quát lớn. Đều né qua một bên, kéo dài để lỡ chính sự, cẩn thận hình phạt đường trưởng lão bắt các ngươi thử hỏi. Cầu vốt 9.10 ở cuối chương. Chương 1049. Tin tức truyền ra. Nguồn: Mê truyện audio.com. Ai, ngươi đừng đi nha, nói một chút mà. Đúng a, à, đến cùng là tin tức gì, Nhưng ngươi như thế vô cùng lo lắng. Nói một chút nha, trước kia ngươi cũng không ít nói, lại không có gì lớn. Đúng, ngươi nếu là không nói, chúng ta liền đem trước ngươi trước tiên đem tình báo nói với chúng ta sự tình đều để lộ ra đi, xem tiểu tử ngươi làm sao bây giờ. Một đám người lôi kéo Vân Hải căn bản cũng không có muốn thả hắn rời đi bộ dáng. Này đã trở thành một chủng tập quán, nếu quả như thật là chuyện gì khẩn cấp, tỉ như đối với gia tộc có lợi ích, hoặc là có tai hại, Vân Hải cũng không thể nào là loại vẻ mặt này. Theo một số phương diện tới nói, này chúc Vân Gia tử đệ vẫn là biết nặng nhẹ. Có lẽ là cuối cùng người kia uy hiếp có tác dụng, Vân Hải vẻ mặt có chút khó coi, hư lạnh nói. Liền biết các ngươi có thể như vậy, một đám vong ân phụ nghĩa gia hỏa, ta nói với các ngươi, các ngươi vẫn còn muốn ra bán ta ha ha, chỉ đùa một chút thôi, nói nhanh một chút á. Đám người cười to. Vân Hải do dự một chút, nói. Kỳ thật cũng không có gì lớn, ngược lại về sau các ngươi cũng sẽ biết, này toàn bộ Long võ đại lục đều sẽ biết. Ồ, nghe thấy lời ấy, những vân gia tử đệ đó liền lộ ra cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Đến cùng là tin tức gì? Đừng che giấu, ngươi dạng này càng lãng phí thời gian. Hắc hắc. Vân Hải cũng không nóng nảy, nói. Là liên quan tới Tô Tôn. Tô Tôn đám người sửng sốt một chút, có người muốn mở miệng, lại không đợi hắn nói chuyện, liền bị Vân Hải giành nói. Vừa rồi có tin tức theo nhất đao cung bên kia truyền đến, nói là vài ngày trước, Tô Tôn đi một chuyến nhất đao cung, có vẻ như là bởi vì nhất đao cung cung chủ thân truyền đệ tử Nam Thanh, tại yêu tiên thánh vực bên trong, trêu chọc hắn. Sau đó thì sao? Đám người không kịp chờ đợi hỏi. Sau đó Tô Tôn liền đi tìm hắn gây phiền phức chứ sao? Vân Hải giang tay ra. Này Nam Thanh cũng là đồ đần, không suy nghĩ Tô Tôn là tính cách gì, gọi là một cái có thù tất báo. Huống hồ dùng nhất đao cung cùng Tô Tôn quan hệ trong đó, các ngươi nói hắn có phải hay không đầu óc tú đậu. Còn thật sự coi chính mình là nhất đao cung cung chủ thân truyền đệ tử, có chút thiên tư, liền có thể muốn làm gì thì làm. Kết quả đây. Đúng a, à, kết quả như thế nào? Là Tô Tôn thắng, vẫn là cái kia kêu cái gì Nam Thanh thắng. Mau nói mau nói, ta đều đã đã đợi không kịp. Vân Hải hít vào một hơi, cố ý mua cái cái nút, thấy mọi người nóng nảy bộ dáng lúc này mới cười nói cái kia nam thanh tại nhất đao cung đệ tử sơn bên trong cũng đích thật là có chút huy vọng tô tôn đi tới đệ tử sơn tìm hắn thời điểm vậy mà còn có không ít ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử cùng với đỉnh tim đệ tử đối tô tôn ngăn cản bất quá tất cả đều bị tô tôn đánh lui nghe thấy lời ấy rất nhiều vân gia tử đệ liền lúc thì trắng mắt thôi đi ta còn tưởng rằng cái gì trọng yếu tình báo đây đúng a, à, dùng tô tôn thực lực, mặc dù không phải là đối thủ của Long Hoàng Cảnh, nhưng ở chưa đi đến vào yêu tiên thánh vực trước đó, liền đã tung hoành Long Thần vô địch, những đệ tử kia bị đánh lui cũng không có gì tốt kinh ngạc a. À. Đi thôi đi thôi, ngươi tình báo này cũng không có gì dùng. Mắt thấy mọi người mất hết cả hứng dáng vẻ, Vân Hải chính mình ngược lại là gấp. Các ngươi biết cái gì? Các ngươi biết cái gì? Đánh lui những đệ tử kia không phải trọng điểm, trọng điểm là Tô Tôn ra tay phía dưới, trực tiếp quét ngang Nam Thanh, mà này Nam Thanh ca, ca gọi là Nam Hồng, là nhất đao cung ba ngàn vạn đệ tử bên trong, bài danh đệ nhị tuyệt cường người, cũng là nhất đao cung cung chủ thân truyền đệ tử. Nam Thanh không địch lại, Nam Hồng tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn xem đệ đệ lọt vào công kích, hắn ra tay rồi. Thực lực của hắn là Long Thần Cảnh Đỉnh Phong, mà theo lúc đều có thể đột phá, nhưng xuất thủ của hắn, một dạng là bị Tô Tôn cho nghiền ép, sau này, Tô Tôn muốn đem hắn phế bỏ, này Nam Hồng dưới sự phẫn nộ, lại trực tiếp bắt đầu đột phá. Đột phá? Ngươi nói hắn đột phá? cái kia trước đó tại nhất đao cung nơi đó xuất hiện tam thập tam thiên long hoàng kiếp, nên không lại. Liền là hắn A. Đột phá thành công không? Nghe đến đó, những vân gia tử đệ đó này mới hứng thú. Dĩ nhiên thành công, không thành công có thể dẫn tới tam thập tam thiên long hoàng kiếp. Vân Hải liếc mắt, chợt hừ lạnh nói. Hắn đột phá thời điểm, Tô Tôn muốn động thủ với hắn, bất quá nhất đao cung đại đệ tử rời núi, người này là ai các ngươi cũng biết nói, đúng là toàn bộ nhất đao cung các đệ tử bên trong, một cái duy nhất long hoàng cảnh cường giả, Ninh Nhất Hải. Lần này tình báo then chốt chính là ở đây. Vân Hải hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra rung động. Ninh Nhất Hải chính là Long Hoàng cảnh, lại ít nhất 300 năm trước liền đã đạt đến Long Hoàng cảnh, thế nhưng. Thế nhưng tại Tô Tôn trong tay, hắn đồng dạng là bị nghiền ép. Cái gì? Tô Tôn nghiền ép Long Hoàng cảnh? Vân Hải, cơm có khả năng ăn bậy, lời không thể nói lung tung a. À. Cái kia mười mấy tên vân gia tử đệ tất cả đều sững sờ, nhớ tới vừa rồi cái kia áo trắng thân ảnh gầy gò, không khỏi có chút run rẩy. Này chính là ta gấp gáp như vậy nguyên nhân. Vân Hải nói. Tô Tôn Tu Vi tuy nói còn tại Long Thần Cảnh, nhưng thực lực chân chính của hắn, đã có thể nghiền ép không có mở ra Hoàng Vực Long Thần Cảnh sơ kỳ, như thế tin tức chẳng mấy chốc sẽ truyền đi, ta vân gia ở gần nhất, nhất định phải cái thứ nhất biết. Dù sao tại cái kia trên quảng trường phát sinh sự tình, các ngươi cũng đều nghe nói một thoáng, cần phải cùng Tô Tôn tạo mối quan hệ mới đúng a. À? Vậy ngươi tranh thủ thời gian đi vào đi. Đừng vội, kết quả cuối cùng thế nào? Cái kia Nam Thanh cùng Nam Hồng như thế nào? Thấy Vân Hải lại muốn đi, có người lôi kéo hắn hỏi. Hai người kém chút bị Tô Tôn phế bỏ, cuối cùng vẫn là nhất đao cung sáu vị Long Hoàng cảnh ra mặt biện hộ cho, Tô Tôn mới thả bọn hắn. Vân Hải nói, đừng hỏi nữa. Có Vân gia tử để cau mày nói. Vân Hải, ngươi tiến nhanh đi đem việc này bẩm báo cấp gia chủ, tại ngươi hồi trở lại trước khi đến, Tô Tôn đã tới. Tô Tôn. Tới. Vân Hải sững sờ, rầm một tiếng nuốt ngụm nước bọt, nghĩ đến lúc này Tô Hàng khả năng đã cùng gia chủ ngồi cùng một chỗ, liền nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nắm bọn gia hỏa này ăn. Tô Hàng thực lực mạnh yếu, quyết định Vân gia đối đãi thái độ của hắn, việc này đám người lòng dạ biết rõ, như bởi vì chính mình tại đây bên trong khoe khoang nói khoác, mà nhường Vân gia đắc tội Tô Hàng, vậy mình nhưng chính là tội nhân a, à, các ngươi đám hỗn đảng kia. Vân Hải đè ép thanh âm, gầm nhẹ nói: "Nếu là bởi vì việc này, lão tử không may, các ngươi cũng đừng hồng tốt hơn." Thoại âm rơi xuống, hắn dùng tốc độ nhanh nhất vọt vào vân gia cửa chính. Mà những vân gia tử đệ đó thì là hai mặt nhìn nhau, riêng phần mình sờ lên mũi, đều có chút xấu hổ. Cái này không thể cách chúng ta đi. Là chính hắn tại đây thảo luận. Cút sang một bên, còn không phải ngươi nhất định phải lôi kéo người ta vân hải nói. Đừng nói bậy, liền ta kéo. Các ngươi liền không có ngăn đón hắn. Được rồi, tất cả tâm miệng. Có người quát. Hy vọng không cần kéo dài để lỡ chính sự mới là may nhờ mây thanh đại ca có dự kiến trước trước đêm tô tôn dẫn tới đón khách sảnh giờ phút này hẳn là còn không thể cùng gia chủ chạm mặt mới đúng cầu vốt chín chấm một không ở cuối chương chương một nghìn không trăm năm mươi gặp lại vân thiên thiên nguồn mê truyện audio chấm com vân gia đón khách sảnh tô hàng ngồi ở phía dưới thứ một cái chỗ ngồi bên trên lại tại hắn phía trên liền là chủ vị cũng liền là gia chủ chỗ ngồi thấy rõ vân gia thái độ đối với hắn cũng không tệ lắm mà tại bốn phía còn có tiếp cận 10 người ngồi, đều giữa lẫn nhau cùng Tô Hàng cười cười nói nói, hiển nhiên là đến bồi khách. Tô Hàng không nói nhiều, nhưng cũng xem như khách khí, đối đám người đáp lại ý cười, thỉnh thoảng gật đầu. Bất quá, tất cả những thứ này đều là mặt ngoài thôi. Đối Tô Hàng tới nói, tự nhiên ngày trên quảng trường phát sinh mọi chuyện, vân gia cách làm, đã triệt để làm hắn thất vọng đau khổ, bây giờ này chút khách sáo, cũng là có vẻ hơi dối trá. Tô Tôn Đại Nạn không chết, tại cái kia yêu tiên thánh vực bên trong, hẳn là thu được cực lớn tạo hóa A có một người đàn ông tuổi trung niên thăm dò tính mở miệng giống như là tùy ý hỏi thăm người này là vân gia một tên khách khanh trưởng lão không có vân gia huyết mạch chính là vân gia mời mời tới tu vi long thần cảnh đỉnh phong cũng tính một vị cường giả thu hoạch có một chút tạo hóa không tính là tô hàng tùy ý nói nghe nói tô tôn trở về về sau lại là gây dựng ba đại quân đoàn vẹn vẹn từ nơi này ba đại quân đoàn tên đến xem liền nhất định là cực mạnh a à. lại có một người mở miệng là một lão giả nói chuyện thời điểm thân bên trên khí tức phát ra cũng là long thần cảnh đỉnh phong. Khí tức của bọn hắn, đều không có tận lực thu lại, bất quá cũng không phải là cố ý tại diễu võ dương oai, mà là tại nói cho tô hàng, chúng ta đều là long thần cảnh, gia chủ để cho chúng ta đến bồi khách, vẫn là hết sức để ý ngươi. Đối với cái này, tô hàng tự nhiên là hiểu rõ, bất quá hắn không quan tâm. Dù cho trước mặt những người này đều là long hoàng cảnh, hắn cũng không quan tâm. Đúng, Phượng Hoàng Tông ngũ đại thần vệ đoàn này đã cực kỳ cường hãn, mỗi một tên thần vệ đoàn đều đủ để bù đắp được một cái tông môn bây giờ lại là sáng lập ba đại quân đoàn phượng hoàng tông thực lực tất nhiên sẽ tăng lên dữ dội chúng ta cũng là muốn sớm chúc mừng tô tôn chỉ sợ không dùng bao lâu thời gian phượng hoàng tông liền có thể ổn thỏa nhất lưu tông môn thậm chí có thể nhìn trọng siêu cấp tông môn đều nói không chừng lại là một người mở miệng lời nói ở giữa có chút nịnh nọt chi ý bất quá hắn tự nhiên không phải chân chính nịnh nọt chẳng qua là tại cất nhắc tô hàng thôi vân gia cùng tô hàng ở giữa ngăn cách bọn hắn tầng thứ này nhân vật đều lòng dạ biết rõ, vân gia thậm chí vì thế mở qua hội nghị, nghĩ đến như thế nào đền bù tô hàng. Bọn hắn lên tiếng như vậy, tự nhiên là muốn kéo gần cùng tô hàng quan hệ trong đó. Chư vị suy nghĩ nhiều. Tô hàng lắc đầu cười một tiếng. Luận đệ tử số lượng, Phượng Hoàng Tông cùng nhất lưu tông môn kém chi quá xa, tô mổ chưa bao giờ cảm thấy Phượng Hoàng Tông là nhất lưu tông môn, liền như là bên ngoài truyền lại như vậy, phượng hoàng tông cái này nhất lưu tông môn tên tuổi chẳng qua là nhất đao cung thân phong thôi theo bất luận cái gì phương diện tới nói phượng hoàng tông đều là thẻ không lên nhất lưu tông môn ngưỡng cửa này cũng không thể nói như vậy cái kia khách khanh trưởng lão nói phượng hoàng tông thực lực tất cả mọi người là hiểu rõ đệ tử số lượng tuy ít nhưng chất lượng lại là cực cao tô tôn vẫn là không cần tự coi nhẹ mình nghe vậy tô hàng cười cười không có trả lời thời gian kế tiếp tất cả mọi người là một thoại hoa thoại trong câu chữ đều lộ ra đối với tô hàng nịnh nọt cùng nịnh nọt chỉ thiếu chút nữa nói cho tô hàng ta vân gia là muốn cùng ngươi tạo mối quan hệ ha 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 tô tôn đến lại không cho ta biết các loại chưa từng sớm nên đón mong rằng tô tôn chớ có lãnh đạm mới đúng a à. đúng lúc này cười to một tiếng bỗng nhiên theo nghênh bên ngoài phòng khách mặt truyền đến tất cả mọi người là quay đầu nhìn lại nhìn thấy hai bóng người đang từ bên ngoài đi tới một nam một nữ năm là một lão giả lời mới rồi liền là từ trong miệng hắn truyền đến đến mức nữ tử theo thấy Tô Hàng một khắc này, nữ tử này ánh mắt liền chưa từng dời qua. Mà Tô Hàng cùng đối mặt, nhìn đối phương đôi mắt đẹp trong đó lấp lánh một màn kia lợi quan, cũng là thở dài trong lòng âm thanh, nhẹ nhàng gật đầu. Nữ tử này, dĩ nhiên chính là Vân Thiên Thiên. Vân Thiên Thiên cùng Tô Hàng ở giữa, giống là bằng hữu, nhưng theo tông môn thi đấu, Vân Thiên Thiên nhận Vân Thông Thông cùng Tống Minh Thư đám người hãm hại, kém chút tử vong, lại bị Tô Hàng cứu được, lại tỉnh lại về sau, Vân Thiên Thiên đối với Tô Hàng đối đãi tự hồ đã theo bằng hữu, phát triển thành một loại khác thái độ đối với cái này, Tô Hàng cũng không biết. Đây là Vân Thiên Thiên sau khi tỉnh lại, hai người lần thứ nhất gặp mặt. Tô Tông chủ gần đây được chứ? Thấy Tô Hàng con mắt vẫn luôn đang nhìn Vân Thiên Thiên, lão giả kia đôi mắt sáng lên, lớn tiếng cười nói. Người này, Tô Hàng cũng nhận biết, đúng là lúc trước Vân Gia tham gia tông môn thi đấu, dẫn đầu Vân Gia tử đệ tiến đến người Long hoàn cảnh cường giả, Vân Thành Vũ. Vẫn được. Nhìn về phía Vân Thành Vũ thời điểm, Tô Hàng nụ cười thu hồi, khẽ gật đầu, thái độ của hắn nhưng bốn phía người đều là sững sờ mà vân thành vũ dường như không thấy gì cả vừa lớn tiếng cười nói xem tô tông chủ sắc mặt hẳn là qua cũng không tệ lắm từ tô tông chủ trở về về sau liên quan tới ngươi tin tức liên quan tới phượng hoàng tông thế nhưng là một đạo tiếp lấy một đạo bây giờ tô tông chủ tại long võ đại lục bên trên lực ảnh hưởng cái kia thật là là không tầm thường a à. bị ngươi cất nhắc thôi tô hàn thản nhiên nói nói chuyện thời điểm vân thành vũ cùng vân thiên thiên cũng đã tiến nhập đón khách sảnh Vân Thành Vũ ngồi ở tô hàng đối diện, mà Vân Thiên Thiên thì là đứng tại cửa ra vào, có chút câu nệ, không biết nên như thế nào. Tới, ngồi bên cạnh ta. Tô hàng hướng Vân Thiên Thiên vẫy vẫy tay, lộ ra mỉm cười. Vân Thiên Thiên sững sờ, chật mím môi một cái, nhẹ nhàng nâng bước, đi tới tô hàng bên cạnh ngồi xuống. Thương thế tốt rồi hả? Tô hàng cười hỏi. Tốt. Vân Thiên Thiên có chút không dám cùng tô hàng đối mặt, một đôi trắng nõn đầu ngón tay nhẹ nhàng xoa nắng lấy, tự hồ có chút khẩn trương ngươi thay đổi. Tô Hàng cười nói. Ta biết Vân Thiên Thiên, gọi là một cái ngang ngược bá đạo, cũng không phải như ngươi như vậy, tiểu gia Bích Ngọc, liền lời cũng không dám nói. Nghe thấy lời ấy, Vân Thiên Thiên sững sờ, chợt bỗng nhiên ngẩng đầu, hắn trong mắt nước mắt, rốt cục cũng không dừng được nữa chảy xuống. Tô Hàng, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Nàng nức nở, nói ra cái kia cho tới nay, đều nghĩ nói một câu nói. Đi. Tô Hàng cười một tiếng, vươn tay ra, không coi ai ra gì lau đi vân thiên thiên xinh đẹp nước mắt trên mặt, nói. Khóc cái gì, có gì phải khóc, ngươi như lại như vậy, ta cũng không dám ngồi ở chỗ này. Đừng. Vân thiên thiên liền vội vàng nắm được tô hàng tay, dường như sợ tô hàng cứ thế mà đi. Mềm mại nhiệt độ từ tay bên trên truyền đến, tô hàng lại là thở dài âm thanh, không tiếp tục mở miệng. Vân thiên thiên theo như lời thật xin lỗi, tô hàng tự nhiên biết là có ý gì. Nàng không hề có lỗi với tô hàng, chân chính có lỗi với tô hàng, là vân gia. Vân thiên thiên, là tại thay Vân Gia, cùng Tô Hàng xin lỗi. Từ khi biết được chuyện này về sau, Vân Thiên Thiên ngày không thể ngủ, đêm không an giấc, nàng là một cái nhớ ân người, biết Tô Hàng giúp Vân Gia nhiều ít, có thể kết quả là, Vân Gia này lớn như vậy gia tộc. Có thể xưng vong ân phụ nghĩa. Cầu vốt 9.10 ở cuối chương. Chương 1051. 300 Linh Thạch. Nguồn. Mê truyện audio.com Vân Gia vong ân phụ nghĩa, có thể cùng Vân Thiên Thiên hoàn toàn không có quan hệ, Tô Hàng đối Vân Thiên Thiên ấn tượng vẫn rất tốt, không lại bởi vậy liên lụy đến trên người của nàng. Vân Thông thông sự tình, xử lý như thế nào? Tô Hàng tùy ý hỏi. Còn không có xử lý. Vân Thiên Thiên trả lời. Tô Hàng liền nhướng mày. Còn không có xử lý. Ừm. Vân Thiên Thiên gật đầu. Gia tộc đã đem sự tình điều tra rõ ràng, Vân Thông Thông cũng đã cùng gia tộc triệt để không nể mặt mũi, nhưng nàng đã đến Tống Gia, Tống Gia lại là thập tam gia tộc một trong, có Tống Minh Thư tại, một lòng đều phải che chở nàng, như thật muốn động thủ, vậy liền khẳng định phải cùng Tống Gia khai chiến, cho nên tạm thời còn không có xử lý. Ha ha, này cũng có chút buồn cười. Tô Hàng cười lạnh tiếng. Bất quá Vân Thành Vũ cùng với khác mặt người sắc đều hơi hơi biến hóa một thoáng, bọn hắn có thể nghe ra Tô Hàng lời nói trong đó cái kia mỉa mai ý vị. Cũng không trách Tô Hàng mỉa mai, Vân Thiên Thiên chính là Vân Thiên Lâm con gái ruột, đều kém chút chết tại Tống Minh Thư cùng Vân Thông Thông trong tay, nhưng bởi vì e ngại cùng Tống Gia khai chiến, mà không dám gây sự với Vân Thông Thông, Vân Thông Thông thì cũng thôi đi, có lẽ Vân Thiên Lâm nhớ tới nàng một dạng là nữ nhi ruột thịt của mình, không bỏ được đối nàng động thủ, nhưng Tống Minh Thư tính là thứ gì? Được rồi, này là chuyện của chính các ngươi, không nên ta quản. Tô Hàng phất phất tay, chợt lại nói. Nghe nói Thánh Linh Điện phương thức trị liệu tuy nói kinh người, nhưng Thánh Linh Điện khống chế dục cũng là cực kỳ cường đại, bọn hắn không có ở trên thân thể ngươi động tay chân gì à? Không có. Vân Thiên Thiên lắc đầu, phụ thân cho bọn hắn 100 triệu linh thạch, xem như cứu thù lao của ta. Tô Hàng nhẹ gật đầu, 100 triệu linh thạch, đối với Thánh Linh Điện tới nói có lẽ không tính là gì, nhưng vẹn vẹn cứu được Vân Thiên Thiên một tên mà thôi, Thánh Linh Điện lại không trả giá bao lớn đại giới, 100 triệu linh thạch, hoàn toàn chính xác hoàn lại. Mắt thấy Tô Hàng cùng Vân Thiên Thiên trò chuyện với nhau thật vui, những người khác là hai mặt nhìn nhau, bọn hắn là đến bồi khách, giờ phút này đảo là trở thành nền. Đương nhiên, bọn hắn cũng là vẫn luôn đang quan sát Tô Hàng, từ nhìn thấy Tô Hàng một khắc này, bọn hắn luôn luôn cảm thấy, Tô Hàng tự hồ cùng lúc trước có chút không giống, đến cùng là nơi nào không giống nhau, bọn hắn cũng nói không nên lời. Giống như là khí chất, vẫn là tự tin. Nếu là đặt ở dĩ vãng, dù cho tô hàng giờ phút này đối vân gia không có hảo cảm gì, cũng sẽ không như vậy rõ ràng, nhất là đối mặt vân thành vũ vị này long hoàn cảnh, hắn không nói cung kính, ít nhất cũng cần phải khách khí mới là. Nhưng bây giờ, tô hàng nơi nào có khách khí bộ dáng? Khủ khủ. Vân Thành Vũ bỗng nhiên ho nhẹ một tiếng, cắt ngang Tô Hàng cùng Vân Thiên Thiên nói chuyện với nhau. Theo Mây Thanh nói, Tô Tông Chủ muốn gặp gia chủ, chẳng lẽ Tô Tông Chủ hôm nay đến đây là có chuyện quan trọng cùng gia chủ thương lượng? Không tính muốn sự tình, cũng không cần nhất định phải cùng nhà các ngươi chủ nói, nói với các ngươi cũng được. Tô Hàng Lường Vân Thành Vũ liếc mắt, thản nhiên nói. Hôm nay đến đây, chủ yếu là vì nhìn một chút thiên thiên, nàng không có việc gì ta cũng yên lòng. Nghe vậy, Vân Thành Vũ liền cười nói. Tô Tông Chủ yên tâm chính là, thiên thiên chính là ta vân gia thiếu gia chủ, càng là ta vân gia bảo bối chúng ta đương nhiên sẽ không để cho nàng xảy ra chuyện ngươi chắc chắn chứ tô hàn bỗng nhiên nói vân thành vũ không khỏi sững sờ liền nói ngay đây là tự nhiên vậy thì tốt tô hàn gật đầu vừa nhìn về phía vân thiên thiên ngươi như nguyện ý có thể theo ta đi tới phượng hoàng tông vân thông thông sự tình ta tới giúp ngươi giải quyết vân thiên thiên đôi mắt liền trận to không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tô hàn nàng không rõ tô hàn vì sao phải làm như vậy bởi vì hữu nghị. Vẫn là. Đối với mình có ý tưởng. Lấy nàng đối Tô Hàng hiểu rõ, cái sau cũng không phải là đồ háo sắc, cả hai tiếp xúc thời gian lâu như vậy, Tô Hàng cũng chưa từng đối với mình từng có điểm cử động, hiển nhiên không thể nào là đối với mình có ý tưởng. Đây là vì sao? Nàng nghi hoặc, Tô Hàng lại cũng không giải thích. Mà Vân Thành Vũ liền nói. Đây là ta Vân Gia Gia Chủ, Tô Tông Chủ vẫn là không cần quan tâm, cái kia vân thông thông cùng tống minh thư dám thiết kế hãm hại thiên thiên việc này ta vân gia sẽ không từ bỏ ý đồ cảm ơn ngươi vân thiên thiên thấp giọng nói ngươi cùng ta ở giữa không cần như thế khách sáo tô hàng dứt lời nhìn về phía vân thành vũ nói chuyện thứ hai đi tô tông chủ mời nói vân thành vũ cười nói tô hàng trầm ngâm một lát nói tông môn thi đấu thời điểm vân gia dùng 300 miếng thánh nhân xương đầu tại cái kia ải thứ nhất trong đó bài danh thứ ba đến mức này 300 miếng thánh nhân xương đầu từ đâu mà đến, nghĩ đến tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Nghe vậy, Vân Thành Vũ liền nhíu mày, những người khác cũng lộ ra nghi hoặc, không biết Tô Hàng là có ý gì. Một cái thánh nhân xương đầu, một cái hạ phẩm linh thạch, 300 miếng, hết thảy 300 hạ phẩm linh thạch. Tô Hàng nói, Vân Thành Vũ vẻ mặt đột biến, sắc mặt của những người khác cũng là khó nhìn lên. Một cái thánh nhân xương đầu, một cái hạ phẩm linh thạch. 300 miếng thánh nhân xương đầu, 300 hạ phẩm linh thạch. Không quan trọng 300 miếng hạ phẩm linh thạch, đối tô hàng tới nói, đáng là gì? Đừng nói là 300 miếng, liền là 30 tỷ hạ phẩm linh thạch, tô hàng cũng sẽ không nháy một thoáng con mắt. Tô hàng cỡ nào có tiền, tất cả mọi người là cực kỳ rõ ràng, nhưng vì sao, tô hàng còn sẽ đích thân tới vân gia, muốn này 300 miếng linh thạch. Mà lại, 300 miếng thánh nhân xương đầu, thật cũng chỉ giá trị 300 miếng hạ phẩm linh thạch sao? Tô tông chủ đây là ý gì? Vân thành vũ châu mày mà một bên Vân Thiên Thiên thì là nắm thật chặt nắm đấm, sắc mặt lộ ra khẩn trương. Toàn bộ đón khách sảnh bên trong, bầu không khí một mảnh đè nén, đều đang đợi lấy Tô Hàng trả lời. Mà tại đây loại đè nén bên trong, Tô Hàng thanh âm, chậm rãi vang lên. Tô Mộ có ý tứ gì, nghĩ đến chư vị ngồi ở đây đều hiểu, có chút lời khó nghe, ta liền không nói. Tô Hàng nói tiếp. Như bên ta mới nói, 300 miếng hạ phẩm linh thạch, lấy ra, Tô Mộ lập tức đi ngay. Nghe thấy lời ấy, Vân Thành Vũ vẻ mặt triệt để thay đổi, Tô Hàng có ý tứ gì, bọn hắn há có thể không rõ. Đây là muốn triệt để cùng vân gia phủi sạch quan hệ A, à, tại thời khắc này, bọn hắn xem như thật sâu cảm nhận được, Tô Hàng đến cỡ nào mang thù. Lời khó nghe, Tô Hàng không nói, đó là không muốn cùng vân gia vạch mặt, vân thành vũ bọn người không phải người ngu, hiển nhiên hiểu rõ việc này. Vân gia sở dĩ nhường vân thành vũ tới này bên trong bồi Tô Hàng, liền là muốn nói cho Tô Hàng, chuyện ngày đó, bọn hắn cũng cực kỳ hối hận, mong muốn đền bù. Tô Hàng không có khả năng không biết, nhưng hắn căn bản là xem như không biết, thấy rõ ngày đó Vân Thành Vũ cái kia giống như xem diễn cách làm, đến cỡ nào lệnh tô hàng trái tim băng giá. Hô! Vân Thành Vũ hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói. Tô Hàng, người cho Vân Gia Thánh Nhân xương đầu, nhưng Vân Gia có tư cách tham gia tông môn thi đấu cửa thứ hai, cũng cho Vân Gia tiến vào ưu tiên thánh vực cơ hội, càng là theo Vân Thông Thông cùng Tống Minh Thư trong tay, đem thiên thiên cứu ra. Nhưng tại ngươi bị vây giết thời điểm, Lão Phu lại chẳng quan tâm. Chuyện ngày đó, là Lão Phu sai, Lão Phu nhất định phải thừa nhận, thế nhưng thế nhưng lão phu cũng cực kỳ hối hận, gia tộc càng là tổ chức hội nghị, nên như thế nào đền bù ngươi? Ta vân gia không phải vong ân phụ nghĩa gia tộc, điểm này, hy vọng ngươi có thể minh bạch. Cầu vốt 9.10 ở cuối chương. Chương 1052. Ta chờ ngươi. Nguồn. Mê truyện audio com Đền bù sao? Tô Hàng cười cười, lắc đầu nói. Nếu ta giờ phút này đã chết, ngươi vân gia, còn hội đang nghĩ nên như thế nào đền bù ta sao? Vân Thành Vũ hơi ngưng lại, không cách nào trả lời. Đúng vậy a, à, như Tô Hàng giờ phút này đã chết, mà không phải như vậy trở về, Vân Gia còn sẽ nghĩ đến đền bù Tô Hàng sao? Vân Gia đích thật là tổ chức gia tộc hội nghị, mong muốn đền bù Tô Hàng không giả, nhưng tất cả những thứ này đều là tại Tô Hàng còn sống tin tức truyền sau khi trở về. Ngày đó Tô Hàng bị vây giết, Vân Thành Vũ cùng Vân Gia liền đứng ở nơi đó xem kịch, thậm chí có một tên Vân Gia tử đệ từng mở miệng, mong muốn nhường Vân Thành Vũ ra tay, trợ giúp Tô Hàng, nhưng đều bị Vân Thành Vũ ngôn từ cự tuyệt. Sau này, Tô Hàng tử vong tin tức truyền ra, Vân gia không phải không biết, cái kia Vân Thiên Lâm cũng không phải không biết. Nhưng bọn hắn làm cái gì? Vân Thiên Lâm vẻn vẹn bởi vì Vân Thông Thông cùng Tống Minh thư vây công Vân Thiên Thiên mà chấn nộ, căn bản là chưa từng đề cập qua Tô Hàng một chữ. Cho dù là sau này nổi giận, sau này quát lớn Vân Thành Vũ, cũng giống vậy là tại Tô Hàng còn sống tin tức sau khi truyền ra. Như Tô Hàng chết rồi, không có bất kỳ người nào hội hoài nghi, việc này nhất định sẽ như thế đi qua, Vân gia chỉ coi việc này chưa từng xảy ra cái gọi là đền bù, đơn giản liền là tại đánh trắm. Bây giờ muốn đền bù. Vì sao muốn đền bù? Là bởi vì còn muốn cùng Tô Hàng rút ngắn quan hệ. Hay là bởi vì e ngại Tô Hàng tìm vân gia phiền phức. Cả hai đều có. Tô Hàng tư chất mạnh, đơn giản nghịch thiên, đừng nói cái gì vân gia làm thập tam gia tộc một trong, nội tình mạnh mẽ, căn bản cũng không sợ Tô Hàng, không sợ Phượng Hoàng Tông. Trò cười, liền liền năm đại siêu cấp tông môn, đều bởi vì kiên kỵ Tô Hàng thiên tư, kiên kỵ Phượng Hoàng Tông phát triển tốc độ, từ đó phong tỏa hơn phân nửa trung vực, xuất động tiếp cận 20 vị Long Hoàng cảnh tới vây giết Tô Hàng, cuối cùng liền hoàng tổ loại kia siêu cấp kinh khủng cường giả đều ra mặt, này chẳng lẽ không phải kiên kỵ. Liền năm đại siêu cấp tông môn đều kiên kỵ, chớ nói chi là không quan trọng một cái vân gia. Tô Hàng trở về về sau, tuyên bố tổ kiến ba đại quân đoàn, chiêu thu đệ tử, nhằm vào những cái kia có can đảm thu lưu phượng hoàng tông phản đồ nhóm thế lực hết thảy tin tức, đủ để nhìn ra, Tô Hàng thực lực khẳng định là lại có chỗ tăng cường mà phượng hoàng tông thực lực tổng hợp cũng sẽ ở hắn trở về về sau, cấp tốc tăng lên dữ dội. Thẳng cho tới thời khắc thế này, Vân Gia mới đến nói chuyện gì đền bù, nói chuyện gì hối hận, đây không phải đánh rắm là cái gì. Muôn. Tô Hàng. Vân Thiên Thiên hiển nhiên là không muốn để cho Tô Hàng cùng Vân Gia vạch mặt, dù sao nàng là Vân Gia thiếu tộc trưởng, cùng Tô Hàng quan hệ lại là vô cùng tốt. Bất quá, còn không có đợi nàng mở miệng, liền bị Tô Hàng cho phất tay cắt ngang. Tô Hàng nhìn xem Vân Thành Vũ, nói. Tất cả mọi người là người trưởng thành, thêm lời thừa thải, cũng không cần nói. Tô mổ bất tài, không có tư cách cùng vân gia nhờ và chút quan hệ, nhưng bởi vì có vân thiên thiên tồn tại, cũng không muốn cùng vân gia ở giữa phát sinh thù oán gì. Vẫn là câu nói kia, 300 miếng hạ phẩm linh thạch, tô mổ không coi là giúp không vân gia. Vân thành vũ sắc mặt khó coi muốn mạng, những người khác thì đều là ngậm miệng, không nói lời nào. 300 miếng hạ phẩm linh thạch, vân gia không thiếu, liền là một vạn cái, 10 vạn cái 300 miếng, vân gia một dạng không thiếu nhưng hắn làm sao có thể đem này 300 miếng hạ phẩm linh thạch cho Tô Hàng. Việc này truyền sau khi ra ngoài, vân gia tuyệt đối sẽ cổng lên bêu danh, rơi vào một cái vong ân phụ nghĩa tên tuổi. Tô Tông chủ lại chờ một lát một lát, việc này cần gia chủ quyết định. Vân Thành Vũ dứt lời, liền muốn rời khỏi đón khách sảnh. Không cần. Tô Hàng nói thẳng. Tô Mổ đi vào vân gia thời gian dài như vậy, cũng không có thấy vân gia chủ hiện thân, nghĩ đến hẳn là thật đang bế quan, Tô Mổ sớm chúc mừng. Hy vọng vân gia chủ năng đủ đột phá thành công, tu vi lên một tầng nữa, bất quá không quan trọng 300 miếng linh thạch, nghĩ đến ở đây chư vị còn có thể quyết định. Nghe vậy, Vân Thành Vũ vẻ mặt càng thêm khó coi. Đây là 300 miếng vấn đề linh thạch sao? Như vẻn vẹn giữa lẫn nhau mua sắm vật phẩm, 300 miếng linh thạch, bọn họ đích xác là con mắt đều sẽ không nháy một thoáng. Có thế hôm nay này 300 miếng linh thạch, đại biểu là Vân Gia Thanh Danh, đại biểu là Vân Gia cùng Tô Hàng quan hệ trong đó. Tô Hàng nói gần nói xa, không một không còn lộ ra mỉa mai, hoàn toàn liền là tại nói cho Vân Thành Vũ đám người, ta tới thời gian dài như vậy, cũng không có thấy Vân Thiên Lâm hiện thân, hiển nhiên hắn là không có đem ta để ở trong mắt. Ta Tô Hàng cũng không phải cái gì tên ăn mày, không cần đến không phải cùng ngươi Vân Gia trèo lên quan hệ thế nào, đại lộ triều kiến, cắt đi một bên đúng đấy. 300 miếng hạ phẩm linh thạch là ta xem ở Vân Thiên Thiên trên mặt mũi, ta cho các ngươi một phút cân nhắc, sau một phút, cũng không phải là 300 linh thạch đơn giản như vậy. Tô Hàng lại nói, này loại trần trụi uy hiếp, nhưng vân thành vũ bọn người là sầm mặt lại mọi người tại đây bên trong tự nhiên là có không quen nhìn tô hàng tại loại người này trong mắt tô hàng tuy mạnh nhưng trêu chọc nhiều như vậy thế lực nói không chừng thế nào chăng trời đánh chết cũng không biết dựa vào cái gì phách lối như vậy mà vân gia làm thập tam gia tộc một trong có vạn bảo các chống đỡ lại vì sao không phải cùng tô hàng trèo quan hệ thế nào đến cùng vì sao có lẽ chỉ có vân thành vũ biết bởi vì ngay tại trước khi hắn tới vân hải mới đưa tô hàng nghiền ép ninh nhất hải tin tức truyền trở về hắn đã không phải là long thần cảnh đơn giản như vậy, bây giờ Tô Hàng, liền liền Long Hoàng, đều không thể nói với hắn dết liền giết. Vân Thành Vũ không nói lời nào, Tô Hàng cũng không mở miệng, những người khác tự nhiên là không thể nói thêm cái gì, toàn bộ đón khách sảnh lần nữa trầm mặt xuống. Bầu không khí ngột ngạt bên trong, thời gian từng điểm từng điểm đi qua. Được. Cũng không biết một phút đồng hồ có hay không vượt qua, tóm lại, Vân Thành Vũ mở miệng, đáp ứng Tô Hàng, hắn nói ra. 300 miếng hạ phẩm linh thạch, có chút ít, một cái thánh nhân xương đầu, một trăm triệu hạ phẩm linh thạch ba trăm miếng hết thảy ba mươi tỷ như thế nào không cần liền ba trăm tô hàn thản nhiên nói vậy được rồi vân thành vũ rốt cục gật đầu cho tô Hàng ba trăm miếng hạ phẩm linh thạch cáo từ tô Hàng trực tiếp đứng dậy bước chân bước ra đón khách sảnh một khắc này lại là có chút dừng lại quay đầu nhìn về phía vân thiên thiên lộ ra nụ cười vân gia là vân gia ngươi là ngươi ngươi nhớ kỹ như thật có một ngày ngươi không có chỗ có thể đi liền đến phượng hoàng tông ta chờ ngươi. Vân Thiên Thiên thân thể rung lên, hăng hái gật đầu. Nàng nhìn như là Vân Gia thiếu gia chủ, nhưng Vân Thông Thông sự tình sau khi phát sinh, nàng tại Vân Gia trong đó bị ủy khuất, thật sự là rất rất nhiều. Tô Hàng rời đi về sau, Vân Thiên Thiên cũng đứng dậy, rời đi đại điện. Thấy Vân Thiên Thiên đi, cái kia trước đó đối Tô Hàng cực kỳ khách khí khách khanh trưởng lão liền cao mày nói. Người này không khỏi quá mức phách lối, ta Vân Gia muốn cùng hắn giao hảo, đó là coi trọng hắn, thật đúng là đem mình làm rễ hành, không có hắn, chẳng lẽ ta vân gia còn có thể không vận chuyển? Đơn giản hài hước. Im miệng. Vân Thành Vũ vẻ mặt lạnh lẽo, tầm mắt quét qua đại điện, toàn tức nói. Các ngươi nghe kỹ cho ta, từ nay về sau, nhìn thấy Tô Hàng, nhất định phải cung cung kính kính, như ai dám treo chọc, lão phu một trưởng vỗ chết hắn. PS Đại gia mắng ta, ta tiếp nhận, cũng không nên oan uổng ta được không? Ta mỗi ngày hai canh, lúc nào một canh? Cầu vốt 9.10 ở cuối chương. Chương 1053. Danh tiếng còn chưa đủ lớn a, à, nguồn: Mê truyện audio. Com. Từ đầu tới đuôi, tô hàng cũng không từng thấy đến vân thiên lâm, mà vân thiên lâm cũng vẫn luôn chưa từng hiện thân. Cái gọi là bế quan, tô hàng căn bản cũng không tin, nhưng tô hàng cũng biết nói, vân thiên lâm cũng không phải cảm thấy tô hàng còn chưa có tư cách thấy mình, mà là vân thiên lâm cái này vân gia gia chủ, căn bản là không có mặt thấy tô hàng. Bất quá mặc kệ đến cùng vì sao, đều đã không trọng yếu. Tô hàng đã triệt để cùng vân gia rủ sạch quan hệ, hắn sau khi trở về, liền sẽ thu hồi vạn bảo các tại viễn sơn huyện nơi đó nắm giữ truyền tống trận quyền khống chế, mặc dù điểm ấy lợi ích đối vạn bảo các tới nói có lẽ không nhiều, có thể Tô Hàng cũng sẽ không vô ích đưa cho bọn họ. Từ vân gia rời đi về sau, Tô Hàng liền đi đến hạ một cái mục đích, Thánh Linh Điện. Thánh Linh Điện ở vào vân gia Tây Nam phương hướng, vị trí cũng xem như tại trung vực bên trong, bất quá đã cực kỳ xa xôi, đều tiếp cận Nam Hải hoàn cảnh. Trung hợp, Tô Hàng như ý in lên mặt, ở nơi đó liền có một cái cứ điểm, kể từ đó, tự nhiên là tiết kiệm thời gian dài. Này cứ điểm khoảng cách Thánh Linh Điện Sơn Môn ước chừng khoảng cách ba vạn dặm, không biết lúc trước này như ý ấn chủ nhân đến này là vì làm cái gì, lại vì sao muốn ở chỗ này bố trí cứ điểm. Từ vòng xoáy trong đó đi ra, tô hàng hao tốn ước chừng nửa ngày, liền gặp được Thánh Linh Điện chỗ. Thánh Linh Điện, ở vào một mảnh cực lớn trong rừng rậm. Vùng rừng rậm này không thể nhìn thấy phần cuối, cho dù là đứng trên hư không mặt, đều không nhìn thấy bờ, ít nhất cũng có mấy chục vạn dặm to lớn, tại toàn bộ Long Võ Đại Lục trong rừng rậm đều được xếp hạng hào. Khu rừng rậm này gọi là yêu thú xâm lâm, cũng là cùng tên yêu thú sơn mạch có chút tương tự. Tên như ý nghĩa, yêu thú xâm lâm bên trong tự nhiên là tồn tại rất nhiều yêu thú, nơi này vốn là cùng yêu thú sơn mạch giáp giới, lại phương viên trăm trong vòng vạn dặm người ở thư thất, có rất ít người tồn tại, duy nhất một cái thế lực chính là Thánh Linh Điện. Bất quá yêu thú xâm lâm bên trong, vượt lên trước lục giai yêu thú không nhiều, siêu không ra 10 đầu, Tại Thánh Linh Điện vào ở nơi này về sau, nghe nói lại là chém giết tiếp gần một nửa, thẳng đến bây giờ, yêu thú sơn mạch bên trong, lục giai yêu thú sẽ không vượt qua số lượng một bàn tay. Thánh Linh Điện tông môn trụ sở chỗ vào trong đó, có thể nói là dễ thủ khó công, tại Thánh Linh Điện tông môn trụ sở bốn phía, có vô số yêu thú quay quanh, không biết Thánh Linh Điện dùng biện pháp gì, khiến cho này chút yêu thú sẽ không đối Thánh Linh Điện người, có thể ngoại trừ Thánh Linh Điện bên ngoài, toàn bộ long võ đại lục bên trên, chỉ có yêu ma vực đệ tử đến đây, sẽ không nhận tiến công bởi vì yêu ma vực đệ tử, bản thân liền là yêu thú. Nếu có tông môn dự định cùng Thánh Linh Điện khai chiến, theo mà tiến công tới đây thoại, đầu tiên xảy ra chiến đấu, cũng không phải Thánh Linh Điện đệ tử, mà là yêu thú xâm lâm trong đó này chút yêu thú. Tại yêu thú xâm lâm bốn phía, che kín Thánh Linh Điện đệ tử, bọn hắn ẩn giấu trong rừng rậm, một khi có tình huống như thế nào phát sinh, bọn hắn sẽ trước tiên biết được. Giờ phút này, Tô Hàng liền đứng tại yêu thú xâm lâm bên ngoài thánh linh điện ở vào yêu thú xâm lâm trung ương, khoảng cách bên ngoài còn có ước chừng khoảng cách năm vạn dặm, dùng tô hàng nhẹ nhàng tốc độ, còn cần nửa ngày mới có thể đến. Hắn đứng ở chỗ này, nhìn về phía yêu thú xâm lâm, hắn thần niệm tản ra thời điểm, có thể cảm nhận được đang có vô số khí tức trải tại bốn phía, những khí tức này, cơ hồ đều là đủ loại yêu thú. Thánh linh điện cũng là sẽ chọn địa phương, này chút yêu thú, vì bọn họ cung cấp tự nhiên bảo hộ. Tô hàng lẩm bẩm một câu, chợt thu hồi thần niệm, bước chân bước ra, tiến nhập yêu thú xâm lâm trong đó rống. Cơ hồ là tại Tô Hàng tiếng vào nháy mắt, liền lập tức có một đạo tiếng gào thét truyền ra, ngay sau đó, bốn phía khắp nơi oanh động, mặt đất trung động, bốn phía cây cối xuất hiện rung rung, hàng loạt bóng đen, theo bốn phương tám hướng quay quanh mà đến. Cái kia gào thét lên tiếng, là một đầu hổ loại yêu thú, kỳ danh Chấn Thiên Hổ, tu vi ngũ giai sơ kỳ. Đến loại tầng thứ này, đã có có chút linh trí, có lẽ là bởi vì thời gian dài tới cùng thánh linh điện phụ trợ lẫn nhau, này Chấn Thiên Hổ nhìn lại có chút phách lối dáng vẻ, xuất hiện về sau, trực tiếp lộ ra hung lệ, toàn thân khí tức phát ra, trên người có vần sáng xoay tròn, nhìn như tùy thời đều muốn xuất thủ. Cút! Tô Hàng vẻ mặt lạnh lẽo, bỗng nhiên hét to lên tiếng. Này một chữ hạ xuống, như là muôn vàng lôi minh, rơi vào bốn phía những cái kia yêu thú trong tay, chỉ cảm thấy toàn thân rung động, tu vi đều muốn như vậy tan rã. Nhất là đầu kia chấn thiên hổ, đứng mũi chịu sao, thứ bảy khiếu trực tiếp chảy ra máu tươi, hai mắt tràn ngập hoảng sợ, không còn là cao giọng gào thét, mà là lộ ra e ngại, thấp giọng nức nở lui lại thấy này chút yêu thú lui lại, Tô Hàng hừ lạnh một tiếng, chậm rãi tiến lên. Mà hắn này hừ lạnh một tiếng, lần nữa hóa thành tiếng gầm, có một ít nhất giai nhị giai yêu thú, tại đây hừ lạnh phía dưới, thân thể oanh một tiếng nổ tung, sương máu tràn ngập. Nhìn thấy một màn này, cái kia chấn thiên hổ trợ yêu thú càng thêm e ngại, cũng không dám lại dừng lại, trực tiếp tan ra bốn phía, biến mất không thấy gì nữa. Cũng đúng lúc này, một đám nhân ảnh từ đằng xa vọt tới, số lượng hết thảy khoảng 30 người, thân bên trên đều là ăn mặc thánh linh điện ngoại môn đệ tử quần áo, người cầm đầu là một tên nhìn ước chừng 30 tuổi nam tử trẻ tuổi. Khi đi tới Tô Hàng trước mặt thời điểm, này nam tử trẻ tuổi trực tiếp quát lạnh nói: "Người nào dám can đảm ở ta thánh linh điện cảnh nội can rỡ, chán sống mùi hay sao?" Hắn thấy được cái kia chấn thiên hổ bị Tô Hàng một chữ phía dưới chấn động đến thất khiếu chảy máu, cũng nhìn thấy những cái kia yêu thú bị Tô Hàng hừ lạnh một tiếng về sau, thể xác nổ tung. Cho nên, hắn biết Tô Hàng cường hãn. Nhưng biết lại như thế nào? nơi này là thánh linh điện cảnh nội hắn không tin có người dám ra tay với hắn như thật ra tay thánh linh điện trợ giúp sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến mà tô hàn đang nghe này nam tử trẻ tuổi hét to về sau hơi run run nhất là thấy đám người này trên mặt cái kia phách lối vẻ mặt tô hàn càng là nhíu nhíu mày xem ra danh tiếng của ta còn chưa đủ lớn a à? tô hàn âm thầm tự giễu cười khổ tiếng lần này đến đây trung vực vô luận muốn đi nhất đao cung thời điểm vẫn là đi vân gia thời điểm, hai phe này thế lực tử đệ đều là trong nháy mắt liền nhận ra chính mình, hắn nguyên lai tưởng rằng những người này cũng sẽ nhận biết mình, có thể hiện tại xem ra. Người ta chẳng thèm để ý a, à, giữa song phương cách khoảng cách cũng liền chừng 10 thước, đám người này đều là tu sĩ, cũng không phải mắt mù, không có khả năng thấy không rõ chính mình tướng mạo, này đã rất rõ ràng, người ta căn bản là không biết mình nha. Tra hỏi ngươi đâu? Thấy Tô Hàng không nói lời nào, nam tử trẻ tuổi kia lộ ra bất mãn, lại là hừ lạnh nói. Ta chính là thánh linh điện ngoại môn đệ tử Hà Dược đây là yêu thú xâm lâm, ta thánh linh điện cảnh nội, này chút yêu thú đều tại ta thánh linh điện quản hạt phía dưới, ngươi hẳn phải biết việc này, lại căn bản cũng không để ý, lại trực tiếp ra tay, đánh chết mấy chục con yêu thú, rắp tâm ở đâu? Ta không giết bọn nó, chờ lấy chúng nó tới giết ta. Tô Hàng hỏi ngược lại. Húng hồ, ta chẳng qua là giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp một thoáng mà thôi, như thật muốn giết, chúng nó một cái đều chạy không được. Càng rỡ. Lớn mật. Giết ta thánh linh điện yêu thú, ngươi còn lý luận, xưng tên ra, chúng ta ngược lại muốn xem xem, ngươi là thần thánh phương nào, lại dám càng rỡ như thế. Nhất thời, này tiếp cận 30 người đều là lộ ra sắc mặt giận dữ, hướng phía tô hàng quát lớn. Cầu vốt 9.10 ở cuối chương. Chương 1054. Phách lối bắt chẹt. Nguồn. Mê truyện audio com. Nhìn những người này cái kia mũi đều muốn vĩnh đến bầu trời dáng vẻ, tô hàng nhíu mày, hắn thật nghĩ hỏi một câu, là ta càng rỡ, còn là các ngươi càng rỡ. Đầu tiên, là những cái kia yêu thú tới trước vây công Tô Hàn, như Tô Hàn không có thực lực như vậy, sợ là sẽ phải bị những cái kia yêu thú cho ăn xương cốt đều không thừa, mà trước mặt đám người kia, sợ là sẽ chỉ ở nơi xa xem kịch, mà sẽ không hiện thân. Thứ hai, này chút yêu thú, lúc nào biến thành thánh linh điện yêu thú? Nơi đây là yêu thú xâm lâm, thánh linh điện cũng xác thực tại yêu thú xâm lâm trong đó không giả, thật là nếu nói, yêu thú xâm lâm, chính là long võ đại lục, hết thảy thế lực đều có thể đến, chẳng qua là bị thánh linh điện chiếm cứ mà thôi. Như như bọn hắn nói như vậy, là không phải mình có khả năng đem Phượng Hoàng Tông Tông môn trụ sở, tọa lạc đến yêu thú sơn mạch bên trong, nói như vậy, toàn bộ yêu thú sơn mạch liền đều là Phượng Hoàng Tông đúng không? Cũng là có chút hài hước. Bất quá, lần này đến đây Thánh Linh Điện, chủ yếu là vì Bạch Lăng, xem như muốn cầu cạnh Thánh Linh Điện, Tô Hàng tạm thời cũng không muốn đắc tội. Mà lại đám người này, cao nhất cũng bất quá là Long Thần Cảnh Sơ Kỳ thôi, Tô Hàng thật là không hứng thú ra tay với bọn họ. Được rồi. Tô Hàng khẽ lắc đầu, nói. tôi mỗi lần này đến đây, chính là vì đi tới thánh linh điện các ngươi nếu là thánh linh điện người chút chuyện nhỏ này chúng ta lẫn nhau ở giữa cũng không cần quá nhiều so đo còn mời chư vị hỗ trợ dẫn đường trò cười tô hàng vừa nói như vậy xong cái kia cầm đầu hà dược lại là hừ lạnh nói ngươi thì tính là cái gì nói không so đo liền không so đo rồi cho dù là không so đo cũng là chúng ta không so đo với ngươi lúc nào đến phiên ngươi không theo chúng ta so đo còn chút chuyện nhỏ này giết ta thánh linh điện mấy chục con yêu thú mỗi một đầu đều giá trị hơn trăm vạn linh thạch, ngươi cảm thấy này là chuyện nhỏ. Hà Dược Sư Huynh nói cực phải, ngươi xuất thủ trước, đảo còn lý luận. Hai hước. Mong muốn để cho chúng ta không so đo cũng thành, ngươi hết thảy giết 34 con yêu thú, mỗi một đầu cũng không tính ngươi trăm vạn, liền 10 vạn hạ phẩm linh thạch đi, 34 đầu, hết thảy 340 vạn hạ phẩm linh thạch, ngươi giao ra, việc này liền xem như đi qua. Đúng, nghĩ đến dùng thực lực của ngươi, không có khả năng liền chỉ là 340 vạn linh thạch đều không bỏ ra nổi tới đi những người khác là theo chân ồn ào một bộ tô hàng không lấy tiền bọn hắn liền sẽ không tự bỏ ý đồ bộ dáng đám người này tự nhiên là thấy được tô hàng thực lực mặc dù cái kia hà dược có thể cảm nhận được tô hàng tu vi chỉ có long thần cảnh trung kỳ dáng vẻ có thể hà dược biết tô hàng thực lực chân chính tuyệt đối không chỉ long thần cảnh trung kỳ ít nhất cũng là hậu kỳ thậm chí là đỉnh phong rất có thể che giấu tu vi bằng không há có thể dưới mặt ghế liền trực tiếp lệnh cái kia ngủ giai sơ kỳ chấn thiên hổ thất khiếu chảy máu ngủ giai sơ kỳ yêu thú thực lực tương đương tại nhân loại long thần cảnh trung kỳ. Lấy tiền. Hà Dược Hừ lạnh nói. 340 vạn linh thạch, một điểm đều không thể ít. Ha ha, kỳ thật ngươi nếu là xuất ra những linh thạch này, chẳng những có thể để tránh chuyện hôm nay, cũng có thể cùng ta thánh linh điện giao hảo, cớ sao mà không làm đâu. Đúng a, à, ngươi nếu là không cầm, vậy coi như là đắc tội ta thánh linh điện, thánh linh điện là cấp bậc gì tông môn, ngươi hẳn phải biết. Một đám người vừa nói, lại còn một bên đi lên phía trước, đem tô hàng cho vay vào giữa. Tô Hàng nguyên bản không có ý định cùng bọn hắn so đo, nhưng Hà Dược đám người rõ ràng không muốn như vậy bỏ qua, một màn này, khiến cho Tô Hàng chân mày cau lại. Đồng thời, Tô Hàng lại cảm thấy, đám người này có chút đầu óc tối dạ. Hắn mới vừa đã nói, Tô Mổ, chẳng qua là cũng không nói đến tên thôi, nhưng Hà Dược đám người căn bản cũng không tăng thêm nghĩ, thậm chí cũng không từng cân nhắc qua mình rốt cuộc là ai, một lòng chỉ nghĩ đến Linh Thạch. Các ngươi tại bắt chẹt ta. Tô Hàng híp mắt lại, bỗng nhiên cười một tiếng, dù cho này chút yêu thú thật là ngươi thánh linh điện, dù cho ta thật phải bồi thường các ngươi, nhưng ta giết chết, bất quá đều là một chút nhất giai, nhị giai yêu thú thôi, này loại yêu thú, cũng có thể giá trị 10 vạn linh thạch. Theo ta thấy đến, các ngươi là muốn tiền muốn điên rồi đi. Càng rỡ. Hà Dược vẻ mặt lạnh lẽo. Ngươi làm sao nói đâu? Ngươi cũng đã biết ngươi là tại nói chuyện với người nào. Vậy ngươi lại biết, ngươi là tại nói chuyện với người nào? Tô Hàng vẻ mặt cũng là băng lạnh xuống tới. Cự nhân đối mặt sâu kiến thời điểm, căn bản là lười đi động, nhưng nếu này sâu kiến một con đều khiêu khích, thậm chí còn mong muốn tới cắn một cái, vậy liền khác nói, tô hàng, liền là người khổng lồ kia, mà hà dược đám người, liền là cái kia đám kiến cỏ, chỉ bất quá đám bọn hắn chính mình không biết thôi. Ha 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 ha! Hà dược đột nhiên cười ha hả, hướng phía người xung quanh nói ra, hắn là ai? Các ngươi biết không? Không biết. Tất cả mọi người là lắc đầu, trên mặt trào phúng ý vị mà cực kỳ rõ ràng. Nghe được rồi hả? Hà Dược vừa nhìn về phía Tô Hàng. Ngươi cảm thấy chính ngươi là cái gì? Long hoàng cảnh cường giả. Vẫn là long tôn cảnh. Hay hoặc là... Ngươi chẳng lẽ là thần linh hay sao? Ha 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 ha. Hắn lại còn hỏi ta hắn là ai, nói hình như toàn bộ long võ đại lục đều hẳn phải biết hắn giống như, ta Hà Dược gặp qua mặt lớn, còn chưa thấy qua như thế mặt lớn. Tô Hàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, chợt lại nói. Các ngươi nên may mắn, ta lần này đến đây, là muốn cầu cạnh thánh linh điện, bằng không, các ngươi sẽ chết rất thê thảm. Lúc trước hắn lời đã nói ra đã cực kỳ khách khí, có thể hà dược đám người căn bản cũng nghe không lọt, ý vào đây là tại thánh linh điện cảnh nội, mà bọn hắn lại là thánh linh điện đệ tử, từ đó phách lối cùng vọng, không lùi bước chút nào. Như loại người này, nếu là thay đổi tại địa phương khác, thật sẽ như Tô Hàng nói, để bọn hắn chết rất thảm. Đánh rắm. Hà Dược trực tiếp mắng một tiếng, chợt lại nói. Ngươi nếu biết ngươi là muốn cầu cảnh thánh linh điện, vậy ngươi còn không tranh thủ thời gian lấy tiền tại đây bên trong phế lời gì? ta không có thời gian cùng ngươi tại đây bên trong lãng phí thời gian, hai lựa chọn, lựa chọn thứ nhất liền là lấy tiền, cái thứ hai, liền là để cho ta thánh linh điện cường giả ra tay, nhưng ngươi làm những cái kia chết đi yêu thú chung cùng. nghe thấy lời ấy, tô hàng vẽ mặt trực tiếp chìm xuống. ngươi nói lại cho ta nghe. ta liền xem như nói một lần lại có thể thế nào? ngươi còn dám ra tay với ta hay sao? hà dược cực kỳ tự tin. vâng, chúng ta có lẽ hoàn toàn chính xác không phải là đối thủ của ngươi có thế ngươi cũng phải hiểu, ngươi giờ phút này vị trí là địa phương nào. Ta dám đánh cược, ngươi nếu là dám ra tay với chúng ta, không ra một phút đồng hồ, ta thánh linh điện tuần tra trưởng lão liền sẽ chạy tới. Tốt, ngươi trâu. Tô Hàng cười lạnh âm thanh, triệt để mất đi kiên nhẫn, dự định ra tay đem những người này giải quyết. Nhưng cũng ngay tại Tô Hàng sắp xuất thủ thời điểm, lại là mấy chục đạo thân ảnh từ đằng xa mà đến, thân ảnh chưa đến, liền có quát lạnh một tiếng truyền đến. Khốn nạn, ngươi muốn chết phải không? Nhìn thấy đám người này đến, Hà Dược đám người trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, chợt nhìn về phía Tô Hàng, tất cả đều cười lạnh. Là lâm trưởng lão bọn hắn. Ha ha, ta thánh linh điện tuần tra trưởng lão tới, ngươi nhất định phải chết. Thấy được sao? Lâm trưởng lão tới, ngươi vừa mới nếu là lấy tiền, giờ phút này còn có thể bình yên vô sự, nhưng bây giờ... Ngươi sợ là lấy tiền cũng không tốt xử. Cầu vốt 9.10 ở cuối chương. Chương 1055. Lại là Tô Tôn. Nguồn mê truyện audio chấm Nghe được rồi hả? Lâm trưởng lão nói ngươi khốn nạn đâu, còn đang mắng ngươi muốn chết đâu. Hà Dược nhìn chầm chầm tô hàng, cười lạnh nói. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đồ vật, chúng ta tốt như vậy nói chuyện, ngươi hết lần này tới lần khác không nghe, hiện tại lâm trưởng lão tới, có thế cũng không phải là cầm linh thạch sự tình đơn giản như vậy. Tô hàng yên lặng, cho tới bây giờ, hắn ngược lại không vội. Hắn là thật muốn nhìn một chút, này thánh linh điện người, đều là như thế càng rỡ hay sao? nói thật, thánh linh điện người, Tô Hàng không phải chưa có tiếp xúc qua, như lúc trước tông môn thi đấu ai thứ nhất thời điểm, Vân Thiên Thiên trọng thương, Tô Hàng đem giao cho thánh linh điện, mà thánh linh điện người cầm đầu, chính là một người đàn ông tuổi trung niên. Mặc dù Tô Hàng không biết người này tên gọi là gì, nhưng vẹn vẹn cái kia thời gian ngắn tiếp xúc, liền để Tô Hàng đối với người này tràn ngập hảo cảm. Thánh Linh Điện sẽ không trắng cứu Vân Thiên Thiên, điểm này Tô Hàng biết, mà trước đó cũng theo Vân Thiên Thiên nơi đó giải được, Vân gia cho Thánh Linh Điện 100 triệu linh thạch nhưng vô luận là không phải là bởi vì lợi ích, trung niên nam tử kia thái độ vẫn là hết sức khách khí, so sánh với hắn, này hà dược đám người thái độ, quả thực là một cái là trời, một cái là đất. Tô Hàng đang đợi, chờ cái kia cái gọi là lâm trưởng lão đến, nhưng người này cũng là cùng vọng như vậy, cái kia Tô Hàng sẽ không lại nhẫn, cho dù là hôm nay không đi thánh linh điện, cũng nhất định phải đem những người này cho đánh giết. Làm sao? Sợ hãi. Không dám nói tiếp nữa. Hà Dược thấy Tô Hàng không mở miệng, còn tưởng rằng Tô Hàng là e sợ, liền nói ngay cũng không trách ngươi sợ hãi, Lâm trưởng lão chính là ta thánh linh điện tại phiến khu vực này tuần tra trưởng lão, tu vi long thần cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đi đến long hoàng cảnh. Ngươi có lẽ có thể cùng Lâm trưởng lão sánh vai, nhưng ngươi có thể cùng toàn bộ đội tuần tra sánh vai hay sao? Có thể cùng ta thánh linh điện sánh vai hay sao? Hai hước đến cực điểm. Ngươi thật có thể nói. Tô Hàng thản nhiên nói. Ta chẳng những có thể nói, ta còn có thể giết. Hài dược vẻ mặt lạnh lẽo. Cho lão phu im miệng vào thời khắc này, cái kia lâm trưởng lão thanh âm lại là truyền tới. Bọn hắn khoảng cách nơi đây ước chừng còn có vài dặm tả hữu, xem tốc độ kia, tự hồ là liều mạng toàn lực đang hướng về nơi này vọt tới. Vài dặm khoảng cách, đối với một tên long thần cảnh đỉnh phong tới nói, chỉ cần thời gian cực ngắn, nhưng thời gian cực ngắn, đó cũng là thời gian. Chính là cái này công phu bên trong, Hà Dược lại nói. Nghe được rồi hả? Lâm trưởng lão nhường ngươi im miệng đây. Vừa nói, Hà Dược trong lòng lại là hơi nghi hoặc một chút, lâm trưởng lão chạy nhanh như vậy làm cái gì chẳng lẽ là đã nhận ra người này tu vi sợ hắn dưới cơn nóng giận bức hiếp nhóm người mình làm làm con tin cũng thế nhóm người mình tuy nói vừa mới gia nhập thánh linh điện có thế thiên tư bày ở nơi này lâm trưởng lão đám người coi trọng cũng không kỳ quái nghĩ tới đây hà dược trên mặt tự tin càng đậm hưu 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 cũng đúng lúc này lâm trưởng lão đám người rốt cục chạy tới nơi này này cái gọi là lâm trưởng lão là một tên tóc có chút hoa râm lão giả cả người quần áo màu xám toàn thân khí tức phồng lên cái kia già nuôi trên khuôn mặt tràn đầy nồng đậm nộ khí ngươi xong thấy lâm trưởng lão trên mặt hỏa khí hà dược dường như cực kỳ đồng tình nhìn tô hàng liếc mắt chợt hắn ông quyền không người hướng phía lâm trưởng lão cung kính nói ngoại môn đệ tử hà dược gặp qua lâm trưởng lão theo hắn mở miệng những người khác cũng đều là cung kính hành lễ ba van dội cái tác tại thời khắc này bỗng nhiên truyền đến hà dược bừng bít lấy chính mình cái kia đỏ bừng sưng lên thật cao khuôn mặt có chút ngẩn người Lâm trưởng lão, ngài đây là. Hà Dược mong muốn mở miệng, ba, lại không đợi hắn nói xong, Lâm trưởng lão lại là tát một bạc tay. Ngay sau đó, ba 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 cái tát tiếng không ngừng truyền ra, Hà Dược khuôn mặt đã triệt để sưng phồng lên, càng có máu tươi từ khóe miệng của hắn mà chảy ra. Lâm trưởng lão đây là nén giận ra tay, dù chưa từng thi triển tu vi, nhưng một tên Long thần cảnh đỉnh phong phổ thông lực đạo, đó cũng là không thể khinh thị. Hà Dược bị đánh không biết bao nhiêu bàn tay, lại lại không dám chống cự, lại không dám né tránh chỉ có thể trắng như vậy khổ sở uổng phí lấy. Đến mức những người khác, đã triệt để ngẩn người. Bọn hắn không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, lâm trưởng lão lại tại sao lại như vậy phẫn nộ. Hèn mạc. Hèn mạc. Ba ba ba. Lâm trưởng lão từ khi xuất hiện, hắn cái tác liền không có dừng lại. Hà Dược bị đập tới tới đập tới đi, chỉnh tề sợi tóc tại lúc này tán loạn, chật vật tự như một tên ăn mày. Tô Hàng cũng không nói lời nào, cứ như vậy lẳng lặng nhìn. Không biết đi qua bao lâu, cũng không biết hà dược đến cùng chịu đựng biết bao nhiêu cái tác, tóm lại, hắn có loại muốn bất tỉnh đi xúc động. Lâm trưởng lão dường như tức giận tiêu tán, rốt cục cũng ngừng lại, lạnh lùng nhìn chầm chầm hà dược, nghiến răng nghiến lợi nói. Đồ chết tiệt, ngươi có biết sai? Ta. Hà dược khóc không ra nước mắt, hắn thật là nghĩ mãi mà không rõ, chính mình chỗ nào sai rồi. Vẫn không rõ. Lâm trưởng lão trừng mắt, hư lạnh nói. Thu lấy đệ tử đám người kia, chẳng lẽ đều là một đám phế vật không thành, này loại não tàn đồ vật, vậy mà cũng có thể tiến vào ta thánh linh điện. Nghe vậy, Hà Dược thân thể rung lên, bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, ủy khuất nói. Lâm trưởng lão, ngài vừa xuất hiện, chính là đánh ta không biết bao nhiêu cái tác, đệ tử thật không biết, ta đến cùng có tội gì a? À? Liền như ngươi loại này ai quy, ta nhìn ngươi vẫn là đi chết đi coi như xong. Lâm trưởng lão phất tay liền muốn lại đánh, bất quá thấy Hà Dược cái kia sưng thành đầu heo khuôn mặt, cuối cùng vẫn không có hạ thủ được. Hà Dược sau lưng những người khác là như ve sầu mùa đông, toàn thân run rẩy, sợ mình cũng bị đánh thành đầu heo. Mà Lâm trưởng lão cũng xác thực không có buông tha bọn hắn, một cái tiếp một cái, cái kia bàn tay phiến Tô Hàng đều cảm giác có chút chói tai. Trọn vẹn đánh một canh giờ lâu, trước đó tiếp cận 30 người, toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ. Bọn hắn đến bây giờ, đều không biết mình đến cùng sai tại chỗ nào, bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn hắn cầu xin tha thứ lại tiếp tục như thế, chỉ sợ muốn bị sinh sinh đánh chết. Đi đúng lúc này, Tô Hàng nhìn một chút sắc trời, rốt cục mở miệng nói. Đều gần trưa rồi, một mực đứng ở chỗ này cũng không phải chuyện gì, mong rằng Lâm trưởng lão có thể hỗ trợ dẫn đường. Hẳn là, hẳn là. Thấy Tô Hàng mở miệng, Lâm trưởng lão lập tức đình chỉ động tác, nhìn về phía Tô Hàng thời điểm, trên mặt tức giận nháy mắt tiêu tán, lại xuất hiện, là cười tươi như hoa. Một màn này, nhưng hai dược bọn người là sững sờ. Lâm trưởng lão. Lại đối với người này như vậy khách khí. Thậm chí, biểu tình kia đều có thể nói là có chút cung kính. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Hà Dược chờ trong lòng người đang thét gào, mà Lâm trưởng lão câu nói tiếp theo, trực tiếp nhường trong lòng bọn họ lạnh một nửa. Tô Tôn đến đây, làm sao không nói trước cho ta biết chờ một tiếng. Không nghĩ tới lại phát sinh loại chuyện này, chúng ta thật sự là băng khoăn a. À. Đông. Hà Dược đám người trong lòng lập bộp một tiếng, trực tiếp không thể hít thở. Tô Tôn. Lại là Tô Tôn. Cầu vốt 9.10 ở cuối chương chương 1056. Thánh Linh Điện, Ba Càng. Nguồn. Mê truyện audio com Toàn bộ Long võ đại lục người, có lẽ có rất nhiều không biết, Tô Hàng, cái tên này, có lẽ chỉ có một nửa biết, Tô Bác Lưu, cái tên này, nhưng biết, Tô Tôn, hai chữ này tu sĩ, tuyệt đối chiếm 90% trở lên. Nghe tới lâm trưởng lão đối với Tô Hàng danh xưng như thế này thời điểm, hà dược đám người, đơn giản có loại mong muốn đi chết xúc động. Tại thời khắc này, bọn hắn rốt cuộc bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được trước đó tự mình hỏi hắn sao tại cùng ai lúc nói chuyện, hắn cũng phản hỏi mình, là tại nói chuyện với người nào. Trách không được theo hắn nói gần nói xa bên trong, đều lộ ra chính mình hẳn phải biết hắn là ai cảm giác. Trách không được. Trách không được hắn sáng sáng biết mình là thánh linh điện người, biết rất rõ ràng đây là tại thánh linh điện cảnh nội, biết rất rõ ràng những cái kia yêu thú cùng thánh linh điện giữa lẫn nhau phụ trợ, nhưng như cũ dám một chữ phía dưới, trực tiếp trấn sát mấy chục con. Bởi vì hắn là tô tôn. Tô tôn. Chưa ăn qua thịt heo, còn chưa thấy qua heo chạy, hắn Hà dược chưa từng gặp qua tô hàng, chẳng lẽ vẫn chưa từng nghe nói cái kia vang danh thiên hạ tô tôn hay sao? Đồ đần. Ta mẹ nó đơn giản liền là một cái kẻ ngu. Não tàn. Đầu óc tối dạ. Hà dược chờ trong lòng người đều đang thét gào. Giờ khắc này, bọn hắn đau đớn trên mặt toàn bộ biến mất, chỉ hận lâm trưởng lão không tiếp tục nhiều đánh bọn hắn một hồi. Trò cười, tô tôn tàn nhẫn, vang vọng toàn bộ long võ đại lục, hết thảy mọi người, nhấc lên tô tôn trước tiên, nghĩ tới không phải tô tô mạnh đến mức nào, mà là cái kia thủ đoạn tàn nhẫn, đã như lôi đình phương thức làm việc. Hắn đắc tội năm đại siêu cấp tông môn, đắc tội nhiều như vậy thế lực, có thế thẳng đến bây giờ, vẫn như cũ là sống rất tốt. Cho dù là đang bị năm đại siêu cấp tông môn vây vét thời điểm, đều không phải là đầu trước hết nghĩ chạy trốn, mà là mượn nhất đau cung đồ long giả tay, Dết lâm phản cái này long hoàn cảnh. Cái này cần đến cỡ nào thủ đoạn tàn nhẫn, đã cỡ nào kinh người quyết đoán, mới có thể làm đến điểm này. Mà nhóm người mình vẫn còn nghĩ đến bắt chẹt như thế một tên sát tinh. Nói não tàn, đầu óc tối dạ, đồ đần, vậy cũng là nhẹ, phải nói là dừng bút, lớn cát so. Không sao. Tô Hàng nhìn cũng không nhìn hài dược đám người, mà là hướng lâm trưởng lão thản nhiên nói. Tô mổ tới đây, bản không phải là vì việc này, chỉ bất quá cách thánh linh điện, chợt nhớ tới một chuyện, mới có thể tiện đường mà đến. Nguyên lai là như thế. Lâm trưởng lão vội vàng cười làm lành nói. Vãn bối lâm ưng, thánh linh điện bên ngoài tuần tra đội trưởng lão, hôm nay phát sinh hết thảy mong rằng tô tôn tuyệt đối không nên trách tội mấy người kia vãn bối chắc chắn nghiêm trị dứt lời lâm trưởng lão lại là hướng hạ dược chờ có người nói còn không mau cho tô tôn xin lỗi có mắt không trồng đồ vật nhìn ta trở về làm sao thu thập các ngươi tô tôn tha mạng tô tôn tha mạng chúng ta có mắt như mù đắc tội tô tôn mong rằng tô tôn đại nhân hữu đại lượng tha cho chúng ta một mạng a thật xin lỗi thật xin lỗi Hà Dược đám người nơi nào còn dám nói thêm cái gì, dùng thân phận của Tô Hàng, không có trực tiếp đem bọn hắn đánh vết, cái kia đã là xem ở thánh linh điện trên mặt mũi, như còn không xin lỗi, chẳng phải là muốn chết. Được rồi. Nhìn bọn hắn dáng dấp thê thảm kia, Tô Hàng lắc đầu. Hà Dược đám người đã bị đánh thành bộ dáng này, lại thêm bọn hắn là thánh linh điện người, như chính mình một vị truy cứu, cũng không phải có chuyện như vậy. Đa tạ Tô Tôn, đa tạ Tô Tôn. Thấy này, Hà Dược chờ trong lòng người đều là nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói tạ còn không mau cút đi, tại đây bên trong ngại tô tôn mắt. Lâm ưng lại là quát. Hà dược đám người nào dám lưỡng lự, lúc này không nói hai lời, té cứt té đái chật vật mà đi. Tô tôn thỉnh cùng vãn bối đến đây. Lâm ưng nhìn về phía tô tôn, lại là lộ ra cười tươi như hoa. Nơi đây tại yêu thú xâm lâm bên ngoài, khoảng cách tông môn trụ sở còn có khoảng cách mấy vạn dặm, ước chừng còn muốn tiếp cận nửa ngày nhiều thời giờ mới có thể đến, tô tôn không nên gấp gáp. từng Tô Hàng gật đầu, bọn ngươi mau mau đi trong điện thông tri liền nói tô tôn buông xuống nhất định phải dùng quý khách đối đãi lâm ưng hướng những người khác phân phó hắn tuy chỉ là một cái tuần tra trưởng lão nhưng tô hàng thân phận bậy ở nơi này lâm ưng không phải người ngu biết thánh linh điện cao tầng một khi biết được tô hàng đến đây liền khẳng định hội dùng quý khách đối đãi sau khi phân phó xong lâm ưng liền dẫn tô hàng hướng phía trước đi đến vừa đi lâm ưng một bên mang theo nịnh nọt mà nói vừa mới có tin tức truyền trở về nghe nói tô tôn trước đó từng đi qua nhất đau cung càng đem một đao kia cung cung chủ thủ tịch đại đệ tử long hoàn cảnh cường giả ninh nhất hải đánh bại vãn bối sau khi biết được quả thực là phục sát đất hắn không có trực tiếp hỏi việc này đến cùng là thật là giả vậy thì có chút quá mức lâm ưng vẫn là hết sức thông minh mà tô hàn tự nhiên cũng hiểu rõ ý nghĩ của hắn nhìn hắn một cái về sau thản nhiên nói sâu kiến thôi nghe vậy lâm ưng thân thể liền chấn động cũng không dám lại nhiều lời hắn hắn lúc chạng vạn tối hai người tới thánh linh điện trước đó mỗi một cái siêu cấp tông môn tông môn trụ sở đều là lớn không ra bộ dáng cùng bọn hắn so sánh phượng hoàng tông tông môn trụ sở đều có chút cảm giác tự ti mặc cảm sau khi trở về cũng là muốn mở rộng một thoáng tông môn trụ sở tô hàng nhìn cái kia khổng lồ thất tòa cung điện thầm nghĩ trong lòng bất quá theo phượng hoàng tông mạnh mẽ đảo cũng không thể vẫn luôn ở tại viễn sơn huyện nơi đó viễn sơn huyện chỗ vắng vẻ lại tài nguyên thư thất linh khí đạm bạc chỉ có một ít cửu lưu tông môn mới có thể đem tông môn trụ sở tuyển ở nơi đó liền xem như bác lưu tông môn đối nơi đó đều chẳng thèm ngó tới tô hàng lúc trước sở dĩ đem tông môn trụ sở xây ở nơi nào thứ nhất là bởi vì hắn bản thân liền là viễn sơn huyện người mà lại phượng hoàng tông vừa mới thành lập không sẽ mạnh đến đâu số người cũng không nhiều cần tài nguyên không cần quá nhiều nơi đó liền đầy đủ thứ hai thì là bởi vì ở nơi đó có cái kia kết nối lấy liễu thanh giao chỗ thế giới trong thế giới huyền bí hang động nhưng bây giờ theo phượng hoàng tông cấp tốc mạnh mẽ đệ tử số lượng dần dần tăng nhiều, hết thảy tài nguyên đều tiêu hao càng ngày càng nhiều, chỉ dựa vào điểm này linh khí, căn bản cũng không có thể duy trì, Phượng Hoàng Tông đệ tử bây giờ tu luyện, đều là tại dựa vào linh thạch, này đối với những tông môn khác đệ tử tới nói, đơn giản liền là xa xỉ sự tình. Tỷ như nhất đao cung vọng Nguyệt Sơn, lại tỷ như vân gia gia tộc trụ sở, lại so như lúc này thánh linh điện, này chút thế lực lớn, mỗi một cái vị trí địa phương, linh khí đều là cực kỳ nồng đậm, sau so phượng hoàng tông nơi đó muốn nồng nặc gấp trăm lần cũng không chỉ như Phượng Hoàng Tông Tông môn trụ sở cũng có thể tuyển tại một chỗ như vậy, khẳng định hội bớt đi không biết bao nhiêu linh thạch. Tuy nói Tô Hàng hiện tại có trọn vẹn 12 vạn ức linh thạch, nhưng này cuối cùng chỉ là tạm thời, Phượng Hoàng Tông tương lai đệ tử hội càng ngày càng nhiều, dù cho lại nhiều 12 vạn ức, vậy cũng không đủ dùng. Thanh giao ở nơi đó, ta không có khả năng đem Tông môn trụ sở di chuyển ra ngoài, bất quá, Tông môn trụ sở cũng không phải là chỉ có một cái, có thể tại địa phương khác xây lại lập một cái, di chuyển một chút đệ tử đi qua. Tô Hàng thầm nghĩ trong lòng kể từ đó, chẳng những có thể tiết kiệm vô số linh thạch, cũng có thể ngay đầu tiên đạt được Long Võ Đại Lục bên trên tin tức, đến mức khoảng cách vấn đề cũng là không cần lo lắng, nhiều thành lập mấy cái truyền tống trận, trong nháy mắt liền có thể đến. Cầu vốt 9.10 ở cuối chương. Chương 1057. Địa vị chuyển biến, 4 càng. Nguồn. Mê truyện audio com Làm tô hàng cùng Lâm ưng Lâm trưởng lão đến Thánh Linh Điện phía ngoài thời điểm, đã có không ít người, đứng ở nơi đó chờ phóng tầm mắt nhìn tới, nhóm lớn người đáp ứng đứng tại thánh linh điện cái kia bàn bạc bên ngoài cửa chính, trong đó có tuyệt đại đa số đều là thánh linh điện đệ tử, mà có một phần mười tả hữu, đều là thánh linh điện như rừng ưng loại cấp bậc này trưởng lão, người cầm đầu, càng là ba tên long hoàng cảnh. Này ba tên long hoàng cảnh, có một người tô hàng nhận biết, đúng là lúc trước tô hàng cùng Nam Cung Ngọc vừa tới trung vực, gặp mặt Nam Cung đoạn trần thời điểm Nam Cung đoạn trần dẫn dắt tiếng thánh linh điện thất đại điện chủ một trong, tâm ma điện điện chủ, Vũ Văn Trung Thành. Đến mức mặt khác hai tên Long Hoàng Cảnh, Tô Hàng chỉ có thể cảm nhận được khí tức của bọn hắn, lại không biết thân phận của bọn hắn, tóm lại tại thánh linh điện bên trong sẽ không quá thấp là được. Mà tại ba người bên người, có một nam một nữ đứng thẳng, nữ tử này khi nhìn đến Tô Hàng sự tình, trên mặt vẫn luôn tràn ngập nụ cười, loại kia bộ dáng, giống như là rất tin tường. Đúng là Bạch Lăng. Mà nam tử kia, bộ dáng trung niên, dĩ nhiên chính là lúc trước thánh linh điện tham gia tông môn thi đấu dẫn đầu, vân thiên thiên bản thân bị trọng thương thời điểm, Tô Hàng đúng là nhường người này hỗ trợ tu vi của hắn là long thần cảnh đỉnh phong. Tô Hàng đầu tiên là nhìn thoáng qua Bạch Lăng, lại liếc mắt nhìn trung niên nam tử kia, hướng hai người khẽ gật đầu, cuối cùng mới hướng Vũ Văn Trung Thành nói. Vũ Văn Điện Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Ha ha, ta cùng Tô Tôn cũng là từng có gặp mặt một lần, không muốn mấy năm không có gặp, Tô Tôn đã danh chấn long võ đại lục, tại hạ bội phục, bội phục. Vũ Văn Trung Thành ông quyền cười to, hơi nịnh nọt một câu. Trên thực tế, trong lòng của hắn đích thật là có chút thở dài lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Tô Hàng thời điểm, Tô Hàng tuy nói có chút danh tiếng, nhưng vẻn vẹn tại Viễn Sơn huyện nơi đó, tối đa cũng sẽ không vượt qua Đông Thiên cảnh vực, trong mắt hắn, Tô Hàng liền là một cái vãn bối, thậm chí có thể nói là một cái không tên tiểu tử, căn bản là không cần để ý, nhưng bây giờ, mấy năm trôi qua, tên Tô Hàng đã triệt để vang danh thiên hạ, hoàn toàn có thể cùng mình ngồi ngang hàng. Lại năm đại siêu cấp tông môn đều không giết được hắn, càng là có tin tức truyền về, hắn sinh sinh nghiện ép nhất đao cung long hoàn cảnh cường giả ninh nhất hải tuy nói ninh nhất hải tu vi chỉ là long hoàn cảnh sơ kỳ lại không có mở ra hoàn vực nhưng đó cũng là long hoàn cảnh tô hàn có thể đối với hắn làm đến nghiện ép hắn thực lực chân chính hiển nhiên là vượt qua long hoàn cảnh sơ kỳ mà tu vi của hắn còn vẻn vẹn long thần cảnh trung kỳ thôi người khác có lẽ cảm thấy tô hàn che giấu tu vi nhưng vũ văn trung thành lại là liếc mắt liền có thể nhìn ra tô hàn cũng vì ẩn giấu long thần cảnh trung kỳ liền là tô hàn tu vi chân chính vẹn vẹn long thần cảnh trung kỳ liền có thể đánh vỡ gông cùng xiềng xích nghiền ép long hoàn cảnh sơ kỳ cường giả như hắn đến long hoàn cảnh ngày đó lại phải mạnh đến cỡ nào cho nên vũ văn trung thành hết sức khách khí cho nên thánh linh điện rất xem trọng cho nên mới có thể có nhiều người như vậy ra nên tiếp bất luận kẻ nào đều hiểu vô luận tô hàng mạnh đến mức nào nhưng hắn mạnh nhất tuyệt đối không phải tu vi mà là cái kia không cách nào hình dung kinh khủng thiên tư cùng với có thể xưng đáng sợ tốc độ tu luyện chúng ta gặp qua tô tôn tại vũ văn trung thành mở miệng về sau ngoại trừ cái kia hai tên long hoàn cảnh bên ngoài những người khác tất cả đều ở đây khắc hơi hơi không người hướng tô hàng ông quyền hành lễ chiêu vị khách khí tô hàng cũng đáp lễ lại tuy nói hắn giờ phút này hoàn toàn chính xác có tư cách tiếp nhận những người này bái kiến nhưng tô hàng có tự mình hiểu lấy tự hỏi mình còn chưa tới loại kia hoành hành long võ đại lục mức độ mà lại hắn vốn là người khác khách khí với hắn hắn liền khách khí với người khác tính cách tô tôn bạch lăng cũng là nhìn xem tô hàng trong mắt hào quang lấp lánh mang theo đùa giỡn mà nói. Không biết hiên viên vô tình tên kia lúc nào có tô tôn loại thân phận này địa vị. Trong cả sân, ngoại trừ cái kia ba tên long hoàng cảnh bên ngoài, dám như thế đối tô hàng đùa giỡn, chỉ sợ cũng chỉ có bạch lăng. Sẽ. Tô hàng cười cười, chợt nghiêm mặt nói. Tin tưởng ta, ngày sau hiên viên vô tình, nhất định sẽ đi đến làm cho cả long võ đại lục đều ngưỡng vọng mức độ. Nghe vậy, bạch lăng sững sờ, những người khác cũng đều là sững sờ. Hiên viên vô tình người này, bọn hắn tự nhiên đều biết, dưới tình huống bình thường, đối với những thế lực này trong đó cường giả cùng với thiên tài hậu bối, những đại thế lực kia đều sẽ nắm giữ một chút tin tức. Bọn hắn sững sờ chính là, hiên viên vô tình mặc dù thiên tư không sai, nhưng cũng không gọi được yêu nghiệt, cùng tô hàng tuyệt đối không có biện pháp tương so, tô hàng tại sao lại xác định như vậy, hiên viên vô tình ngày sau liền khẳng định sẽ có này loại thành tựu. Nhưng nhìn tô hàng dáng vẻ, tuyệt đối không phải nói láo, càng không phải là nói đùa. Hy vọng như thế đi. Bạch Lăng hít vào một hơi, nụ cười càng đậm. Tô Hàng gật đầu, không nói thêm gì nữa, mà là nhìn về phía trung niên nam tử kia. Vãn bối trình dục, gặp qua tô tôn. Thấy tô hàng xem ra, trung niên nam tử kia vội vàng ông quyền hành lễ. Người ta ở giữa liền không cần như thế khách sáo. Tô hàng lộ ra nụ cười. Ngày đó vân thiên thiên bản thân bị trọng thương, tuy nói là thánh linh điện trị tốt, thế nhưng người ở trong đó sẽ chỉ luồng kim, ta trước đó từng nói qua, hội thiếu thánh linh điện một cái nhân tình bất quá nghe nói vân gia đã cho thánh linh điện 100 triệu linh thạch, như thế, nhân tình này, liền coi như coi như ta nợ ngươi đi. Vãn bối không dám. Nam tử trung niên trình dục thụ sủng nhược kinh, trong lòng càng là có chút hưng phấn. Hắn tuy là tông môn thi đấu ải thứ nhất dẫn đầu, nhưng ở toàn bộ thánh linh điện bên trong, cũng không có cao cỡ nào địa vị, thậm chí thường xuyên nhận một chút khi nhục. Một ít rõ ràng chỉ có long đang cảnh gia hỏa, lại ý vào chính mình có long hoàn cảnh cường giả làm làm bối cảnh, căn bản cũng không có đem hắn để vào mắt, có đôi khi chẳng những sẽ đem vốn nên thuộc về hắn tài nguyên cướp đi, càng là đối với hắn nhục mà tăng theo cấp số cộng, hắn lại không có cái gì bối cảnh, chỉ có thể nhẫn nhịn. mà giờ khắc này, tô hàng trước mặt nhiều người như vậy, nói thiếu một món nợ ân tình của hắn, đây tuyệt đối không chỉ là nhân tình đơn giản như vậy. dùng tô hàng bây giờ tại Long Võ Đại Lục bên trên địa vị, lên tiếng như vậy, tương đương với trở thành hậu thuẫn của hắn, nợ nhân tình không tính là gì, tô hàng mấy câu nói đó mới thật sự là có lực ảnh hưởng. được rồi, quyết định như vậy đi. tô hàng mỉm cười. Mặc kệ ngươi gặp được phiền toái gì, đều có thể tới tìm ta, dĩ nhiên, nếu có Long Tôn cảnh muốn giết ngươi quên đi. Đa tạ Tô Tôn. Trình Dục vội vàng đáp ứng, giờ phút này cự tuyệt nửa liền là làm kiêu, hội dẫn tới Tô hàng không thích. Mà Vũ Văn Trung thành chờ ba tên Long Hoàng cảnh thì là giữa lẫn nhau liếc nhau một cái, đáy mắt chỗ sâu đều là có chút khiếp sợ. Tô hàng đây là ý gì? Phiền toái gì đều có thể tìm hắn? Chỉ có Long Tôn cảnh không được. Hắn ý tứ là hắn có khả năng tại long hoàn cảnh trong đó xông pha. Bọn hắn khiếp sợ, nghi hoặc, lại là không thể hỏi nhiều, lẫn nhau đàm tiếu ở giữa, mang theo tô hàng tiến nhập thánh linh điện. Thánh linh điện rất lớn, tiến vào bên trong, căn bản là không nhìn thấy trước đó cái kia rất nhiều cây cối chỗ, liếc nhìn lại, chỉ có vô số cung điện đứng vững. Đương nhiên, ở trong đó bắt mắt nhất, vẫn là cái kia lớn nhất thất tòa cung điện. Cầu vốt 9.10 ở cuối chương. Chương 1058 Tâm tình, năm càng Nguồn, Mê truyện audio.com. Mọi người đều biết, thánh linh điện hết thảy có thất điện, mà này thất tòa cung điện to lớn, đúng là thất điện chỗ. Này thất điện, phân biệt là tâm ma điện, y thần điện, dục vọng điện, thành tiên điện, hóa thần điện, phá tâm điện, chân linh điện. Vũ Văn Trung Thành liền là tâm ma điện điện chủ. Theo bên ngoài truyền lại, thánh linh thất điện bên trong, mỗi một điện đều có một vị chính điện chủ, hai vị phó điện chủ, phó điện chủ tu vi không biết, nhưng chính điện chủ, tất cả đều là long hoàng cảnh lời ấy có lẽ là thật, bất quá Tô Hàng hôm nay nhìn thấy Vũ Văn Trung Thành về sau, cũng xem như cảm nhận được Thánh Linh Điện mạnh mẽ. Vũ Văn Trung Thành làm tâm ma điện điện chủ, hắn thực lực, lại là cùng Ninh Nhất Hải một dạng, chỉ có Long Hoàng Cảnh Sơ Kỳ, bất quá khí tức mạnh hơn Ninh Nhất Hải không ít, hẳn là đạt đến Long Hoàng Cảnh Sơ Kỳ đỉnh phong, đến mức hoàng vực, hiển nhiên cũng là không có mở ra, từ trên người hắn hoàng uy liền có thể cảm thụ đi ra. Mà Vũ Văn Trung Thành như thế, mặt khác sáu điện điện chủ, nghĩ đến cũng là tu vi không sai biệt nhiều nhưng thánh linh điện bên trong làm sao có thể chỉ có long hoàn cảnh sơ kỳ cường giả nếu là như vậy cho dù là có bảy tên điện chủ cũng không xứng xưng là siêu cấp tông môn cái gọi là thất điện điện chủ bất quá là mặt ngoài thực lực thôi mà vẽn vẹn mặt ngoài liền có nhiều như vậy long hoàn cảnh thánh linh điện thực lực có thể thấy được chút ít tô hàng nhìn cái kia thất tòa cung điện to lớn trầm tư một lát không biết suy nghĩ cái gì tiến vào thánh linh điện về sau những người khác liền lui xuống chỉ có vũ văn trung thành ba người mang theo bạch lăng cùng cái kia trình dục dẫn tô hàng hướng nào đó một tòa cung điện đi đến bạch lăng cùng trình dục hiện thân hiển nhiên là bởi vì thánh linh điện biết bọn hắn đều biết tô hàng vì để tránh cho lần thứ nhất gặp mặt xấu hổ cho nên mới để cho hai người đi ra hòa hoãn không khí một đường chỗ qua có không ít thánh linh điện đệ tử đều hướng nơi này nhìn tới bọn họ cũng đều biết tô tôn tới mà trong đó có không ít người đều chưa từng thấy qua tô hàng vẻn vẹn nghe nói qua tô hàng đại danh cái kia chính là tô tôn thật trẻ tuổi a, tô tôn lớn lên rất đẹp. nếu là ta có thể gả cho tô tôn loại nam nhân này, xem ngày sau ai còn dám lại khi dễ ta. không hổ là tô tôn, mặc dù tuổi trẻ, nhưng vẻ mặt lại là cực kỳ lạnh nhạt, không giống những người kia. lần đầu tiên tới ta thánh linh điện thời điểm, nhìn thấy bốn phía tình cảnh, đều sẽ lộ ra mãnh liệt trung động. thật nghĩ nói với tô tôn mấy câu, đáng tiếc ta còn không có tư cách kia. nhỏ giọng nghị luận thỉnh thoảng truyền ra, cũng không ẩn giấu có không ít nữ tính đệ tử đều là nhìn chằm chằm Tô Hàn, đôi mắt đẹp trong đó có tia sáng kỳ dị lộ ra. Đến mức những cái kia nam tính đệ tử, trên mặt thì là một mảnh sùng bái cùng kính ngưỡng. Như Tô Hàn là một tên sống hơn ngàn năm lão giả, bọn hắn có lẽ sẽ cung kính, sẽ sợ sợ, nhưng tuyệt đối sẽ không sùng bái, bởi vì cái kia là chuyện đương nhiên. Có thế Tô Hàn quá trẻ tuổi, cùng tuổi của bọn hắn tương tự, thậm chí so với bọn hắn còn nhỏ hơn tới rất nhiều. Tuổi tác như vậy, lại là có thành tựu như thế này, lại không kêu không gấp, bình dị gần gũi, tô hàng toàn thân trên dưới, đều tràn đầy một loại tự nhiên lực tương tác, không những đối với nữ tử, cho dù là đối những cái kia nam đệ tử, đều có một loại muốn qua tiếp xúc sức hấp dẫn. Cái này là địa vị chuyển biến. Tô hàng tại không có có thành tựu như thế này trước đó, thanh danh cũng là cực lớn, có thể những cái kia thanh danh, tất cả đều là nói tô hàng cỡ nào cỡ nào càng rỡ, cỡ nào cỡ nào phách lối, cơ hồ là muốn nhiều xấu xấu đến mức nào. Mà bây giờ, tô hàng trở về, vàng danh thiên hạ, hết thảy mặt trái truyền ngôn, toàn bộ tan thành mây khói, dù cho có một số việc, thật là Tô Hàng sai, bọn hắn cũng sẽ cho rằng Tô Hàng là đúng. Nhân tính, vốn là như thế. Mà Tô Hàng cũng cảm nhận được những ánh mắt này xem ra, hắn thỉnh thoảng quét qua bốn phía, nhưng phạm là nhìn thẳng hắn người, đều là liền vội vàng hành lễ. Tô Hàng tự thân cũng không có kiêu căng, hắn luôn luôn lộ ra nụ cười, hướng những người này gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Cách làm này, khiến cho Vũ Văn trung thành đám người đối với hắn lại là coi trọng một điểm, đến mức bốn phía những đệ tử kia đều có phát như điên tiếng thét chói tai vang lên. Thậm chí có mấy danh nữ đệ tử cũng nhìn không được nữa, bay thẳng đến nơi này chạy tới, nhưng lại bị Vũ Văn trung thành cho liếc mắt trừng trở về. Tô Tô mị lực, đơn giản so truyền thuyết còn muốn lớn a. À? Bạch Lăng cười nói. Tô Hàng không khỏi sờ lên mũi. Không có cách, cha mẹ sinh xuất, ta lại không cải biến được. Vâng, hoàn toàn chính xác rất đẹp trai. Bạch Lăng hé miệng cười không ngừng. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã tiến nhập một ngôi đại điện trong đó. Có không ít thị nữ bưng mâm đựng trái cây cùng rượu bạn đi đến, hiển nhiên là cũng sớm đã chuẩn bị xong, buông xuống thời điểm, đều là thận trọng xem Tô Hàng liếc mắt, chợt cấp tốc đỏ mặt rời đi. Đối với cái này, Tô Hàng thật bất đắc dĩ. Nữ tử phương hướng tại Tô Hàng trước mặt quấn, điều này hiển nhiên là những thị nữ kia cố ý mà làm, các nàng đều muốn thử thời vận, nhìn một chút Tô Tôn có thể hay không trước khi trạch các nàng, nếu là thật sự như vậy may mắn, bị Tô Hàng cho nhìn trúng, vậy các nàng liền rút cuộc không cần làm này loại thấp kém sự tình đương nhiên các nàng rõ ràng là suy nghĩ nhiều tô tôn mời ngồi vũ văn trung thành ngồi xuống chủ vị cười hướng tô hàng ngoắt tô hàng cũng không có lập gì khẽ gật đầu mà giật xuống bạch lăng cùng trình dục một trái một phải an vị tại tô hàng hai bên sắc trời đã tối tăng thêm ngươi tới có chút vội vàng tà thánh linh điện không có làm cái gì chuẩn bị vũ văn trung thành bưng chén rượu lên hướng tô hàng ra hiệu một thoáng sau đó lại nói đêm nay liền hơi thấu hoặc một thoáng ta đã phân phó, ngày mai xếp đặt buổi tiệc, chứa thỉnh Tô Tôn, mong rằng Tô Tôn xin đừng trách mới là. Cùng Vũ Văn Điện Chủ so sánh, Tô mỗi là vãn bối, Vũ Văn Điện Chủ vẫn là không cần mở miệng một tiếng Tô Tôn. Tô Hàng nhấp một miếng rượu, mỉm cười nói. Cũng không thể nói như vậy, bây giờ này toàn bộ Long võ đại lục, người nào không biết Tô Tôn tên. Người có tư cách gánh chịu nổi cái danh xưng này. Vũ Văn Trung Thành nói xong, lại thở dài nói. Bất quá nói đi thì nói lại, ta thật không nghĩ tới ngươi sẽ trưởng thành nhanh như vậy, ngày đó tại quán rượu kia bên trong, lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thời điểm, nói câu khó nghe, ta căn bản cũng không có để ý qua ngươi, nếu không phải là nằm cung cung chủ dẫn tiếng, nói không chừng ta xem đều sẽ không nhìn ngươi liếc mắt. Bây giờ xem ra, cũng là ánh mắt của ta có chút thiển cận, ngày sau nhất định phải sửa đổi một chút, không thể bởi vì thân phận cùng tu vi, liền miệt thị những cái kia hậu bối. Vũ Văn Điện chủ tâm thái là bình thường, thân phận địa vị bày ở nơi này, cũng không thể đối một cái hậu bối ăn nói khép nét, Tô Hàng cười cười. Ừ, hiện ở cái này hậu bối, đã sắp để cho ta ăn nói khép nét. Vũ Văn Trung Thành lộ ra biệt khuất vẻ mặt. Tô Hàng sững sờ, Bạch Lăng cùng Trình Dục cũng đều là ngẩn người, dĩ vãng Vũ Văn Trung Thành, có thể vẫn luôn là sụ mặt, gần như không bị chê cười mặt, bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua Vũ Văn Trung Thành bộ dáng này. Mà Tô Hàng thì là lắc đầu cười khổ âm thanh, không biết nên như thế nào nói tiếp. Đám người nâng cốc ngôn hoang, thỉnh thoảng nói lên một chút chuyện thú vị, thật đến thực sự không lời nói thời điểm, Trình Dục cùng Bạch Lăng liền sẽ mở miệng, bầu không khí cũng là hòa hợp, không lộ vẻ xấu hổ. Cầu vốt 9.10 ở cuối chương. Chương 1059. Xong rồi. Nguồn. Mê truyện audio com Thánh Linh Điện thái độ, thật là cực kỳ khách khí, theo tô hàng đến một khắc này, hắn liền đã cảm nhận được. Đi nhất đao cung cùng vân gia thời điểm, chưa bao giờ có nhiều người như vậy chờ ở bên ngoài lấy, Vũ Văn Trung Thành chờ Long Hoàng cảnh càng là tự mình đứng ở nơi đó, cho đến tô hàng xuất hiện. Đương nhiên, này cùng nhất đao cung cùng vân gia cũng không biết Tô Hàng sẽ đến cũng có quan hệ. Bất quá bất kể nói thế nào, thánh linh điện khách khí, không phải hư giả, không để cho Tô Hàng thấy dối trá. Bởi vì điểm này, Tô Hàng đối thánh linh điện ấn tượng, cũng tốt lên rất nhiều. Qua ba lần rượu, đám người ăn một chút mỹ vị đồ ăn cùng với linh quả, sắc trời đã triệt để đen xuống, có ánh trăng dâng lên, tái nhật ánh trăng chiếu rọi đại địa. Đại điện bên trong, tiến đến một nhóm nữ tử, các nàng thân mang sa y, bắt đầu vũ đạo, cái kia sa y có chút trong suốt, có thể mơ hồ thấy dưới quần áo tuyết da thịt trắng xem trong chốc lát vũ đạo vũ văn trung thành lúc này mới hướng tô hàng nói tô tôn chúng ta đã cơn nước no nê nghĩ đến cũng cần phải nói chuyện chính sự không biết tô tôn lần này đến đây là vì chuyện gì cũng đừng nói là thật đi ngang qua nơi này tiến đến cùng bọn ta tâm tình một phen nghĩ đến tô tôn thời gian vẫn là hết sức trân quý hôm nay tới đây hoàn toàn chính xác có việc tô hàng gật đầu nhìn bạch lăng liếc mắt nói không biết bạch lăng đích sư tôn là vị nào điện chủ Bạch Lăng. Vũ Văn Trung Thành sững sờ, cũng là nhìn một chút Bạch Lăng, toàn tức nói. Bạch Lăng đích sư tôn, là chân linh điện điện chủ, đàm anh. Thấy Tô Hàng không nói lời nào, Vũ Văn Trung Thành lại hỏi. Tô Tôn hỏi cái này làm cái gì? Tô Hàng suy nghĩ một chút, nói. Bất mãn Vũ Văn điện chủ, Tô Mổ tại yêu tiên thánh vực thời điểm từng cùng Bạch Lăng cùng Vũ Văn gia tộc Vũ Văn vô tình gặp qua, chúng ta cũng chính là ở nơi đó quen biết, nghĩ đến Vũ Văn Điện Chủ cũng biết đạo việc này ừm bạch lăng nói với ta về qua vũ văn trung thành nói vũ văn điện chủ hẳn là không biết tại cái kia ưu tiên thánh vực bên trong hiên viên vô tình cùng bạch lăng hai người hổ sinh tình cảm có thể nghe nói dùng bạch lăng bây giờ thân phận cho dù là phải lập gia đình cũng nhất định phải thánh linh điện hỗ trợ quyết định tô hàn cười nói dĩ nhiên thánh linh điện như thế nào phục vụ đệ tử của mình tô mổ sẽ không tham dự cũng không có tư cách tham dự bất quá cái kia hiên viên vô tình tìm được ta chỗ này, mong muốn ta hỗ trợ nói cùng một thoáng, ban đầu ở Long Võ Thành thời điểm, ta thiếu qua vũ văn gia tộc nhân tình, tự nhiên không thể từ chối, cho nên, ta liền đến. Tô Tôn có ý tứ là, vũ văn trung thành nhíu nhíu mày. Ngươi là đến giúp hiên viên vô tình cầu hôn. Xem như thế đi. Tô Hàng gật đầu. Xem như. Vũ văn trung thành chân mày nhíu càng sâu. Tô Hàng một phen xuống tới, nói hắn rơi vào trong sương mù, có chút làm không rõ ràng ngoại trừ cầu hôn bên ngoài, cũng tính là vì chính ta. Tô Hàng lại nói. Nghĩ đến Vũ Văn Điện chủ hẳn phải biết, ta Phượng Hoàng Tông bên trong, ngoại trừ võ đạo bên ngoài, còn có mặt khác một chút đặc thù phương pháp tu luyện, mà loại tu luyện này phương pháp, cũng cần có loại thiên tư này người tới kế thừa. Trùng hợp, Bạch Lăng liền là loại người này, mà lại thiên tư rất tốt, cho nên. Hy vọng Thánh Linh Điện có thể hơi cho chút tình mọn, nhường Bạch Lăng, gia nhập Phượng Hoàng Tông. Vũ Văn Trung Thành liền trầm mặt. Những người khác cũng đều không nói lời nào, những cái kia vũ nữ tất cả đều thối lui, toàn bộ đại điện bên trong, yên tĩnh im ắng. Bạch Lăng có chút khẩn trương, hai tay nắm chặt quần áo, vẻ mặt cũng có chút đỏ lên. Nói thật, nàng biết Tô Hàng sẽ đến, cũng chờ mong Tô Hàng sẽ đến, nhưng thật đến giờ khắc này, nàng vẫn cảm thấy có chút xấu hổ. Thánh linh điện đối nàng tuyệt đối không thể nói không tốt, ngược lại là rất tốt, nhất là sư tôn của nàng, cơ hồ coi nàng là làm con gái ruột đến đối đãi, có gì tốt tài nguyên, toàn bộ đều gạt ra nàng tới dùng. Nhưng bây giờ, nàng tương đương với phản bội thánh linh điện, như giờ phút này Vũ Văn Trung Thành chấn nộ, cái kia nàng cũng tuyệt đối không thể phản bác cái gì. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Bạch Lăng thỉnh thoảng nhìn về phía Vũ Văn Trung Thành, chỉ thấy cái sau cúi đầu nhíu mày, không biết suy nghĩ cái gì. Mà tô Hàng thì là hướng Bạch Lăng liếc mắt ra hiệu, ra hiệu nàng không cần lo lắng. Bạch Lăng. Hồi lâu sau, Vũ Văn Trung Thành bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Bạch Lăng. Ngươi nghĩ như thế nào? Ta. Bạch Lăng mặt đỏ tới mang tai, do dự hồi lâu sau, rốt cục lấy dũng khí nói. Điện chủ, đệ tử cùng hiên viên vô tình đích thật là tình đầu ý hợp. Ta hiểu rõ ý tứ của ngươi. Vũ Văn Trung Thành trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, lại nói. Bất quá ngươi là đàm anh đệ tử, ta không cách nào quyết định, kết quả như thế nào, còn phải xem ngươi sư tôn. Hô! Bạch Lăng liền nhẹ nhàng thở ra, có lẽ Vũ Văn Trung Thành trong lòng không vui, nhưng ít ra, hắn không có trực tiếp đã nổi trận lôi đình. Người tới. Vũ Văn Trung Thành khu tay nói. Đi đem đàm điện chủ gọi tới. Vâng. Lập tức có tôi tớ ứng thanh, hướng phía chân linh điện mà đi. Nhìn thấy một màn này, Bạch Lăng liền lại là khẩn trương lên. Nàng thật cảm giác làm như vậy thật xin lỗi sư tôn, nhưng nếu là một mực đợi ở chỗ này, tính mạng của nàng liền vĩnh viễn trưởng khống tại thánh linh điện bên trong, cho dù là thánh linh điện đối nàng cho dù tốt, nàng cũng không phải chân chính tự do. Rất nhanh, đàm anh tới. Đây là người lão ẩu, hắn trên mặt tràn đầy điểm lắm tắm, tóc trắng phơ, thân ảnh có chút còng xuống, trong tay còn cầm lấy một cây quải trượng, nếu không phải là thân bên trên cái kia long hoàng cảnh khí tức phát ra, ai cũng sẽ cho rằng đây chỉ là một tuổi xế chiều lão nhân. Gặp hắn đến, Bạch Lăng cùng Trình Dục cùng với khác người lập tức đứng dậy. Bái kiến sư tôn. Bái kiến đàm điện chủ. Tô Hàng cũng là đứng dậy ông quyền nói. Đàm điện chủ. Tô Tôn liền không cần khách khí như thế, ngươi đều phải đem đồ nhi của ta đoạt đi, khách khí nữa thì có ích lợi gì. Đàm anh tức giận, Tô Hàng liền lộ ra cười khổ. Đàm Điền Chủ nói cực phải, bất quá không thể trách Tô Mổ, thật sự là Bạch Lăng, quá có Tô Mổ cần có thiên tư. Ta còn nói nàng có ta cần thiên tư đâu, bằng không thì ta thu nàng làm đệ tử làm gì. Đàm Anh trợn trắng mắt, một điểm không có long hoàng cảnh dáng vẻ. Nghe nàng nói những lời này, Tô Hàng liền biết, việc này không sai biệt lắm xong rồi. Sư Tôn Bạch Lăng khuôn mặt đỏ bừng, không biết nên mở miệng như thế nào. Tốt Đàm Anh sờ lên Bạch Lăng mái tóc, thanh âm biến nhu hòa xuống tới. Ta từng nói qua, ngươi làm bất kỳ quyết định gì, ta cũng sẽ không làm nhiễu, mặc dù trong lòng có chút không bỏ, nhưng ngươi tâm ý đã quyết, vi sư cũng chỉ có thể hy vọng, ngày sau ngươi thật sự có thể thể hiện ra thiên tư của ngươi, như tái kiến ta, còn có thể kêu một tiếng sư tôn là được. Sư tôn. Bạch lăng mắt bên trong lập tức chảy ra nước mắt, nàng không nghĩ tới đàm anh hội đáp ứng thống khoái như vậy, như đàm anh mắng nàng một chút lời khó nghe, nàng có lẽ còn dễ chịu chút, có thể đàm anh càng là thoải mái, nàng thì càng khó chịu khóc cái gì? Đàm anh lau đi bạch lăng nước mắt trên mặt. Vì sư không phải đã nói sao, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, ngươi tuy là nữ tử, lại cũng không thể tùy ý thúc thích, bất nhường những nam nhân xấu kia xem thường. Tô Hàng Vũ Văn Trung Thành Hết thảy nam tính Cầu vốt 9.10 ở cuối chương Chương 1060 Đủ hào Hai càng Nguồn Mê truyện audio.com Nói thật, liền liền tô hàng cũng không nghĩ tới, đạm anh hội đáp ứng thống khoái như vậy. Theo lý mà nói, như Đàm anh người sư tôn này, thật giống Bạch Lăng nói tốt như vậy, nên cực lực phản đối mới là. Có thế từ đầu tới đuôi, Đàm anh liền không có nói qua một câu phản đối, tô hàng thậm chí đều có chút hoài nghi, đây có phải hay không là thánh linh Điền một cái âm mưu, phái Bạch Lăng đi phượng hoàng tông làm nằm vùng. Bất quá rất nhanh, hắn liền cười khổ lắc đầu, đem trong đầu ý nghĩ này ném đi. Đàm anh cái kia yêu chiều dáng vẻ không giống làm giả, mà Bạch Lăng vẽ mặt liền càng không cần phải nói, nếu thật là âm mưu, vậy bọn hắn khẳng định biết diễn kịch một phen, mà không phải thống khoái như vậy. Đến loại cảnh giới này, tất cả mọi người không phải người ngu, Tô Hàng chỉ cảm thấy chính mình là sống tuổi tác quá dài, mặc kệ gặp được sự tình gì, kiểu gì cũng sẽ hướng xấu một phương diện suy nghĩ. Chúng ta này chút xuống nam nhân làm sao đắc tội ngươi rồi. Đúng lúc này, Vũ Văn Trung thành tiếng âm vang lên, đêm này thương cảm bầu không khí đánh vỡ. Lão bà, ngươi bị ném bỏ đó là ngươi chính mình nguyên nhân, có thể đừng tưởng rằng khắp thiên hạ nam nhân đều là như thế vũ văn trung thành trêu chọc nói bất quá nói đi thì nói lại lúc trước vứt bỏ ngươi cái tên kia hiện tại chỉ sợ là hối hận chết đi hỏa đến dù sao nếu có thể có một cái long hoàn cảnh thê tử cuộc sống của hắn cũng sẽ tốt hơn hơn nhiều cút ngay ai nói lão thân bị ném bỏ rồi đàm anh bất mãn nói vũ văn trung thành ngươi cái miệng này vẫn là hèn như vậy về sau lại dám nói thế với cẩn thận ta cắt mất đầu lưỡi của ngươi nhìn một chút tất cả mọi người nhìn một chút liền ngươi này tính tình không phải là bị từ bỏ là cái gì thấy đàm anh còn muốn phản bác vũ văn trung thành vội vàng nói tốt tốt ném không vứt bỏ đó cũng là chuyện của ngươi xem ngươi ý tứ là đáp ứng nhường bạch lăng đi theo tô tôn đi rồi tô tôn đều tự mình đến muốn người ta nếu là ngăn lại còn không bị tô tôn cho đánh chết đàm anh nói tô hàng vội vàng nói đàm điện chủ lời này là nói như thế nào thật giống như ta tô hàng liền là một cái sát nhân cùng một dạng cũng kém không nhiều đàm anh thầm nói. Ta. Tô Hàng thật là người căm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Bất quá hắn cũng không có giận chó đánh mèo đàm anh, chính mình cùng người ta tới muốn người, người ta còn đáp ứng, nói vài lời lời khó nghe, lại không phải thật tâm, làm gì đi sau đó. Ha ha ha, tất cả mọi người chớ để ở trong lòng, đùa dẫn thoại, đùa dẫn thoại. Vũ Văn Trung Thành cười đi ra hòa giải. Tô Hàng ban đầu liền không có làm thật, mở miệng nói. Bạch Lăng đã nói với ta, ngươi coi nàng là con gái ruột đối đã giống nhau, nàng mặc dù muốn gia nhập ta Phượng Hoàng Tông, nhưng cũng là cực kỳ không bỏ, vùng vẫy thật lâu. Tô mổ hôm nay tới muốn người, vốn là tô mổ không đúng, bạch lăng như vậy tư chất đệ tử, nghĩ đến thánh linh điện cũng là cực kỳ coi trọng. Như vậy đi. Ngươi, ta không lấy không, một kiện địa minh cấp hạ phẩm trang bị, một trăm ức hạ phẩm linh thạch, một bộ địa minh cấp hạ phẩm công pháp, một bộ địa minh cấp hạ phẩm long kỷ, như thế nào? Nghe thấy lời ấy, trong đại sảnh liền nhất lên nhiều tiếng hô kinh ngạc tất cả mọi người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem tô hàng bao quát vũ văn trung thành cùng đàm anh cho dù là bọn họ là long hoàn cảnh có thể tô hàng theo như lời bất luận một món đồ gì đối bọn hắn tới nói vậy cũng là cực kỳ trân quý này bốn dạng vật phẩm bên trong có lẽ không đáng giá tiền nhất liền là cái kia một trăm ức linh thạch dù sao địa minh cấp trang bị cùng công pháp cùng với long kỹ vậy cũng là cực kỳ thư thất cùng trân quý giá trị liên thành thậm chí đều không thể dùng linh thạch đi cân nhắc rất nhiều người đạt được nếu không phải bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không bán, nhất là thánh linh điện này loại thế lực lớn. Đối thánh linh điện tới nói, linh thạch bọn hắn có rất nhiều, có thể địa minh cấp trang bị, công pháp, cùng với long kỹ, vậy liền không nhiều lắm. Đương nhiên, 100 ức linh thạch, tuyệt đối không thể nói thiếu, đây là hết sức khổng lồ một bút số lượng. Bạch Lăng chính mình cũng muốn hỏi một thoáng, ta thật như thế đáng tiền. Nàng biết Tô Hàng khẳng định hội đánh đổi một số thứ, bằng không thì Thánh Linh Điện cũng sẽ không thật cứ như vậy cam tâm tình nguyện, thật không nghĩ đến, tô hàng vậy mà lại trả giá lớn như vậy đại giới. Này mấy kiện đồ vật cộng lại, tổng giá trị ít nhất quá ngàn ức. Tô Tôn, ngươi đây cũng quá hào rồi. Vũ Văn Trung Thành nói. Đều nói ngươi có tiền, ta hiện tại mới xem như hiểu biết, ngươi là thật sự có tiền. Bất quá 100 ức linh thạch tạm thời không nói, cái kia địa minh cấp trang bị cùng công pháp, cùng với Long Kỷ, ngươi thật nguyện ý cho. Vũ Văn Điện Chủ không muốn. Tô Hàng cười nói. Đương nhiên muốn. Vũ Văn Trung Thành lập tức nói hư giả lời nói chúng ta cũng không muốn nói nhiều nếu là tô tôn hôm nay thật vô ích đem người cho muốn đi thánh linh điện bên trong khẳng định có người không nguyện ý bất quá tô tôn nguyện ý trả giá cái giá như thế này như vậy những người kia là có thể ngậm miệng lại ngươi có ý tứ gì đàm anh nhíu mày nhìn xem vũ văn trung thành thánh linh điện là đang bán đệ tử của ta hay sao không 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 ngươi tuyệt đối đừng hiểu lầm ta nhưng không có ý tứ kia vũ văn trung thành nói rõ lý do trong chốc lát cũng nói rõ lý do không rõ lập tức khua tay nói ngược lại ngươi biết thánh linh điện tình huống, ngươi lý giải ta ý tứ chính là. Hừ. Đàm anh hừ lạnh một tiếng, cũng là không tiếp tục ở trên đây dây dưa. Mà tô hàng theo vũ văn trung thành nói gần nói xa, cũng có thể nghe được, tại đây loại thế lực lớn bên trong, giữa lẫn nhau tranh đấu khẳng định là không thiếu được, cho dù là bọn họ là điện chủ, cũng làm không được nhất ngôn đường. Đã như vậy, cái kia liền quyết định như vậy. Tô hàng phất tay, một mai không gian giới chỉ nổi lên, rơi vào vũ văn trung thành bên cạnh trên mặt bàn trong này bên ta tài sở nói đồ vật đều có vũ văn điện chủ lại nhìn một chút vũ văn trung thành cũng không lập gì thần niệm quét một phen thở sâu hướng tô hàng dơ ngón tay cái lên đủ hào tô hàng mím môi một cái lại là xuất ra một mai không gian giới chỉ đưa cho đàm anh trong này đồng dạng có một trăm ức hạ phẩm linh thạch xem như tô mổ đối đàm điện chủ đền bù tổn thất nghe vậy trong đại sảnh lại là truyền ra một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm lại là một trăm ức giời ạ à, cái này là thế giới của người có tiền sao động một tí liền dùng chục tỷ linh thạch đến nói chuyện trong đại sảnh một chút long thần cảnh đơn giản có loại mong muốn trào máu xúc động bọn hắn vì kiếm lấy mấy vạn linh thạch liền liều sống liều chết nhưng tại tô hàng nơi này tùy tiện liền là hai trăm ức một trăm ức linh thạch cho dù là đối với đàm anh loại cấp bậc này người mà nói đó cũng là cực kỳ khổng lồ số lượng đàm anh không có cự tuyệt trực tiếp tiếp nhận sau đó lại bàn tay vũ động sau cùng xuất ra một mai không gian giới chỉ đưa cho bạch lăng trong này có 10 ức, ngươi tạm thời cầm đi tu luyện, cũng đủ rồi, không đủ, trở lại cùng vi sư muốn. Sư Tôn Bạch Lăng thân thể run rẩy, chợt ông lấy đàm anh, khóc lớn lên. Tô Hàng cũng xem như triệt để nhìn thấy, đàm anh đối Bạch Lăng đến cỡ nào tốt. Nàng biết rõ Bạch Lăng tiến vào Phượng Hoàng Tông về sau, sẽ không thiếu linh thạch, biết rõ 10 ức linh thạch, đối nàng chính mình cái này long hoàn cảnh tới nói đều không ít, có thế nàng, vẫn là không chút do dự cho Bạch Lăng. Đối với cái này, Tô Hàng trong lòng không khỏi có chút thở dài, có này sư tôn, còn cần cầu gì hơn? Cầu vốt 9.10 ở cuối chương. Chương 1061. Trình dục thỉnh cầu, ba càng. Nguồn. Mê truyện audio com Bạch Lăng gia nhập Phượng Hoàng Tông sự tình, quyết định như vậy đi. Mà trên thực tế ai cũng biết, tô hàng cái gọi là cầu hôn, bất quá là coi đây là lấy cớ thôi, kỳ thật hắn mục đích thực sự là muốn nhường Bạch Lăng gia nhập Phượng Hoàng Tông, nhưng trở ngại Bạch Lăng bản thân liền là thánh linh điện người, không tốt trực tiếp mở miệng. Bất quá, Tô Hàng bây giờ địa vị khác biệt, lại bỏ ra rất nhiều đại giới, chỉ là linh thạch liền trọn vẹn 20 tỷ, vô luận theo điểm nào nhất tới nói, đổi lấy Bạch Lăng, đều đã đủ rồi. huống hồ đầm anh vẫn như cũ là Bạch Lăng đích sư tôn, cũng không có bởi vì Bạch Lăng rời đi thánh linh điện, hai người liền đoạn tuyệt quan hệ. Kể từ đó, tất cả đều vui vẻ. Ban đêm Vũ Văn Trung Thành tự mình cho Tô Hàng an bài một cái phòng, nhường Tô Hàng tại đây bên trong nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai, Thánh Linh Điện quả nhiên xếp đặt buổi tiệc, thất điện điện chủ có ba vị hiện thân ngoại trừ vũ văn trung thành cùng đàm anh bên ngoài còn có dục vọng điện điện chủ thanh hòa như tô hàng suy nghĩ thanh hòa tu vi quả thật cùng vũ văn trung thành đàm anh không sai biệt nhiều đều là long hoàn cảnh sơ kỳ thanh hòa nhìn rất trẻ trung bất quá tuổi thật đã vượt qua một nghìn tuổi kỳ vi người cực kỳ hòa ái đối tô hàng cũng là tương đối khách khí không để cho tô hàng thất vọng đến mức bốn vị khác điện chủ theo vũ văn trung thành nói có hai vị đang lúc bế quan mặt khác hai vị thì là ra ngoài rồi tạm thời về không được. Tô Hàng còn không có đại giá đến không phải để người ta bảy vị điện chủ đều đi ra cùng hắn trình độ, đối với cái này đương nhiên sẽ không chú ý, một ngày thời gian trôi qua rất nhanh, đám người nâng cốc ngôn hoang, thoải mái tràn trề, bày đi lên sơn trân hải vị nhiều vô số kể, mỹ vị đến cực điểm. Ngày thứ hai, Tô Hàng liền dự định khởi hành rời đi. Đàm Anh cùng Bạch Lăng nên lời nhắn nhủ cũng đều bàn giao, mà Bạch Lăng thân bên trên bị thánh linh điện trồng dưới bí thuật, cũng đã bị giải khai. Từ Đàm Anh đáp ứng một khắc này bắt đầu, Bạch Lăng liền đã không còn là thánh linh điện người. Nàng rốt cuộc tự do, sinh mệnh nắm giữ tại trong tay của mình, đối Tô Hàng cũng là tràn đầy cảm kích. Đương nhiên, nàng biết Tô Hàng đối với thủ hạ quản lý, khẳng định cũng là cực kỳ nghiêm ngặt, nhưng chỉ cần không giống thánh linh điện như thế, nàng liền đã rất thỏa mãn, dù sao nàng bản thân liền không có muốn làm phản tông môn dự định. Mà liền tại Tô Hàng dự định truyền âm cho Bạch Lăng, nói muốn ly khai thời điểm, cửa gian phòng bỗng nhiên bị gõ. Tô Tôn, trình dục trưởng lão cầu kiến có thánh linh điện tôi tớ ở phía ngoài nói. Trình dục. Tô Hàng hơi hơi trầm ngâm, nói. Khiến cho hắn vào đi. Vâng. Cái kia tôi tớ rời đi, không lâu sau đó, cửa gian phòng lại là bị gõ vang, đạt được Tô Hàng đồng ý, trình dục đi đến. Tô Hàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt, liền khẽ nhíu mày. Chỉ thấy thời khắc này trình dục sợi tóc tán loạn, hai con ngươi đỏ bừng, khóe miệng mà còn có vết máu, hắn khí tức trong mơ hồ, có loại hỗn loạn khí tượng, giống như là tùy thời đều có thể sụp đổ tu vi một dạng chuyện gì xảy ra? Tô Hàng không khỏi hỏi. Tô Tôn. Trình dục trong lòng có giận, bị khuất đến cực điểm, thấy Tô Hàng đặt câu hỏi, lúc này phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất. Một màn này, nhưng Tô Hàng lần nữa nhìn không được nhíu nhíu mày. Hắn nhớ mang máng, tại tông môn thi đấu ải thứ nhất thời điểm, hai người tại viễn cổ chiến trường trong đó gặp mặt, Tô Hàng thỉnh cầu hắn hướng thánh linh điện xin, hỗ trợ cho vân thiên thiên trị liệu. Khi đó trình dục, mặc dù cũng là khách khí, nhưng hăng hái, hoàn toàn chính là cường giả tư thái, cùng bây giờ đơn giản tưởng như hai người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ tới, một tên long thần cảnh đỉnh phong cường giả, hội thê thảm thành bộ dáng này. Đứng lên. Tô Hàng bàn tay vung lên, một cổ nhu hòa lực lượng đem trình dục nâng đứng lên. Nơi đó có cái ghế, chính mình ngồi. Tô Hàng nói, Tô Tôn, mong rằng Tô Tôn ra tay. Trình dục nơi nào còn có lòng dạ thanh thản ngồi, nói chuyện thời điểm, gần như là dùng cao giọng tê hét ra, thấy rõ hắn lửa giận trong lòng cùng không cam lòng. người trước đừng kích động, Tô Hàng nói. Có chuyện gì, nói rõ chi tiết tới. Hô. Trình dục nhổ một ngụm trọc khí, dường như đem lửa giận trong lòng đè xuống, toàn tức nói. Tô Tôn, ta tuy là thánh linh điện trưởng lão, nhưng thánh linh điện bên trong, phe phái rất nhiều, một chút long hoàn cảnh cường giả hậu bối tử đệ, ý vào ta không có cái gì quá lớn bối cảnh, thường xuyên đối ta tiến hành khi nhục, ta tại nguyên cũng là bị bọn hắn tước đoạt vô số, bằng không, bằng vào ta thiên tư, không nói nhất định có thể đột phá thành công, nhưng ít ra, cũng có thể tiến hành đột phá, ngay tại mới vừa, thánh linh điện cấp cho tháng này tài nguyên, có thấy chu thần cái kia đồ hỗn trướng, lại một lần nữa đem ta tài nguyên cướp đi, ta thật sự là tức không nhịn nổi, cùng tranh đoạt, mặc dù đem tài nguyên cho đoạt trở về, nhưng này chu thần chính là thánh linh điện long hoàng cảnh cường giả tả phi tả trưởng lão thân truyền đệ tử, tả trưởng lão cực kỳ bao che khuyết điểm, biết được việc này về sau, trực tiếp đem ta đánh thành trọng thương. Còn mời tô tôn ra tay, lại không nói giúp ta lấy lại công đạo, ít nhất. Đừng để ta lại chịu như vậy khuất nhục. Trình Dục nói một hơi về sau, liền nhìn xem Tô Hàng, lộ ra kỳ vọng. Trên thực tế, hắn có mấy lời không nói. Chu thần đích thật là đoạt hắn tư nguyên, nhưng Trình Dục là cảm thấy trước đó Tô Hàng trước mặt nhiều người như vậy mở miệng, khẳng định là có chút chấn nhiếp lực, cho nên mới dám ra tay với Chu thần, đem tài nguyên cho cướp về. Như Tô Hàng không ở nơi này, hắn vẫn như cũ biết ẩn nhẫn xuống. Nhưng hắn không nghĩ tới, cái kia tả trưởng lão tự hồ căn bản cũng không có đem Tô Hàng cho để ở trong lòng, Trình Dục tưởng tượng lực uy hiếp, đối tả phi tới nói, hoàn toàn không tồn tại, có lẽ chính là bởi vì loại suy nghĩ này, tả phi đệ tử chu thần, mới có thể lần nữa đến cướp đoạt trình dục tài nguyên. Như thế a à? Tô Hàng nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn tại Thánh Linh Điện Cổng, đối trình dục theo như lời cái kia lời nói, đích thật là mong muốn gián tiếp trợ giúp một thoáng trình dục. Lúc đó Tô Hàng mặc dù không biết trình dục tại Thánh Linh Điện trong đó lại nhận như vậy khuất nhục, nhưng hắn chẳng qua là cảm thấy, có lẽ bởi vì chính mình cái kia một phen, hoặc là bởi vì chính mình, thánh linh điện sẽ đối với trình dục nhấn mạnh chiếu cố một chút lại thêm trình dục vốn là long thần cảnh đỉnh phong chỉ cần tại nguyên hơi đối với hắn nhiên một thoáng cái kia trình dục liền rất có thể đột phá chỉ cần trình dục đột phá thành công liền là long hoàn cảnh không thành công đó cũng là ngụy hoàn cảnh tóm lại so hiện tại muốn mạnh hơn vô số có thể hiện tại xem ra có vẻ như cái kia cái gọi là tả trưởng lão căn bản cũng không có đem chính mình để ở trong lòng a đồng thời tô hàng cũng có thể nhìn ra thánh linh điện trong đó cạnh tranh đến cỡ nào kịch liệt trước đó vũ văn trung thành liền đã lộ ra một chút giờ khác này ở này trình dục thân bên trên càng là trực tiếp thể hiện ra tô tôn ngài không nợ vãn bối nhân tình trị liệu vân thiên thiên là thánh linh điện trị liệu không phải vãn bối trình dục nói nhưng vãn bối hy vọng tô tôn có thể xem ở ngài cùng vãn bối quen biết một trận phận bên trên ban vãn bối một lần liền một lần sau khi nói xong hắn lại là phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất không ngừng hướng tô Hàng dập đầu thấy này tô hàn trong lòng không khỏi thầm than thực lực A, cầu vốt 9.10 ở cuối chương. Chương 1062 Sinh tử trên đài, 4 càng Nguồn Mê truyện audio com Người trước đứng lên Tô Hàng nói, Tô Tôn nếu là không đáp ứng, vạn bối liền không nổi Trình dục một bên dập đầu, một bên đau khổ nói Không phải vạn bối uy hiếp ngài, thật sự là vạn bối chịu đủ loại ngay này Vạn bối biết, ta cùng Bạch Lăng không so được, ta không có nàng cái chủng loại kia tư chất, cho nên căn bản cũng không dám hy vọng xa vời tô tôn để cho ta gia nhập phượng hoàng tông có thể chỉ cần ở chỗ này thánh linh điện một ngày vãn bối liền phải bị một ngày khuất nhục ta cũng là đường đường long thần cảnh càng là đỉnh phong dựa vào cái gì chịu lấy hắn không quan trọng một cái long thần cảnh sơ kỳ lăng nhục này lời nói hoàn toàn chính xác không giả trình dục chính là long thần cảnh đỉnh phong thả đến bất kỳ một thế lực nào bên trong không nói địa vị cực cao nhưng cũng là cực kỳ xem trọng nhưng tại thánh linh điện bên trong lại bị khi nhục không được Tô Hàng gật đầu nói. Ngươi mong muốn ta như thế nào giúp ngươi? Thấy Tô Hàng đáp ứng, trình dục con mắt to sáng lên, vội vàng nói. Đa tạ Tô Tôn, đa tạ Tô Tôn. Nói xong, hắn đứng dậy. Thánh linh điện bên trong, có sinh chết đài tồn tại, vô luận là đệ tử, ngoại trừ thất đại điện chủ cùng với tổng điện chủ bên ngoài, bất kỳ người nào khác, đều có thể hướng người khác khởi xướng khiêu chiến, vừa vào sinh tử đài, liền chết sống có số, giàu có nhờ trời. Vãn bối mong muốn tại cái kia sinh tử trên đài khiêu chiến chu thần, có thế sư tôn của hắn tả phi trưởng lão khẳng định hội ngăn cản, vạn bối chỉ hy vọng tô tôn có thể đem ngăn lại liền tốt. Có khả năng. Tô Hàn gật đầu, lại hỏi. Lúc nào? Liền hiện tại. Trình dục nghiến răng nghiến lợi. Cái kia đi thôi. Tô Hàn đứng dậy. Tô tôn, cái kia tả phi trưởng lão tu vi là long hoàng cảnh. Không quan trọng. Trình dục vốn là muốn nói cho tô hàng tả phi tu vi, xem như nhắc nhở, dù sao biết người biết ta, Trăm trận trăm thắng, tuy nói có tin tức truyền về, tô hàng đối Long hoàn cảnh sơ kỳ ninh nhất hải trực tiếp nghiền ép, có thế tin tức dù sao cũng là tin tức, nói ngoa sự tình lại không phải là không có, mà lại rất nhiều. Ít nhất tô hàng trước mắt tu vi nhìn, thật chỉ là Long thần cảnh trung kỳ, lúc trước hắn cũng lén lén hỏi qua Vũ Văn Trung Thành, đạt được xác thực trả lời. Nói thật, một cái Long thần cảnh trung kỳ, nghiền ép một cái Long hoàn cảnh sơ kỳ, việc này ai đều không tin, liền xem như Trình Dục đều có chút không tin. Hắn nếu không phải thật sự là không nhìn nổi tuyệt đối sẽ không tìm đến Tô Hàng, dù sao Tô Hàng có phải hay không tả phi trưởng lão đối thủ cũng khó nói, chớ nói chi là có thể không thể trợ giúp hắn. Trước đó tại Thánh Linh Điện Cổng, Tô Hàng theo như lời những lời kia, nhất là chỉ cần không phải long tôn cảnh, mặt khác phiền phức đều có thể ban tự mình giải quyết câu này, trình dục căn bản cũng không có để ở trong lòng. Trò cười, long thần cảnh trung kỳ, không có khả năng long tôn phía dưới vô địch, bằng không thì thời khắc này Tô Hàng cũng không phải là ở chỗ này, chỉ sợ sớm đã đi năm đại siêu cấp tông môn tìm phiền phức đi. Hắn sợ dĩ không có đi, cũng là bởi vì còn kiên kỵ năm đại siêu cấp tông môn. Đương nhiên, giờ này khắc này, tất cả những thứ này trình dục đều mặc kệ, chỉ cần Tô Hàng đáp ứng trợ giúp hắn, vậy hắn liền tin tưởng Tô Hàng. Thánh linh điện sinh tử đài, ở vào thất tòa cung điện trung ương. Sinh tử đài rất lớn, đủ có mấy chục dặm dài rộng, toàn bộ từ đặc thù hòn đá mà lát thành, lại thêm thánh linh điện long hoàn cảnh cường giả bày ra lòng ánh sáng, tùy tiện không thể đánh nát. Mong muốn đạp vào sinh tử đài, trước hết đánh trống bảy lần. Mà giờ khắc này, chính là có tiếng trống vang lên đông, 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 đông. Tiếng trống vang trầm, chậm rãi truyền ra ngoài, đưa tới không ít người chú ý. Dùng thánh linh điện trong đó tranh đoạt kịch liệt, đạp vào sinh tử đài loại chuyện này tự nhiên là cực kỳ thường gặp. Bất quá lần này lại là có chút đặc thù. Dĩ vãng cơ hồ đều là đệ tử ở giữa khiêu chiến, nhưng lần này là một tên trưởng lão khiêu chiến. Mà người trưởng lão này đúng là trình dục. Thánh linh điện đệ tử chỗ cũng không phải là như nhất Đao Cung như vậy, là một chỗ một tòa núi lớn mà là vây quanh thất tòa cung điện, cơ hồ trải rộng toàn bộ thánh linh điện tông môn trụ sở. Mà sinh tử đài, ngay tại những này đệ tử vị trí phạm vi trung ương, khi biết là trình dục tại đánh trống về sau, lập tức có vô số đệ tử hướng phía nơi này chạy đến. Nghe nói sao? Lần này cần khiêu chiến người, lại là trình dục trưởng lão. Tự nhiên là nghe nói, bằng không thì cũng sẽ không tới. Ta xem a, à, trình dục trưởng lão lần này cần khiêu chiến, 8 phần 10 là cái kia chu thần, nghe nói ngay tại trước đây không lâu, cái kia chu thần lại đoạt trình dục trưởng lão tài nguyên đây cũng không phải là lần đầu tiên mà trình dục trưởng lão lần này không biết thế nào vậy mà không ẩn nhẫn trực tiếp ra tay đoạt lại tài nguyên có thế kết quả cũng là bị tả phi trưởng lão cho đánh thành trọng thương việc này ta cũng biết nói xem ra trình dục trưởng lão là hoàn toàn chính xác không có ý định ẩn nhẫn đi xuống ai thay đổi là ta cả ngày như thế chịu khi dễ ta cũng nhìn không được này có biện pháp nào ta thánh linh điện cạnh tranh cỡ nào kịch liệt mọi người đều biết lấy thêm một điểm tài nguyên liền sau người khác nhiều đi một bước đáng tiếc a à, trước không nói cái kia chu thần có thể hay không ứng chiến cho dù là ứng chiến trình dục trưởng lão thật đúng là dám giết hắn sao tả phi trưởng lão thế nhưng là hết sức bao che khuyết điểm theo hắn mấy lần đối trình dục trưởng lão ra tay liền có thể nhìn ra được nếu là trình dục trưởng lão thật đem chu thần giết đi hắn còn không phải cho chu thần chôn cùng a à. ta xem a à, trình dục trưởng lão lần này là thật không có ý định nhẫn đi xuống sinh tử trên đài nếu có người không ứng chiến trực tiếp tước đoạt một năm tài nguyên không nói, cái kia khiêu chiến người, càng là có thể xuất ra một trăm vạn linh thạch đại giới, bức bách bị khiêu chiến người nhất định phải ứng chiến, một trăm vạn linh thạch, trình dục trưởng lão vẫn phải có. Vô số tiếng nghị luận tại lúc này theo những đệ tử kia trong miệng truyền ra, lít nha lít nhít thân ảnh tại lúc này tất cả đều hướng phía sinh tử đại nơi đó phóng đi. Lần khiêu chiến này, không thể so lúc khác, trình dục chính là một tên trưởng lão, lại chu thần sau lưng càng là đứng đấy tả phi cái này long hoàn cảnh, hoàn toàn liền là một trận vỡ kịch rất nhiều người đều muốn nhìn xem, này vở kịch kết cục đến cùng sẽ như thế nào mà tại lúc này sinh tử trên đài, trình dục đang cắn chặt răng, bịch một tiếng, gõ một lần cuối cùng trống to. Gõ xong sau, hắn đầu tiên là nhìn thoáng qua khoanh chân nhắm mắt, ngồi tại sinh tử dưới đài phương tô hàng, mà lui về phía sau mở tầm mắt, dường như ở trong đám người tìm kiếm lấy cái gì. Giờ này khắc này, sinh tử đài nơi này đã tụ tập vô số thân ảnh, có không ít đệ tử đều thấy được tô hàng, liền vội cung kính hành lễ. Bất quá, bọn hắn cũng không nghĩ tới tô hàng là đến giúp trình dục, còn tưởng rằng Tô Hàng cũng là tới xem náo nhiệt. Hành lễ về sau, bọn hắn liền đem lực chú ý chuyển dời đến trình dục thân bên trên. Trình dục không nghĩ tới chu thần thân ảnh, trực tiếp tản ra tu vi, quát lớn. Chu thần, chết cho ta đi ra. Chui ngay ra đây. Đi ra. Tới. Từng tiếng hồi âm tại thời khắc này truyền đến, lập tức lại có tiếng nghị luận truyền ra. Quả nhiên, trình dục trưởng lão khiêu chiến là chu thần. Chu thần tên kia cũng đích thật là thật ngông cuồng, ta đều có chút nhìn không được không có cách, ai để người ta có chút tư chất, có một cái tốt sư tôn đâu. Cầu vốt 9.10 ở cuối chương. Chương 1063. Chu thần, năm càng. Nguồn. Mê truyện audio com Chu thần, ngươi không phải có gan sao? Có gan ngươi liền chết đi ra. Không quan trọng một cái long thần cảnh sơ kỳ, nếu không phải là dựa vào tả phi tả trưởng lão, ngươi trong mắt ta, tính là thứ gì? Hôm nay, ta trình dục ngay tại này sinh tử đài bên trên khiêu chiến ngươi, người ta không chết không thôi, ngươi dám sao? Nhà ấm bên trong đóa hoa mà thôi, không có tả phi trưởng lão, ngươi cậu thí không phải. Trình dục không ngừng mở miệng hét to, đem lửa giận trong lòng một hơi toàn bộ đều tuyên tiết đi ra. Dĩ vãng, hắn xưa nay không dám như thế, cho dù là nhận người khác khi nhục, cho dù là người khác xem trong ánh mắt của chính mình mặt tràn ngập đồng tình, lòng tự tôn của hắn nhận nghiêm trọng chà đạp, nhưng hắn cũng chỉ có cắn răng nhẫn nhịn nhưng giờ khắc này, hắn rốt cục có khả năng không cần lại ẩn nhẫn. Chu thần. Thấy chu thần vẫn là không có hiện thân, trình dục lần nữa chợt quát lên. Ngươi bây giờ không dám hiện thân rồi. Chỉ dám ở bên trái không phải trưởng lão dưới mí mắt cướp đoạt tư nguyên của người khác. Chỉ dám ỷ vào ngươi sư tôn tới đối với người khác tiến hành khi nhục. Cẩu vật, hôm nay lão tử phế đi thằng chó chết. Phía dưới một mảnh thổn thức, trình dục trong ngày thường đối đãi người khác đều là cực kỳ ôn hòa, xưa nay không nói thô tục, giờ phút này xem ra, hắn thật là phẫn nộ đến trình độ nhất định. Hồ cái gì đâu? Đúng lúc này, một đạo thanh âm lười biến từ đằng xa truyền đến. Đám người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một tên nam tử trẻ tuổi đang móc lấy lỗ tai, từ đằng xa chậm rãi đi tới, tại hắn hai bên, còn vây quanh không ít đệ tử, nhìn cực kỳ nịnh nọt cùng nịnh nọt. Người này, đúng là chu thần. Tô Hàng cũng là nhìn không được quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ thấy chu thần một thân cẩm bào, vô cùng hoa lệ, hắn bờ môi hơi bạc, xem xét liền là trời sinh tính cây nghiệt người sáng sớm ngay ở chỗ này kỹ kỹ oai oai, có để cho người ta ngủ hay không? Chu thần vừa đi, một bên lười biếng nói. Đối với trình dục khiêu chiến, hắn giống như là căn bản cũng không có để ở trong lòng, đi vào sinh tử đài trước đó, đám người lập tức vì hắn tránh ra một con đường, chu thần tại mọi người chen chúc hạ chậm rãi đi đến. Tô hàng khoanh chân ngồi ở chỗ đó, đưa lưng về phía hắn, chu thần vẹn vẹn nhìn thoáng qua, liền không tiếp tục để ý tới, mà là hướng trên đài trình dục nói. Ngươi khiêu chiến ta. Ha ha ha. Ngươi tính là thứ gì, cũng có tư cách khiêu chiến ta. Lại nói ngươi hài hước không buồn cười. Ngươi một cái long thần cảnh đỉnh phong trưởng lão, vậy mà khiêu chiến ta cái này long thần cảnh sơ kỳ đệ tử. Phù hợp sao? Có gan ngươi liền chết đi lên. Trình dục hiển nhiên không muốn nói nhiều với hắn nói nhảm, hừ lạnh nói. Cậu tạp toái, ngươi cũng biết đạo ngã thị trưởng lão. Ngươi chưa từng đối ta cung kính qua. Nếu không phải là có ngươi sư tôn tồn tại, ngươi cũng sớm đã chết không biết bao nhiêu khắp cả. Ngươi khoan hãy nói, ta chính là có tốt như vậy một sư tôn, ngươi có thể như thế nào? Có bản lĩnh ngươi cũng đi tìm a, à, ngươi cũng là có chút hài hước, nếu không có tốt như vậy một sư tôn, ta dám đoạt ngươi tại nguyên sao?" Chu thần khinh thường nói. "Ngươi nhìn, giống như hết sức ghen tị bộ dáng a, à, bất quá không có cách, ngươi không có ta tốt như vậy tư chất, tìm không thấy long hoàn cảnh đích sư tôn, cho nên ngươi liền phải bị ta đoạt." Lời của hắn, nhưng bốn phía không ít đệ tử đều là nhíu nhíu mày, bất quá đối với Chu thần càng rỡ, cũng đều tập mãi thành thói quen bởi vì chu thần nói đích thật rất đúng ai để người ta có một cái tốt sư tôn đâu ngươi không phải có thể đoạt sao tới a à, ta nơi này có là tài nguyên ta có linh thạch có trang bị có đan dược có tài liệu ngươi tới đoạt a à, hôm nay ta nhường ngươi đoạt cái đủ trình dục trong mắt đều muốn phun lửa lão tử ta hiện tại còn không nguyện ý đoạt đây chu thần dễu cật nói trình dục trưởng lão thật sự là ngượng ngùng đâu ta giật đồ thời điểm cũng phải nhìn tâm tình hiện tại ta không có cái kia tâm tình ngươi nói nên làm cái gì Trình Dục Trăng đều muốn cắn nát, hắn hiện tại một lòng chỉ muốn đem Chu thần cho đánh thành phấn vụn, hóa giải trong lòng cơn giận. Hít một hơi thật sâu, Trình Dục cao giọng nói: "Ta Trình Dục ở đây, chính thức khiêu chiến Chu thần, sinh tử bất luận, không chết không thôi." "Không tiếp Chu thần một bộ trêu chọc ngữ khí. Ta chính là không tiếp, ngươi có thể làm gì được ta?" Trình Dục dường như đã sớm biết hắn sẽ như thế, lúc này bàn tay vung lên, có hàng loạt linh thạch xuất hiện. Những linh thạch này xuất hiện về sau, sinh tử trên đài lập tức xuất hiện một cái hắc động trình dục trực tiếp đem những linh thạch này ném vào trong hát động. Sau một lát, cái kia trong hát động, truyền ra một cái tiếng vang trầm nặng. Trăm vạn linh thạch đầy đủ, bị khiêu chiến người, nhất định phải tiếp chiến. Thấy này, chu thần sầm mặt lại, hừ lạnh nói. Cẩu vật, bị ta đoạt nhiều như vậy tài nguyên, lại còn có trăm vạn linh thạch, xem ra ta đoạt ngươi số lần vẫn là thiếu đi. Trình dục xuất ra trăm vạn linh thạch về sau, hắn nhất định phải tiếp chiến, không tiếp chiến cũng được, tương lai trong vòng 10 năm tài nguyên, hắn đều không có. Đương nhiên, còn có một đầu có khả năng không ứng chiến, cái kia chính là bị người khiêu chiến, xuất ra gấp 10 lần linh thạch là có thể tránh khỏi bị khiêu chiến. Gấp 10 lần linh thạch, liền là một ngàn vạn, chu thần còn thật không có, cho dù có, hắn cũng sẽ không lấy ra. Lăng đi lên. Trình dục quát. chu thần khẽ nhíu mày, nói. Ta không rõ, là ai cho ngươi dũng khí. Ta liền xem như thật đi lên, ngươi còn dám giết ta hay sao? Có sư tôn tại, ngươi lại có thể giết ta. Ngươi có thể lên đi thử một chút. Trình dục đều có loại mong muốn xuống đem hắn đánh chết xúc động. Đầu tiên chờ chút đã a, à, chờ sư tôn ta tới lại nói. Chu thần duỗi lưng một cái, nói. Ngược lại tiếp chiến có một ngày chờ đợi thời gian, không phải sao. Chờ sư tôn ta tới, ta lại ứng chiến. Vô sĩ. Hèn hạ. Bốn phía đệ tử đều là ở trong lòng thầm mắng, một khi tả phi tới, trình dục chỗ nào còn có thể giết chu thần. Chỉ sợ là tả phi giết trình dục mới là. Tô Hàng cũng âm thầm lắc đầu, này chu thần, tuyệt đối là hắn thấy qua, làm số không nhiều càng rỡ người một trong, thật không biết cái kia tả phi lại là hạng người gì, có thể như vậy dung túng đệ tử. Oanh! Cũng vào thời khắc này, nơi xa hư không bỗng nhiên nổ vang, ngay sau đó, bầu trời bị xé nứt, một đạo thân ảnh già nua chậm rãi hiện lên đi ra. Là tả phi trưởng lão. Tới nhanh như vậy. Lần này trình dục trưởng lão thật xong. Nhìn thấy này thân ảnh già nua xuất hiện, rất nhiều đệ tử liền truyền ra lời nói. Mà cái kia chu thần thì là vẻ mặt vui vẻ, hướng trình dục cười lạnh nói. Xem ra không cần một ngày đã lâu như vậy, nghĩ đến là sư tôn cũng biết ngươi muốn tìm cái chết, tới thành toàn ngươi. Hắn nói chuyện thời điểm, nơi xa hư không bên trên cái kia thân ảnh già nua bước ra một bước, một bước phía dưới, đi thẳng tới chu thần vùng trời. Bái kiến sư tôn. Chu thần vội vàng quỳ xuống đất dập đầu, đối đại trình dục thời điểm sắc mặt tất cả đều biến mất, mặt mũi tràn đầy dâng lên cùng nhiệt, càng là dập đầu thời điểm, mi tâm va chạm mặt đất, đều phát ra vang trầm, giống như là cung kính đến đối đại thần linh trình độ đứng lên mà nói. Tả Phi thản nhiên nói. Vâng. Chu Sâm đứng dậy, lập tức chỉ trình dục, lộ ra ủy khuất nói. Sư Tôn, hắn ỷ vào tự thân Long Thần Cảnh Đỉnh Phong Tu Vi, lại khiêu chiến ta cái này Long Thần Cảnh Sơ Kỳ, nếu ta đi lên, hoàn toàn liền là muốn chết, mong rằng Sư Tôn cho Độ Nhi làm chủ. Cầu vốt 9.10 ở cuối chương. Chương 1064. Ra tay, một càng, cầu phiếu đề cử. Nguồn. Mê truyện audio.com thấy chu thần trên mặt cái kia ủy khuất bộ dáng, đám người chỉ cảm thấy dối trá tới cực điểm, khiến cho người có loại cảm giác buồn nôn. Mà Tả Phi đang nghe chu thần lời nói về sau, cúi đầu nhìn về phía trình dục, ngữ khí trở nên băng lạnh lên. Người muốn khiêu chiến thần nhi. Nói chuyện thời điểm, một cổ hoàng uy từ Tả Phi thân thượng tán mở, trực tiếp tạo thành sóng khí, hướng phía trình dục trấn áp tới. Trình dục bị này hoàng uy đánh trúng, vốn là bản thân bị trọng thương, lúc này một ngụm máu tươi bắn ra, bịch một tiếng ngã ngã xuống mặt đất nhưng hắn cũng không bởi vậy liền cảm thấy e ngại, mà là dãy dỗ lấy đứng dậy, cắn răng nói. Đúng, ta muốn khiêu chiến chu thần. Ngươi đường đường đỉnh tim đệ tử trưởng lão, lại đối một cái nội môn đệ tử tại sinh tử đài bên trên khiêu chiến, không cảm thấy mất mặt sao. Tả phi dứt lời, hoàng quy lần nữa phun trào ra ngoài. Phốc. Trình dục lại là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, cảm giác toàn thân xương cốt đều muốn đứt gãy. Nhưng hắn vẫn như cũ là lần nữa đứng dậy, nắm chặt nắm đấm, kiệt lực nói trăm vạn linh thạch ta đã trả giá, chu thần không tiếp chiến cũng phải tiếp. Đánh rắm. Chu thần hừ lạnh nói. Cùng lắm thì, ta trong vòng 10 năm không cầm tài nguyên chính là, nhưng những tư nguyên này, ta đều sẽ từ trên người ngươi cầm về. Trình dục giận quá thành cười nói. Ha ha ha, chư vị có thế từng thấy được. Cái này là tả phi trưởng lão đệ tử, hoành hành bá đạo, nhưng lại nhát gan sợ phiền phức, ta nhìn ngươi rời đi tả phi, cậu thí không phải. Lớn mật. Chu thần lập tức quát ngươi dám đối sư tôn ta gọi thẳng tên húy ta chính là gọi thẳng tên húy thì thế nào trình dục triệt để buông ra nói tả phi đường đường long hoàn cảnh lại dung túng đệ tử tại thánh linh điện bên trong ngông cùng như thế dẫn tới tiếng oán than dậy đất người người phỉ nhổ trưởng lão vốn nên là thủ hộ tông môn trợ giúp tông môn đệ tử có thể ngươi trái không phải thế nào điểm làm được ngươi căn bản cũng không phối xưng là trưởng lão xem ra ngươi thật là chán sống mùi tả phi trong mắt lộ ra sát cơ trước đó ra tay với ngươi, vẹn vẹn chỉ là trọng thương ngươi, đã coi như là lão phu lưu tình, có thể ngươi không biết tốt xấu, căn bản chưa từng nhớ kỹ, gan dám như thế vũ nhục lão phu, liền cho ngươi đi dưới cửu tuyền, thật tốt tỉnh lại một thoáng. Oanh! Thoại âm rơi xuống, tả phi bàn tay vung mạnh lên, hắn long hoàn cảnh tu vi tràn ra, một bàn tay cực kỳ lớn trực tiếp từ không trung khuếch tán, hướng phía trình dục trấn áp tới. Một khi bị đánh trúng, dùng trình dục tu vi, căn bản là không ngăn cản được, chắc chắn sẽ chết rất thê thảm. Này một cái chớp mắt, tất cả mọi người lộ ra đồng tình trình dục bỏ ra trăm vạn linh thạch đại giới theo lý mà nói chu thần hẳn là tiếp nhận khiêu chiến mới là có thế kết quả chẳng những không thể như trình dục mong muốn vẫn còn phải bồi thường bên trên tính mạng của mình đáng tiếc a à, trình dục trưởng lão người cũng không tệ lắm liền muốn như vậy chết một tên trưởng lão lại là long hoàng cảnh cường giả ra tay thế nào sợ chết trong điện cũng sẽ không thái quá truy cứu đúng vậy a à, chúng ta cạnh tranh tuy nói kịch liệt nhưng long hoàng cảnh cao cao tại thượng địa vị có thể so với thần linh bọn hắn muốn giết ai hoàn toàn liền là tùy tâm sở dục từng tiếng nghị luận truyền ra thậm chí có nữ đệ tử đều nhắm mắt lại làm trình dục thấy đáng tiếc lại vào thời khắc này cái kia vẫn luôn nhắm mắt chỉ có chu thần tới mới nhìn một chút tô hàng bỗng nhiên mở to mắt bàn tay hướng thẳng đến trình dục nơi đó bắt tới một trảo này nhìn như tùy ý cũng không có cái gì đồng tĩnh quá lớn có thể trình dục vẻ mặt lại là mừng rỡ nhưng thấy cái kia tả phi bàn tay lớn sắp trấn sát trình dục tại vô hình bên trong, dường như bị cái gì cho ngăn cản lại, ngay sau đó chính là oanh một tiếng, trực tiếp sụp đổ. Chuyện này là Tô Tôn, ta thấy được, mới là Tô Tôn ra tay. Trời ạ, à, cứ như vậy tùy ý một túng, liền đem Long Hoàng cảnh tả phi trưởng lão công kích đánh tan. Không hổ là Tô Tôn, quá mạnh. Trước đó liền nghe nói Tô Tôn thực lực hôm nay, đều có thể nghiền ép Long Hoàng cảnh, bây giờ xem ra, hoàn toàn chính xác không giả. Vô số đệ tử đều tại đây khắc hướng phía Tô Hàng nhìn lại, thần sắc kích động, mặt mũi tràn đầy sùng bái cùng ngưỡng mộ tô tôn ngươi này là ý gì tả phi cũng tại lúc này nhìn về phía tô hàng nhíu mày mở miệng tô hàng nhìn cũng không nhìn hắn thẳng nhiên nói hậu bối ở giữa sự tình liền nhường chính bọn hắn xử lý đi thôi luận tuổi tác hắn mới là hậu bối nhưng hắn giờ phút này nói như vậy lại là không người dám phản bác đây là ta thánh linh điện bên trong sự tình tô tôn quản khó tránh khỏi có chút chiều rộng a à. tả phi lại nói trên thực tế hắn trong lòng vẫn là có chút kiên kỵ trước đó hoàn toàn chính xác nghe nói qua tô hàn dự định che chở trình dục lời nói nhưng hắn căn bản cũng không quan tâm bởi vì hắn chính mình là long hoàn cảnh biết long hoàn cảnh mạnh đến mức nào suy nghĩ lại một chút chính mình long thần cảnh thời điểm cùng thời khắc này chênh lệch tả phi căn bản cũng không tin tưởng tô hàn có thể dùng không quan trọng long thần cảnh tu vi nghiền ép một cái long hoàn cảnh cái kia hoàn toàn liền là vô nghĩa nhưng bây giờ vẽn vẹn mới vừa một lần kia giao thủ Tả Phi liền cảm nhận được Tô Hàng cường hãn. Tuy nói vẫn như cũ không tin Tô Hàng có thể nghiền ép Long Thần Cảnh, nhưng ít ra, Tả Phi cảm thấy Tô Hàng hẳn là có thể đủ đánh với chính mình một trận. Rộng sao? Tô Hàng bình tĩnh nói. Có lẽ đích thật là có chút chiều rộng, không quá trình dục cùng ta chính là là bạn tốt, chuyện của hắn, chính là ta sự tình. Lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, nơi đây vô số đệ tử tại đây bên trong, Tô Hàng lại nói như vậy, đây rõ ràng liền là tại nói cho bọn hắn, trình dục, ta Tô Hàng che lên mà chu thần sắc mặt thì là có chút khó coi, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, tô hàng vậy mà thật quyết tâm muốn bảo đảm trình dục. Theo hắn biết, trình dục cùng tô hàng ở giữa, trên thực tế cũng không có quá lớn quan hệ, nhiều lắm là cũng chính là trợ giúp một thoáng vân thiên thiên, có thể đó là thánh linh điện trợ giúp, lại vân gia đã cho 100 triệu linh thạch, việc này liền xem như đi qua. Tô hàng bực này nhân vật, há sẽ vì trình dục, đắc tội tả phi. Mấu chốt nhất là, đây là tại thánh linh điện, mà tả phi, lại là thánh linh điện trưởng lão, tô hàng mới là người ngoại. Tô Tôn cũng nhìn thấy, là trình dục chọn trước chiến đồ nhi của ta, hắn chính là long thần cảnh đỉnh phong, đồ nhi ta bất quá là long thần cảnh sơ kỳ thôi, loại cấp bậc này khiêu chiến, thần nhi nếu là đi lên, không phải là tìm chết sao. Tả Phi lại nói. Tô Hàng quét mắt nhìn hắn một cái, thẳng nhiên nói. Nói nhảm cũng không cần nói, đến cùng là bởi vì cái gì, người ta lòng dạ biết rõ, người nếu thật là cảm thấy như vậy, cái kia tại ngươi đệ tử này cướp đoạt trình dục tại nguyên thời điểm, vì sao không nói như vậy bây giờ lại cảm thấy ngươi đồ nhi tu vi có chút thấp. Nếu biết thấp, vậy liền nên thành thành thật thật, cục đuôi tới làm người, không cần như vậy hoành hành càng rỡ, khiến cho người khinh thường. Ngươi! Tả phi thấy tô hàng lại như vậy nói lời ác độc, liền chấn nộ, có lòng muốn muốn phản bác, lại tìm không thấy lý do thích hợp. Việc này vốn là bọn hắn không đúng, còn phản bác cái gì? Cứ như vậy đi. Tô hàng tùy ý phất phất tay. Trình dục khiêu chiến ngươi đồ nhi, vậy ngươi đồ nhi nên ứng chiến, thật không muốn ứng chiến cũng được, nắm cái kia 100 vạn linh thạch, dùng gấp 10 lần số lượng trả lại trình dục, sau đó tự phế tu vi, rời khỏi thánh linh điện, từ nay về sau, không còn xuất hiện tại trình dục trước mặt, miễn cho chướng mắt. Cầu vốt 9.10 ở cuối chương. Chương 1065. Nhìn ép tả phi, hai càng, cầu phiếu đề cử, cầu đặt mua. Nguồn. Mê truyện audio com Xoa. Tô Hàng sau khi nói xong, trong cả sân, lập tức nhấc lên một trận bão táp xôn xao. Lời của hắn, tuy nói bình thản, có thể trong đó mang theo tu vi lực lượng, cố ý nhường toàn trường người đều có thể nghe được, thậm chí đều truyền đến sinh tử đài ngoài trăm dặm, nhường thánh linh điện trong đó một chút cao tầng đều có thể nghe được. Những đệ tử kia trên mặt che kín khiếp sợ, run sợ, không thể tin được, cùng với nồng đậm cuồng nhiệt, bá khí. Cái kia mấy lời nói nói xuống, sao một cái bá khí cao minh. Trình dục nếu khiêu chiến ngươi đồ nhi, vậy ngươi đồ nhi nên ứng chiến. Không ứng chiến, trăm vạn linh thạch, gấp mười lần hoàn trả. Vẹn vẹn như thế, vẫn như cũ không đủ. Ngươi vẫn phải tự phế tu vi, rời khỏi thánh linh điện, từ nay về sau, không thể xuất hiện tại trình dục trước mặt. Này một cái chớp mắt, những đệ tử kia thậm chí đều có loại tô hàng là thánh linh điện điện chủ ảo giác. Hắn rõ ràng không phải thánh linh điện người, nhưng hắn liền là như vậy bá đạo, dù cho chu thần đích sư tôn là long hoàng cảnh cường giả, có thế tô hàng, vẫn như cũ là không quan tâm. Tô tôn khẩu khí thật lớn. Tả phi mặc dù kiên kỵ tô hàng, nhưng tuyệt đối không e ngại, tại nghe đến lời này về sau, liền giận dữ, chợt cười lạnh nói. Tô Tôn còn thật sự coi chính mình cũng là thánh linh điện cao tầng hay sao? Việc này Tô Tôn vốn là không nên quản, chớ nói chi là phế bỏ thần nhi tu vi, khiến cho hắn rời khỏi thánh linh điện. Ta thánh linh điện đệ tử nên như thế nào, chẳng lẽ còn cần một ngoại nhân tới nhúng tay hay sao? Chu thần cũng là hừ lạnh lên tiếng, hắn có tả phi người sư tôn này, vốn là đối tô hàng không nhìn ở trong mắt, nếu không phải là tô hàng thật quá mạnh, hắn giờ phút này, chỉ sợ sớm đã mở miệng chăm chọc ngươi có khả năng thử một chút. Tô Hàng thản nhiên nói, hôm nay ta ngay ở chỗ này, chu thần như không ứng chiến, ta đây sẽ đích thân ra tay, đem phế bỏ. Xoạt, lại là một mảnh xôn xao ở trong đám người nhấc lên, ai cũng không nghĩ tới, Tô Hàng tâm ý hội kiên quyết như thế, hắn cùng trình dục ở giữa, đến cùng là quan hệ như thế nào. Đến Tô Hàng loại cảnh giới này, theo lý mà nói không thể hành sự lỗ mãn, trình dục bây giờ tuy nói là long thần cảnh đỉnh phong, có thể nói trở lại, long thần cảnh đỉnh phong, cũng bất quá là long thần cảnh thôi, có lẽ có thể đột phá, nhưng đột phá tỷ lệ lại là rất nhỏ. Có thế tả phi như thế một cái long hoàng cảnh liền bày ở trước mắt, tô hàng thật muốn vì trình dục, mà đắc tội một tên long hoàng cảnh. Hừ. Tả phi nhìn chầm chầm tô hàng xem trong chốc lát, sau cùng cũng không nói thêm gì nữa, hừ lạnh một tiếng, hướng chu thần nói. Cùng vi sư đi. Chu thần tự nhiên không dám tiếp tục lưu lại nơi này, lúc này liền muốn ly khai. Đúng lúc này, cái kia sinh tử trên đài trình dục lại là chợt lao ra, thẳng đến chu thần mà đến. Ta đã bỏ ra trăm vạn linh thạch đại giới, hôm nay ngươi đừng nghĩ đi. Chu thần biến sắc, cũng quyết lui lại. Hắn căn bản cũng không dám cùng trình dục giao chiến, dùng tu vi của hắn, thật phải rơi vào trình dục trong tay, hắn phải chết không nghi ngờ. Trình dục, ngươi dám. Tả phi chợt quay đầu, hắn thân bên trên lông hoàn cảnh khí tức quanh một tiếng phát ra, tuôn hướng trình dục. Cút. Nhưng cũng vào thời khắc này, tô hàng quát lạnh một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng vung lên, tả phi tán ra khí tức trong chốc lát sụp đổ mà tô hàng cái kia vô hình trong đó bàn tay thì là xuyên thấu không gian sẽ mở mảng lớn vết trạng trong chốc lát xuất hiện ở bên trái không phải trước mặt tô bác lưu ngươi còn muốn đối lão phu ra tay hay sao tả phi biến sắc đối tô hàng xưng hô cũng đã hoàn toàn thay đổi không quan trọng sâu kiến ta chính là ra tay với ngươi ngươi lại có thể thế nào tô hàng ngẩng đầu ngóng nhìn tả phi bình thản nói ta cảnh cáo ngươi, hôm nay ngươi đệ tử này, nhất định phải trả giá hắn càng rỡ đại giới, ngươi có khả năng tại đây bên trong nhìn xem, cũng có thể hiện tại liền rời đi, nhưng ngươi nếu là dám ra tay, cũng đừng trách tô mổ hạ thủ không lưu tình. T. Một trận hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra, bốn phía những đệ tử kia đối tô hàng cùng nhiệt, đã đạt đến một loại không cách nào hình dung mức độ. Một cái long thần cảnh trung kỳ A, à, vậy mà như vậy uy hiếp một tên long hoàng cảnh, này toàn bộ thiên hạ, ngoại trừ tô tôn, ai còn có thể làm được điểm này? Làm sao bây giờ? ta muốn yêu chết Tô Tôn, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tô Tôn thật sự là ta thế hệ trẻ tuổi tắm gương, như thế tuổi tác, như thế tu vi, đối mặt một tên long hoàn cảnh, lại là như vậy bá khí. Thật tốt muốn gả cho hắn. Lần này, nói chuyện phần lớn đều là những cái kia nữ tính đệ tử. Các nàng bên trong, có thật nhiều người thân thể mềm mại run rẩy, đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Hàng, chỉ mong Tô Hàng có thể xem chính mình liếc mắt. Mà Tô Hàng nơi này, thần sắc bình tĩnh, nhìn chầm chầm tả phi, hắn trước đó lời đã nói ra, đã nói cho đám người, việc này ta quản định. Tả phi dù nói thế nào cũng là một tên long hoàn cảnh, lại nơi này là thánh linh điện, hắn làm thánh linh điện cao tầng, ngay trước nhiều đệ tử như vậy trước mặt, sao lại thật liền buông tay mặc kệ? Như thật làm như vậy, hôm đó về sau, hắn Tả phi thanh danh sẽ thối khắp thiên hạ. vậy lão phu ngược lại muốn xem xem, ngươi đến cùng có thể đem ta đệ tử này như thế nào? Tả phi dừng thân ảnh, hư lạnh lên tiếng. được. tô hàng nhàn nhạt gật đầu chợt nhìn về phía trình dục chỉ chu thần nói người này ngươi đến giải quyết về phần mặt khác cái này cái gọi là sư tôn không cần lo lắng vâng trình dục ứng thanh chợt trong mắt bạo phát ra kinh thiên sát cơ thân ảnh lấp lánh ở giữa thẳng đến chu thần mà đi tại hắn phóng tới chu thần thời điểm tô hàng cũng là chậm rãi đứng dậy hắn bước chân nâng lên một bước phía dưới đi tới tả phi trước mặt tránh ra trái phi tự nhiên không thể trơ mắt nhìn xem trình dục đánh giết chu thần tu vi tại lúc này toàn bộ bùng nổ, âm âm thanh âm vang vọng chân trời, lại có một con dao long hư ảnh từ sau lưng của hắn xuất hiện, thẳng đến Tô Hàng đánh tới. Hết sức hiển nhiên, đây là Tả Phi Long Kỷ. Tả Phi đã cảm nhận được Tô Hàng thực lực, hắn không dám khinh thường, cho nên ra tay phía dưới, liền không có giữ lại tu vi, lại trực tiếp thi triển Long Kỷ. Mà Tô Hàng nơi này, đệ nhất bản tôn cùng đệ nhị bản tôn nguyên thần cũng sớm đã dung hợp, bằng không, mới vừa ngăn cản Tả Phi đối trình dục công kích, cũng sẽ không đơn giản như vậy hắn nghiền ép ninh nhất hải thời điểm liền vẹn vẹn dung hợp đệ nhất bản tôn cùng đệ nhị bản tôn nguyên thần giờ phút này đối mặt tả phi vẹn vẹn như thế đã đủ xoa thấy cái kia dao long hư ảnh vọt tới tô hàng bàn tay vung lên liền hạo quang biến ảo có một bàn tay cực kỳ lớn quét ngang chân trời oanh một tiếng đập vào cái kia dao long hư ảnh thân bên trên cái vỗ này cái kia dao long hư ảnh lập tức phát ra tiếng kêu thảm chợt to lớn thân thể oanh một tiếng lại trực tiếp sụp đổ tả phi biến sắc hiển nhiên không nghĩ tới Tô Hàng lại mạnh đến như thế trình độ. Bất quá không đợi hắn phản ứng, Tô Hàng thân ảnh, chính là trực tiếp xuất hiện tại trước mặt hắn, một thanh hướng phía Tả Phi chọc tới. Tả Phi không nói hai lời, lập tức liền muốn ngăn cản. Lại vào thời khắc này, một cái thanh âm nhàn nhạt, bỗng nhiên ở bên tai của hắn vang vọng. Định. Một chữ phía dưới, Tả Phi sắc mặt cuồng biến. Tâm niệm của hắn có khả năng chuyển động, thần sắc của hắn cũng vẫn tồn tại như cũ, nhưng tu vi của hắn, thân thể của hắn, hắn hết thảy động tác, lại đều tại thời khắc này, ngừng kết ở giữa không trung trong đó. Cầu vốt 9.10 ở cuối chương. Chương 1066. Thảm thương người, tất có chỗ đáng hận. Nguồn. Mê truyện audio com Tả Phi chỉ cảm thấy toàn thân Tu Vi đều tại thời khắc này đình chỉ vận chuyển, hắn nghĩ muốn xuất thủ chống lại Tô Hàng bàn tay, có thế trên thân thể, lại là như vậy vô lực. Tô Hàng Tu Vi, tuy nói là long thần cảnh trung kỳ, nhưng hắn dung hợp đệ nhất bản tôn cùng đệ nhị bản tôn nguyên thần về sau, đối tả phi này loại không có mở ra hoàng vực long hoàn cảnh sơ kỳ cường giả thật sự có thể làm đến nghiện ép mà cái kia định thần thuật tự nhiên cũng là đối tả phi có tác dụng mặc dù tác dụng không phải quá lớn tối đa cũng chỉ có thể định trụ 5 giây tả hữu thời gian có thế 5 giây đối tô hàng tới nói thật là quá đầy đủ oanh thân ảnh của hắn kéo theo thanh âm xé gió khiến cho không gian kia đều muốn bị chấn vỡ hắn xuất hiện ở bên trái không phải trước mặt thời điểm ở bên trái không phải cái kia đại biến sắc mặt bên trong, một thanh bóp lấy cổ của hắn, chật chật nhấc lên. Ngươi, còn muốn quản sao? Thanh âm nhàn nhạt, từ tô hàng trong miệng truyền ra. Cái kia băng lãnh nhiệt độ, thông qua tô hàng bàn tay, truyền tới tả phi trên cổ, có loại trực giác nói cho tả phi, thời khắc này chính mình, tốt nhất là ngậm miệng lại, hoặc là gọi ra ta mặc kệ, mấy chữ này. Nếu không, lại không nói nguyên thần của mình, vẹn vẹn thịt này thể, tất nhiên sẽ trực tiếp sụp đổ tại tô hàng dưới bàn tay các đệ tử đều là tại lúc này trận mắt hốc môn. Tô Hàng là dùng long thần cảnh tới chiến long hoàn cảnh, mà Trình Dục là dùng long thần cảnh đỉnh phong tới chiến long thần cảnh sơ kỳ, tất cả mọi người coi là đầu tiên kết thúc chiến đấu, khẳng định lại là Trình Dục nơi đó, có thể không ai từng nghĩ tới, vẹn vẹn một lát thôi, Tô Hàng liền đã bóp lấy tả phi mệnh mạch, khiến cho hắn một chữ cũng không dám nhiều lời. Đây chính là long hoàn cảnh a. Chẳng lẽ tại Tô Tôn trong tay, long hoàn cảnh liền thật đã yếu đến loại trình độ này những đệ tử này đều là chỉ thấy tô hàng ra tay sau đó tả phi đứng ở nơi đó không nhúc nhích mặc cho tô hàng bóp lấy cổ loại cảm giác này thật giống như hai người là đang diễn trò giống như có thế ai cũng biết đây tuyệt đối không phải đang diễn trò theo tả phi vẽ mặt phía trên cũng có thể thấy được hắn nếu là có cơ hội tuyệt đối sẽ không bỏ mặt đối với hắn có bất kỳ ra tay lại không nói đánh giết tô hàng chỉ cần có khả năng hắn nhất định sẽ trong chốc lát đem tô hàng cho đánh cho trọng thương quá mạnh quá mạnh lúc này mới dùng bao dài lúc Mười, hơi. mười lăm tức vẫn là hai mươi tức liền trình dục nơi đó đều vẫn không có thể đem chu thần cho đánh vết tô tôn liền đã đánh bại tả phi trưởng lão sớm đã có truyền ngôn tô tôn có thể nghiện ép long hoàn cảnh sơ kỳ giờ phút này xem ra quả nhiên không giả a à. tin tức kia cũng không nói ngoa đây là sự thật trách không được vũ văn điện chủ đám người đối tô tôn như vậy khách khí nghe nói đàm điện chủ thân truyền đệ tử bạch lăng đều bị tô tôn cho muốn tới phượng hoàng tông mà đàm điện chủ cũng không nói thêm cái gì bây giờ xem ra tự hồ là đối tô tôn, cực kỳ kiên kỵ. Từng tiếng nghị luận từ những đệ tử này trong miệng truyền ra, vang vọng chân trời. Tả phi vẻ mặt đỏ lên, cũng không biết là bởi vì mất mặt, hay là bởi vì bị tô hàng bóp lấy cổ, mà không thở nổi. Tô hàng liền đứng trước mặt mình, mà chính mình, lại là một không thể động đậy được. Đợi cái kia định thần thuộc thời gian trôi qua về sau, tả phi thân thể rốt cục khôi phục lại, nhưng hắn vẫn như cũ là không dám động. Tô hàng trên bàn tay, có một loại lực lượng kinh khủng đang cuộn trào, tả phi không chút nghi ngờ, chỉ cần mình dám động, cho dù là động động ngón tay, lực lượng này cũng sẽ trong nháy mắt phá hủy chính mình thể xác hết thảy. Thậm chí, tả phi nguyên thần phía trên, đều truyền ra một loại tim đập nhanh cảm giác, thật giống như. Tốt giống mình nếu là có ý khác, liền nguyên thần cũng hội cùng theo một lúc băng diệt một dạng. Giờ này khắc này, tả phi không còn có đánh với tô hàng một trận ý nghĩ. Hắn rốt cuộc minh bạch, trong tay tô hàng, chính mình cho dù là long hoàn cảnh, cũng cùng long mạch cảnh những cái kia sâu kiến, căn bản liền không có gì khác biệt hắn đến cùng tại cái kia yêu tiên thánh vực làm ở bên trong lấy được cái gì tạo hóa, ngắn ngủi mấy năm mà thôi, hắn tốc độ phát triển, làm sao lại nhanh như vậy. Tả phi trong lòng đang thét gào. Oanh! Cũng vào thời khắc này, phía dưới trên mặt đất truyền đến nổ vang thanh âm. Nhưng thấy cái kia chu thần đã triệt để bị trình dục quanh phá hết thảy phòng ngự, khóe miệng của hắn mà tràn ngập vết máu, trên mặt che kín hoảng sợ, hắn thân ảnh hướng phía nơi xa chạy trốn, có thể tốc độ của hắn, căn bản là đánh không lại chu thần. Ngươi không có thể giết ta. Chu thần một bên chạy, một bên kiệt tê nội tình bên trong gầm thét lên. Trình dục, nơi này không là sinh tử đài, ngươi như dám ở chỗ này giết ta, chắc chắn bị trong điện trừng phạt. Ngươi cũng là nhắc nhở ta. Trình dục cười lạnh, trong chớp mắt đuổi kịp chu thần, chợt đem hắn đề ở, đi thẳng tới sinh tử trên đại phương, đem ném xuống dưới. Bành. Chu thần thân thể tiếp xúc sinh tử bãi đất cao mặt, lần nữa phun ra ngụm lớn máu tươi, văng lên một chỗ cho bụi. Bốn phía những đệ tử kia gặp hắn này thê thảm bộ dáng, không khỏi có chút tối tháng, chu thần bộ dáng này, nhìn cũng là có chút thảm thương a, à, nhưng cũng yêu người, tất có chỗ đáng hận. Hắn tại nhục mà trình dục thời điểm, làm sao không suy nghĩ sẽ có hôm nay. Hắn tại cướp đoạt trình dục tài nguyên thời điểm, làm sao không suy nghĩ sẽ có hôm nay. Hắn tại thánh linh điện rất nhiều đệ tử trong đó hoành hành bá đạo, ý vào sư tôn việc ác bất tận thời điểm, làm sao không suy nghĩ sẽ có hôm nay. Đồng tình, cũng bất quá là trong chốc lát lóe lên cảm xúc thôi, tiếp theo một cái chớp mắt, bốn phía đệ tử liền đều là lộ ra cười lạnh cùng cười trên nỗi đau của người khác. Chu thần có hôm nay, đơn thuần đáng đời. Không cần. Không cần. Thấy Trình Dục từng bước một hướng phía chính mình đi tới, Chu thần sắc mặt tái nhợt, vẫn luôn đang thì thào, hy vọng Trình Dục có thể tha cho hắn một mạng. Trình Dục có thể sao? Hiển nhiên không thể. Hắn tại Thánh Linh Điện bên trong, nhận khi nhục thật sự là rất rất nhiều, này Chu thần cầm đầu, hắn hôm nay liền muốn mượn cơ hội này, dùng này Chu thần trên cổ đầu người, tới giết gà dọa khỉ không tiếp tục lưỡng lự, trình dục trên mặt che kín sát cơ, hắn thân ảnh đi vào chu thần trước mặt thời điểm, một chưởng hướng đầu của hắn vỗ xuống đi. Hắn chính là Long thần cảnh đỉnh phong, tu vi cùng trên thực lực áp chế, liền xem như chu thần bày ra phòng ngự, cũng vẫn như cũ không làm nên chuyện gì. Sư tôn cứu. Này một cái chớp mắt, chu thần trong lòng tuyệt vọng, cơ hội theo thói quen liền muốn nhìn về phía cái kia thường xuyên tại thời khắc máu chốt, ban tự mình ra tay đích sư tôn. Nhưng này xem xét, chu thần triệt để tuyệt vọng rồi. Nhưng thấy cái kia trong lòng hắn, như trời không gì làm không được đích sư tôn giờ phút này đang bị tô hàng bóp lấy cổ thành thành thật thật dừng lại trong hư không đừng nói giúp hắn liền xem như động động ngón tay cũng không dám lần này hắn chu thần không còn có đã từng may mắn không còn có cái kia làm người kiên kỵ mạnh mẽ bối cảnh hắn chỉ là chu thần một cái sắp bị đánh chết sau kiến oanh vang trầm tiếng truyền ra chu thần đầu oanh một tiếng nổ tung máu tươi tùy ý hắn thân ảnh ngã xuống trên mặt đất không có chút nào khí tức một chưởng này không riêng gì chu thần thể xác hắn nguyên thần, cũng triệt để băng diệt. Chu thần, chết. Cầu vốt 9.10 ở cuối chương. Chương 1067. Dùng linh thạch nện. Bốn càng. Nguồn. Mê truyện audio.com. Chu thần chết rồi. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, có thật nhiều người đều nắm chặt nắm đấm, cảm thấy sảng khoái, hiển nhiên cũng là bị chu thần đã từng khi nhục qua. Mà có một chút đệ tử, thì là vẻ mặt biến hóa phía dưới, lặng yên không tiếng động thối lui ra khỏi đám người những người này cũng đều ý vào bối cảnh của chính mình, từng hoặc là mỉa mai, hoặc là cười nhạo, hoặc là xem thường quá trình dục. Bọn hắn không dám tiếp tục ở lại đây, sợ trình dục giờ phút này lại liên lụy đến bọn hắn. Trình dục đương nhiên sẽ không làm như thế, giết một vòng sáng sớm, đã làm ra chấn nhiếp tác dụng, đến mức những người khác, hắn không có khả năng thật toàn bộ đều giết chết, nói như vậy, thánh linh điện cao tầng chỉ sợ cũng phải đi ra phản đối. Mà cho đến giờ phút này, thấy chu thần đã bị trình dục cho đánh giết, tô hàng lúc này mới buông ra tả phi hắn không nói thêm gì, chậm rãi hướng phía phía dưới đi đến. Mà Tả Phi đôi mắt tại đây một cái chớp mắt huyết hồng, nhất là thấy Chu thần cái kia thê thảm thi thể, một trận lửa giận trực tiếp theo trong lòng bạo phát ra. Tô Bác Lưu, Tả Phi lớn tiếng gào thét. Đây là ta thánh linh điện sự tình, ngươi dựa vào cái gì để ý tới? Tô Hàng bỗng nhiên quay đầu, nhìn chầm chầm Tả Phi nói. Ta không nhúc nhích ngươi, đã là lưu tình, nắm miệng của ngươi nhắm lại, nhớ ở ta, hòa từ miệng mà ra. Ha 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 tả phi tự như phát như điên, bỗng nhiên cười ha hả. Hắn chính là Long Hoàng Cảnh, hôm nay lại là trước mặt nhiều người như vậy, đệ tử bị giết, mà hắn căn bản cũng không dám quản, như thế sĩ nhục, khiến cho tâm trí của hắn có chút mất phương hướng. Mấu chốt là, tả phi vẫn luôn cảm thấy, đây là tại thánh linh điện bên trong, chính mình đánh không lại Tô Hàng là thật, nhưng Tô Hàng lại thật dám giết chính mình hay sao? Hắn dám ở thánh linh điện bên trong, đánh giết một tên thuộc về thánh linh điện Long Hoàng Cảnh. Ngươi thì tính là cái gì? Tả Phi lớn tiếng nói, Ngươi khác gọi ngươi tô tôn, đó là để mắt ngươi, cho ngươi một bộ mặt, nếu không cho ngươi mặt mũi này, ngươi lại đáng là gì? Lão phu đệ tử đã bị giết, lão phu còn không tin, ngươi chẳng lẽ còn dám giết lão phu hay sao? Nghe vậy, tô hàng vẽ mặt lạnh lẽo, bỗng nhiên phóng tới tả phi. Tả phi người này, tính cách ác độc, tô hàng này thời gian ngắn tiếp xúc liền có thể nhìn ra, nếu là không đúng hắn trừng trị một phen, có lẽ chính mình đi về sau, hắn đều có thể đối trình dục ra tay. Tô Hàng vốn là hạ quyết tâm muốn giữ được trình dục, hắn nếu đáp ứng vậy liền nhất định sẽ làm đến lão phu liền đứng ở chỗ này nhường ngươi tới chết tả phi dứt lời lại thật không nhúc nhích cứ như vậy đứng ở nơi đó liền muốn động thủ dáng vẻ đều không có mà tô hàn cũng là không do dự hắn mới sẽ không cố kỵ nhiều như vậy tả phi nếu muốn chết cái kia liền tác thành cho hắn chính mình lần này trở về vốn sẽ phải một cái vang danh thiên hạ vô luận là tại nhất đao cung vẫn là tại đây bên trong hắn cũng chỉ là đánh bại long hoàn cảnh bên ngoài truyền lại cũng chẳng qua là đánh bại thôi giờ phút này đúng lúc là một cái cơ hội, mượn tả phi đầu người, tới triệt để dương danh thiên hạ. Bất quá, Tô Hàng nghĩ như vậy, hiện thực lại không thể như ước nguyện của hắn. Ngay tại hắn sắp đánh trúng tả phi thời điểm, thở dài một tiếng, bỗng nhiên theo bên cạnh giữa hư không truyền ra. Ngay sau đó, một vết nứt từ hư không xuất hiện, vũ văn trung thành thân ảnh, chậm rãi nổi lên. Gặp hắn xuất hiện, Tô Hàng động tác dừng lại, không có tiếp tục ra tay. Mà Vũ Văn Trung Thành thì ông quyền nói. Tô Tôn, chu thần đã chết, việc này xem như kết thúc, này tả phi, mong rằng tô tôn lưu tình. Đến loại trình độ này, Vũ Văn Trung Thành vẫn như cũ là đúng tô hàng cực kỳ khách khí, thấy rõ tô hàng bây giờ địa vị đến cùng đến cỡ nào cao. Kỳ thật thật nếu nói, thật giống như tả phi nói một dạng, đây là người ta thánh linh điện sự tình, tô hàng chẳng qua là người ngoài thôi, việc này hắn vốn là không nên tới quản, nếu là ngày trước, tô hàng dám quản việc này, thánh linh điện nhất định sẽ không cho hắn cái gì tốt vẻ mặt. Nhưng bây giờ không đồng dạng, lúc này không giống ngày xưa, thiên hạ này tô tôn, chỉ có một cái, dù cho vũ văn trung thành này loại thất điện điện chủ một trong, cũng không thể không thu hồi loại kia cường giả tư thái, đối tô hàng khách khí. Ai đều hiểu, dùng tô hàng thời khắc này thực lực, thật nếu là đắc tội, dù cho chân chính long hoàn cảnh cường giả ra tay, cũng khẳng định là lưu không được tô hàng. Tô hàng có lẽ không phải là đối thủ, có thể nếu là hắn muốn đi, không ai có thể ngăn được. Mà tất cả mọi người kiên kỵ tô hàng, đều không phải là kiên kỵ thực lực của hắn, mà là tiềm lực của hắn. Bây giờ tô hàng, liền đã có thể nghiền ép long hoàn cảnh sơ kỳ, nếu là hắn đạt đến long thần cảnh hậu kỳ đâu long thần cảnh đỉnh phong đâu cũng hoặc là long hoàn cảnh đâu đắc tội như thế một cái tiềm lực biến thái yêu nghiệt đây không phải là lựa chọn sáng suốt không có quá lớn huyết hải thâm cừu bất kỳ một thế lực nào cũng không nguyện ý đi trêu chọc hắn mà lại nếu có thể giao hảo tốt nhất là giao hảo cho nên vũ văn trung thành mới có thể vẫn như cũ khách khí với tô hàng cho nên tô hàng đưa tay quá dài quản việc này cũng không ai đối với hắn truy cứu cho nên liền xem như tô hàng mong muốn giết tả phi cái này long hoàn cảnh cũng chưa từng có thánh linh điện cường giả chân chính ra mặt quấy nhiễu không giết hắn có thể tô hàng thản nhiên nói nhưng trình dục ta là nhất định phải bảo đảm ta không có khả năng vĩnh viễn ở tại thánh linh điện bên trong một khi ta rời đi vũ văn điện chủ phải đáp ứng ta trình dục nhất định không thể có sự tình ha 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 vậy ngươi liền hảo hảo chờ lấy không đợi vũ văn trung thành nói chuyện cái kia tả phi nhân tiện nói tô tôn a à tô tôn lão phu ta mới là thánh linh điện người, người có thể bảo vệ hắn nhất thời, còn có thể bảo vệ hắn một thế hay sao? Nghe thấy lời ấy, Tô Hàng vẻ mặt trực tiếp băng lãnh, mà Vũ Văn trung thành sắc mặt cũng là khó coi. Hắn biết thời khắc này Tả Phi trong lòng có giận, khuyên giải không được, có thế Tô Hàng nơi này, hắn cũng không có biện pháp gì, thật sự chính là làm người có chút đau đầu. Đầu của hắn, ta không lấy không, một trăm ức linh thạch. Tô Hàng bỗng nhiên nói. Vũ Văn trung thành sững sờ, toàn tức nói. Tô Tôn, đây không phải vấn đề linh thạch, chuyện này. 200 ức. Tô Hàng lại nói. Thật không phải là vấn đề linh thạch, này dù sao cũng là tại ta thánh linh điện trong đó. 30 tỷ. Tả phi chính là Long Hoàng cảnh cường giả, tại bây giờ Long Võ Đại Lục, Long Hoàng có địa vị gì, nghĩ đến. 40 tỷ. 50 tỷ. 60 tỷ. Vũ Văn Trung Thành đã triệt để im lặng, mà phía dưới những đệ tử kia thì là một lần nữa trận mắt hốc mồm. Tô Tôn đây là muốn dùng linh thạch, sinh sinh đập chết Tả Phi A, à, mà Tả Phi nơi đó thì là vẻ mặt biến hóa, lửa giận đã toàn bộ biến mất, triệt để tỉnh táo lại. Hắn ý vào, liền là thánh linh điện, tuy nói hắn đối thực lực của mình hết sức có tự tin, dù sao cũng là một vị long hoàng cảnh, thánh linh điện làm sao có thể bỏ mặt không quan tâm. Có thế Tô Hàng cầm linh thạch tới nền, động một tí liền là mấy trăm ức, như thế khổng lồ số lượng, dùng thánh linh điện trong đó những thiên tài kia đệ tử, rất có thể lần nữa bồi dưỡng được một vị, thậm chí mấy vị long hoàng cảnh vừa vặn đổi tính được, chết hắn một cái, đổi mấy cái long hoàn cảnh, vẫn là đáng giá. Hắn tả phi thật đúng là sợ thánh linh điện khẩu, bị tô hàng cho sinh sinh đập ra. Cầu vốt 9.10 ở cuối chương.